Chương 181 Ngự không phi hành. Sở Kiếm Thu từ cửa sổ bay ra ngoài lúc, lập tức phát hiện chính mình phi hành không giống với trước đây, Sở Kiếm Thu trong lòng không. Khỏi một hồi kinh hỉ, đây sẽ không là thật sao? Hắn mang thử một lần tâm lý, tâm niệm khẽ động, bàng bạc vô cùng chân khí từ thể nội phun ra. Ở xung quanh người bày ra một đạo chân khí chi tràng. Chân khí này chi tràng cùng bốn phía không khí rằng co nhau đem hắn trực tiếp nâng ở trên không, đứng lơ lửng. Sở kiếm thu thấy mình thế mà thật sự làm được ngự không mà đứng. Trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi, ngự không phi hành. Đây chính là hóa hải cảnh cường giả mới có thể làm được sự tình. Nghĩ không ra chính mình thế mà tại chân khí cảnh thất trọng liền có hóa hải cảnh cường giả thủ. Đoạn, sở kiếm thu vì nghiệm chứng trong lòng mình một cái khác phỏng đoán, thân hình thoát một cái giống như bay hồn như chấp giật hướng phương xa lướt gấp mà đi. Tại đột phá đến chân khí cảnh thất trọng sau đó, sở kiếm thu thân pháp tốc độ nhanh không chỉ gấp mấy lần. Ngự không phi hành cảm giác quả nhiên khác nhau. Cái này cùng cưỡi vân chu hay là khống chế phong hành phù hạc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sở kiếm thu tại bay ra hơn trăm dặm sau đó, đi tới một chỗ tương đối bí ẩn chỗ. Từ không trung chậm rãi hạ xuống tới sở kiếm thu vận khởi sóng giữ bảy trồng trường đệ thất trưởng một trường vỗ ra. Một đạo sóng giữ sóng lớn ứng trưởng mà sinh. Hùng hồn vô cùng chân khí hóa thành tầng tầng thao thiên cự lãng hư ảnh. Mãnh liệt hướng về phía trước vỗ tới. Sóng lớn cuốn qua chỗ, hết thầy tất cả đều bị phá hủy. Trên mặt đất xuất hiện một đạo rộng càng mấy trượng khoảng cách. Sóng lớn cuốn thẳng đến hơn 10 trượng bên ngoài vừa mới dừng lại, sở kiếm thu nhìn xem một màn này, cúi đầu nhìn nhìn hai tay, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Chân khí thực chất cụ tượng hóa, đây là chỉ có hóa hải cảnh cường giả mới có thể có thủ đoạn. Sở Kiếm Thu nghĩ không ra chính mình thế mà tại tấn thăng chân khí cảnh thất trọng sau đó liền. Có thủ đoạn như vậy? Kỳ thực Sở Kiếm Thu chân khí trong cơ thể tích lũy hùng hậu trình độ sớm đã vượt qua thông. Thường hóa hải cảnh nhất trọng võ giả, hơn nữa hỗn độn thiên đế quyết tu luyện ra chân khí tại phương diện tinh thuần trình độ cũng không thua kém một chút nào thông thường hóa hải cảnh cường giả cho nên tại đột phá đến chân khí cảnh thất trọng sau đó sở kiếm thu chân khí trong cơ thể mặc dù còn không có hóa hải quy sao du học về nguyên nhưng lại đã có hóa hải cảnh cường giả mới có thể có thủ đoạn chẳng những có thể giống hóa hải cảnh cường giả ngự không phi hành hơn nữa còn có hóa hải cảnh cường giả chân khí thực chất cụ tượng hóa thủ đoạn chân khí thực Chất cụ tượng hóa, có thể khiến cho uy lực công kích đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Đồng dạng là sử dụng sóng giữ bảy trong trường. Khi chưa có sử dụng chân khí thực chất cụ tượng hóa. Sở kiếm thu xa xa không cách nào phát huy trước mắt uy lực như vậy, bất quá chân khí thực chất. Cụ tượng hóa, uy lực mặc dù kinh người, nhưng mà hao phí chân khí cũng cực kỳ kịch liệt. Sở kiếm thu chỉ là chụp ra một trường này, liền trực tiếp tiêu hao thể nội một phần năm chân khí hóa hải cảnh võ giả chân khí thực chất cụ tượng hóa bình thường là thông qua võ kỹ mới có thể bày ra tại chân khí thực chất cụ tượng hóa thủ đoạn sau đó võ kỹ đối với võ giả tới nói lộ ra trọng yếu hơn lúc này cấp bậc cao võ kỹ sẽ phát huy ra to lớn vô cùng lực sát thương giống như kế duệ bác sử dụng viêm long thương thời điểm uy lực trong nháy mắt đề thăng mấy lần cơ hồ trực tiếp liền đem sở kiếm thu đánh một cái gần chết sau khi có thể ngự không phi hành cùng nắm giữ chân khí thực chất cụ tượng hóa thủ đoạn hóa hải cảnh võ giả tại trước mặt sở kiếm thu sẽ không có bất kỳ ưu thế có thể nói lúc trước bởi vì chính mình không thể phi hành đối mặt hóa hải cảnh cường giả lúc công kích sở kiếm thu sẽ ở vào cực đoan thế yếu hóa hải cảnh cường giả trong lúc chiến đấu vừa có thể lấy công cũng có thể lui sở kiếm thu chỉ có bằng vào thiểm độn phù mới có thể miễn cưỡng lật về một điểm thế yếu nhưng nếu như đối thủ muốn chạy trốn mà nói, hắn lại cơ hồ không có biện pháp gì. Mặc dù dùng xuyên vân tiễn sáu trang có thể đem đào tẩu địch nhân đánh giết, nhưng mà sử dụng xuyên vân tiễn sáu trang tai hại quá lớn. Sau một kích chính mình liền không có chiến chi lực nếu như nhất kích không trúng. Chính mình cơ hồ liền lâm vào mặt người chém giết hoàn cảnh. Có hai thứ này thủ đoạn sau đó, sở kiếm thu sức mạnh trong nháy mắt thật nhiều. Phía trước hắn lẫn vào diêu cảnh sơn trong đội ngũ lúc kỳ thực nguy hiểm là lớn vô cùng. Một khi bị diêu cảnh sơn bọn người hoài nghi truy sát, hắn có rất lớn khả năng tính chất sẽ bị những cái kia ám ảnh lâu sát thủ vây giết. Mặc dù lá bài tẩy của hắn cũng không ít, nhưng mà tại đối mặt hóa hải cảnh cường giả lúc thế yếu thực sự quá lớn cho đến giờ phút này. Sở kiếm thu mới tương đương với chân chính có thực lực tự vệ lúc này hắn coi như trực tiếp đối đầu diêu cảnh sơn cái kia một đội sát thủ cũng không sợ chút nào đương nhiên đây cũng không có nghĩa là hắn có thực lực có thể đơn đấu cái kia một bọn ám ảnh lâu sát thủ chẳng qua là tại đối mặt bọn hắn lúc ít nhất đã có năng lực tự bảo vệ mình dù cho đánh không lại bằng vào hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn muốn chạy trốn mà nói cũng sẽ không quá khó sở kiếm thu đang nghiệm chứng mình phỏng đoán sau đó liền khởi hành trở về thanh hà khách sạn lúc này chu đại nương cũng sớm đã chờ ở trong phòng của hắn sở kiếm thu nhìn xem chu đại nương cái kia sắc mặt khó coi lập tức không khỏi có mấy phần nơm nớp lo sợ tiểu tử thúi lòng can đảm không nhỏ a à. ở tại lão nương ở đây ăn không ở không không nói còn muốn đem lão nương cửa hàng đều phá hủy chu đại nương khuôn mặt đen như đáy nồi nhìn chằm chằm sở kiếm thu cười lạnh đạo chu đại nương bớt giận cái này hư hại vật ta theo giá bồi thường sở kiếm thu cẩn thận xin lỗi ngươi cho rằng ngươi có mấy cái kia tiền bẩn không tầm thường a à? lão nương những thứ kia là mấy đồng tiền liền có thể bồi chu đại nương lạnh lùng liếc hắn một cái nói đại nương kia muốn thế nào sở kiếm thu lập tức nhức đầu không thôi nữ nhân này treo lên quan hệ tới chính là phiền phức tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ vân như thế cái này chu đại nương cũng là dạng này bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là sư phụ tốt như thế nào đồng dạng là nữ nhân khác biệt lại lớn như vậy đâu đương nhiên là đi làm trả lại nợ a trong này hư hại cái bàn người ít nhất phải tại ta chỗ này lại đi làm một tháng mới có thể trả được hết chu đại nương hừ lạnh một tiếng nói lại muốn thêm một tháng sở kiếm thu không khỏi một hồi kêu rên phía trước bồi lên một tháng đã quá thiệt thòi bây giờ lại còn lại muốn thêm một tháng bất quá nhìn chu đại nương tư thế nếu như hắn không đáp ứng chỉ sợ việc này thật đúng là không thể làm tốt cuối cùng sở kiếm thu bất đắc dĩ cũng chỉ đành nhận mệnh tại thanh hà khách sạn làm lên điếm tiểu nhị sống bất quá ở đây làm việc trong khoảng thời gian này sở kiếm thu cũng không có nhàn rỗi đợi đến buổi tối lúc sở kiếm thu liền lặng lẽ chạy ra ngoài dò xét hoàn cảnh bốn phía địa hình hiện tại hắn đã có thể ngự không phi hành tốc độ mau lẹ vô cùng một canh giờ liền có thể phi hành mấy trăm dặm tại mấy ngày nay thời gian bên trong hắn đã đem phương viên mấy ngàn dặm hoàn cảnh dò xét cái nhất thanh nhị sở trong nháy mắt bốn ngày thời gian đã qua sở kiếm thu đoán chừng sơn trang phong lôi những người kia muốn tới gần khánh sơn quận cành nội cũng là nên đến thời điểm hành động sở kiếm thu lấy ra một đạo linh phù hướng về trên mặt một phòng cải biến dung mạo từ Thanh Hà trong khách sạn lách mình bay ra ngoài. Chương 182 đưa tin. Lúc Sở Kiếm Thu từ Thanh Hà trong khách sạn bay ra. Một đạo bạch y thân ảnh cũng xuất hiện tại trên khách sạn của Thanh Hà khoảng không. Theo đuôi tại Sở Kiếm Thu sau lưng. Đạo này bạch y thân ảnh đi theo Sở Kiếm Thu sau lưng. Sở Kiếm Thu thế mà không có chút nào phát giác có người theo dõi thật là là bởi vì đạo này bạch y thân ảnh tu vi so với sở kiếm thu thực sự cao quá nhiều. Hơn nữa lại tận lực cất giấu hành tung. Khánh Sơn quận biên giới trong một chỗ núi rừng. Một đoàn người tại không cấp bách không chậm mà gấp gáp, chi đội ngũ này chừng 20. 30 người, người cầm đầu là một tên người mặc cẩm bào thanh niên. Trong tay cầm một thanh trường kiếm. Tên này cẩm bào thanh niên tu vi cao thâm càng là một cái hóa hải cảnh tam trọng cường giả, mà trong chi đội ngũ này ngoại trừ Cẩm báo. Thanh niên, còn có hai tên hóa hải cảnh cường giả, một cái là hóa hải cảnh nhị trọng lão giả. Một cái là hóa hải cảnh nhất trọng thanh sam nữ tử. Còn lại võ giả hoặc là nửa bước hóa hải cảnh tu vi. Hoặc là là chân khí cảnh cửu trọng tu vi, cái này một chi đội ngũ vũ lực tạo thành. Đã coi như là cực đoan cường đại đủ để hủy diệt đại càn vương triều bên trong một cái trung đẳng môn phái. Một đoàn người đang tại lúc hành tàu, bỗng nhiên một chi tên lệnh nhanh chóng bắn mà đến, thẳng đến cầm đầu cầm bào thanh niên, cái kia cầm bào thanh niên khoát tay, đem chi kia tên lệnh nắm trong tay, ai, mau chạy ra đây, cái nào bọn chuột nhắt lại dám đánh lén chúng ta phong lôi sơn trang, quả thực là chán sống, tặc tử lăn ra đến nhìn thấy cái này một chi tên lệnh trong đám người lập tức trở nên hỗn loạn đám người nhao nhao rút vũ khí ra cái kia hóa hải cảnh nhị trọng lão giả và tên kia thanh sam nữ tử đã sớm thân hình thoát một cái hướng về tên lệnh bắn tới phương hướng lướt gấp mà đi nửa ngày đi qua hai người cũng đã trở lại như thế nào có phát hiện gì không có cái kia cầm bào thanh niên liếc mắt nhìn hai người hỏi hai người lắc đầu lão giả kia sắc mặt có chút khó coi mà mở miệng nói tóc độ của người đến thực sự quá nhanh ít nhất cũng là hóa hải cảnh tu vi chúng ta đuổi tới thời điểm đã không có bóng dáng cũng không biết là bọn chuột nhát phương nào lại dám đánh lén chúng ta phong lôi sơn trang thật sự là lòng can đảm không nhỏ bất quá loại này bọn chuột nhát cũng liền dám lặng lẽ phóng một hai nhánh tên bắn lén cuối cùng không dám cùng chúng ta chính diện giao chiến. Cái kia thanh sam nữ tử cười lạnh một tiếng đạo. Cái kia cầm bào thanh niên các loại hai người nói xong, cầm trong tay một tờ giấy đưa tới. Nói, việc này các ngươi nhìn thế nào, lão? Giả kia tiếp nhận tờ giấy, triển khai xem xét, chỉ thấy trên đó viết Vũ Thạch Sườn núi có mai phục đường vòng. Cái kia thanh sam nữ tử cũng nhìn được trên tờ giấy kia chữ. Không khỏi cười lạnh một tiếng nói, Cố Lộng Huyền hư loại này chỉ dám ở sau lưng lén lút bắn lén người. Cũng liền chỉ còn lại có những thứ này cố lộng huyền hư thủ đoạn. Nghĩ bằng vào một tấm tờ giấy liền nghĩ hù sợ chúng ta. Cái này thực sự cũng quá ngây thơ chút, ô trưởng lão thái độ đâu, cầm. Bào thanh niên nhìn về phía lão giả kia nói. Ngược lại cho là bởi vì người này không cần thiết dùng loại thủ đoạn này làm chúng ta sợ. Bởi vì chuyện này với hắn không có một chút tác dụng nào lão giả kia nghĩ nghĩ nói cái kia cẩm bào thanh niên gật đầu nói không tệ người này nếu là thật sự đối với chúng ta trong lòng còn có ác ý hoàn toàn không cần thiết dùng loại thủ đoạn này tới dọa chúng ta nếu hắn thực sự là tại vũ thạch sườn núi thiết hạ mai phục vậy chúng ta còn thật sự hơi rắc rối rồi hơn nữa cẩm bào thanh niên mắt nhìn hai người nói người này cũng biết chúng ta hành trình con đường đây là một kiện mười phần nghiêm trọng sự tình đi qua cẩm bào thanh niên một thiết này lão giả kia cũng là nghĩ đến mà sợ chuyện này còn quả nhiên là nghiêm trọng vô cùng những người này thậm chí ngay cả bọn hắn hành trình con đường đều tra xét đi ra cái này chứng minh là thật sự muốn đối phó bọn hắn đã như vậy vậy hắn vì cái gì đem bọn hắn kế hoạch nói cho chúng ta biết nếu như trực tiếp tại vũ thạch sườn núi mai phục chẳng phải là tốt hơn nói cho chúng ta biết chúng ta có phòng bị đối bọn hắn tới nói lại có chỗ tốt gì cái kia thanh sam nữ tử có chút không hiểu nói điều này nói rõ cái này người đưa tin cùng muốn đối phó chúng ta người cũng không phải người một đường hắn thu được có người muốn đối phó chúng ta tin tức cũng không muốn để cho nhóm người kia được như ý cho nên mới đưa tin tới báo cho ta biết nhóm cái kia cầm bào thanh niên thản nhiên nói, sở kiếm thu ở phía xa nghe được những lời này, không khỏi âm thầm gật đầu. xem ra người này đầu óc không kém, chỉ bằng vào chính mình tặng một phong thư liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. sở kiếm thu mặc dù đã rút lui, nhưng mà lại làm cho cái kia con hạc giấy nhỏ bay đến đám người phụ cận trên một cây đại thụ, đem những người này nhất cử nhất động toàn bộ đều thu về đáy mắt hắn nhưng cũng tới đưa tin tự nhiên muốn biết những người này thu đến tin sau đó phản ứng cùng tiếp xuống hành động để làm ra tiến một bước ứng đối bằng không nếu là đem thư ném tới sau đó quay đầu liền đi vạn nhất gặp phải cũng là cái kia thanh sam nữ tử loại kiên não tàn đứa đần chính mình chẳng phải là muốn toi công bận rộn một hồi bất quá xem ra còn tốt cái kia thanh sam nữ tử mặc dù là cái ngu ngốc nhưng mà cái kia cẩm bào thanh niên nhưng không mất làm một cái người thông minh bớt quá cái này cũng có thể là đám kia muốn đối phó chúng ta người đang cố tình bày nghi trận cái kia cẩm bào thanh niên nói tiếp vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ là muốn nghe theo trong thư này nói tới đi vòng sao cái kia thanh sam nữ tử hỏi cái kia cẩm bào thanh niên cười lạnh một tiếng nói đi vòng chê cười chúng ta sơn trang phong lôi từng sợ người nào ta ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy lại dám mưu tính chúng ta sơn. Trang phong lôi đệ tử, chúng ta hay là muốn cẩn thận một chút tốt hơn, lão. Giả kia trầm ngâm một chút, lên tiếng nói. Cẩn thận tự nhiên muốn cẩn thận, truyền lệnh xuống. Để cho bọn hắn tập trung tinh thần phòng bị, nếu là ai dám buông lỏng sơ suất từ đó mất mạng. Vậy thì chẳng trách người khác. Cái kia cầm bao thanh niên phất phất tay nói. Lão giả kia nghe nói như thế, liền đem cẩm bào thanh niên lời nói truyền đạt ra. Đám người dựa theo lộ tiến định trước tiếp tục tiến lên. Sở kiếm thu nhìn thấy một màn này, nhịn không được vỗ chán mà thán. Vừa mới khen một chút cái kia cẩm bào thanh niên còn có chút đầu óc. Nghĩ không ra thế mà cũng là như thế một cái cuồng vọng tự đại đồ chơi. Bọn hắn cũng không biết bọn hắn sắp đối mặt là thế nào một đám đối thủ thế mà biết rõ phía trước có mai phục đều muốn hướng phía trước sông. Bởi vì lo lắng ám ảnh lâu tồn tại tin tức tiết lộ ra ngoài. Diêu cảnh Sơn hoài nghi đến trên người mình tới. Cho nên sở kiếm thu tại trên tờ giấy kia cũng không có nói rõ ràng mai phục địch nhân là ai, hơn. Nữa nếu là cứ nói thật chỉ sợ những thứ này Sơn Trang Phong lôi đệ tử ngược lại không tin. Bởi vì ám ảnh lâu tiến vào đại càn vương triều cảnh nội chuyện này thật sự là quá mức nghe giỡn cả người rất khó chỉ bằng vào một tờ giấy để cho người ta dễ dàng tin tưởng sở kiếm thu lắc đầu thở dài sự tình đến một bước này cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó bất quá còn tốt ít nhất bọn hắn đã nhấc lên lòng cảnh giác không đến mức tại không phòng bị chút nào tình huống phía dưới bị đánh lén lấy bọn hắn những người này chiến lược cùng diêu cảnh sơn những cái kia ám ảnh lâu sát thủ so sánh thực lực chênh lệch dù sao không phải là cách quá xa hơn nữa ám ảnh lâu những sát thủ kia bên trong kế duệ bác đã bị mình đánh giết dưới tình huống tổn thất một cái hóa hải cảnh cường già diêu cảnh sơn bên kia đối với bên này đã tạo thành không được quá lớn ưu thế nếu như sơn trang phong lôi những đệ tử này trước đó có phòng bị diêu cảnh sơn bọn hắn muốn hoàn toàn ăn những thứ này sơn trang phong lôi đệ tử chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng như vậy. Chương 183 phục kích. Sở Kiếm Thu không tiếp tục đi để ý tới Sơn Trang Phong lôi những người này, thân hình lóe lên. Hướng về Khánh Sơn thành phương hướng bay đi, lúc này cũng đã đến cùng Diêu Cảnh Sơn bọn hắn hội. Họp thời điểm, Sở Kiếm Thu tiếp cận Khánh Sơn thành lúc liền ngừng phi hành, rơi xuống mặt đất. Hướng về Khánh Sơn ngoài thành trong miếu hoang đi đến. Hắn có thể ngự không phi hành loại chuyện này tự nhiên không thể để cho diêu cảnh sơn bọn hắn biết bằng không quá sớm bộc lộ ra lá bài tẩy của mình rất dễ dàng để người khác có chỗ đề phòng từ đó nghĩ ra đối phó phương pháp sở kiếm thu đi tới trong miếu hoang lúc phát hiện diêu cảnh sơn bọn hắn cũng sớm đã rời đi chỉ để lại đinh khâu tại trong miếu hoang chờ hắn đoàn người đi nơi nào sở kiếm thu đi ra phía trước hỏi đà chủ bọn hắn đi trước một bước tiến đến chuẩn bị hắn để cho ta ở đây chờ ngươi nhường ngươi sau khi tới liền trực tiếp đi vũ thạch sườn núi đinh khâu thản nhiên nói sở kiếm thu nao nao xem ra diêu cảnh sơn vẫn là tại đề phòng hắn một đạo cũng không muốn để cho tự nhìn đến bọn hắn bố trí cạm bẫy vậy đi thôi sở kiếm thu cũng không thèm để ý khẽ mỉm cười nói Đinh Khâu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thân hình thoát một cái, ngự không bay đến trên trời. Khóe miệng lộ ra nhàn nhạt trào phúng, dù cho thực lực ngươi lại mạnh thì thế nào, vẫn như cũ không trả là chân khí cảnh phế vật. Cái này ngược lại muốn xem xem ngươi như thế nào cùng lên đến. Sở Kiếm Thu thấy thế, không khỏi mỉm cười, bất quá nhưng cũng không cùng hắn giành thắng lợi. Vẫn như cũ chỉ là trên mặt đất chạy gấp, ở đây đi đến Vũ Thạch Sườn núi bất quá mấy trăm dặm nếu như là ngự không phi hành một canh giờ cũng liền đến bất quá sở kiếm thu nhưng cố chạy băng băng trên mặt đất mấy canh giờ đối với đinh khâu thỉnh thoảng đưa tới ánh mắt trào phúng làm như không thấy chờ sở kiếm thu đến vũ thạch sườn núi sau đó diêu cảnh sơn đám người đã hoàn thành bố trí ở nơi đó chậm rãi chờ lấy con cá xa lưới nhìn thấy sở kiếm thu đến diêu cảnh sơn cười đứng dậy nói âu dương huynh đệ đến Tiếp lấy hắn bỗng nhiên lại là sững sờ, nghĩ không ra mấy ngày không thấy. Âu Dương huynh đệ thế mà tu vi tiến nhanh, những người khác lúc này cũng chú ý tới Sở Kiếm Thu khí tức biến hóa. Lại có thể đã tấn thăng đến chân khí cảnh thất trọng, hoàn tử mặc bọn người nhìn xem Sở Kiếm. Thu, thần sắc trong mắt càng thêm kiêng kỵ. Sở Kiếm Thu nguyên bản thực lực liền không kém, lúc này tu vi lên một tầng nữa chẳng phải là treo lên đánh bọn hắn ngoại trừ diêu cảnh sơn cùng đinh khâu những thứ này hóa hải cảnh cường giả trong bọn họ ai còn là đối thủ của sở kiếm thu diêu cảnh sơn trong lòng cực kỳ vui vẻ nguyên bản bởi vì tổn thất kế duệ bác cái này một thành viên đại tướng phiền muộn lúc này đều biến mất không thấy gì nữa sở kiếm thu tại chân khí cảnh lục trọng thời điểm liền có thể hoành áp hoàn tử mặc những thứ này nửa bước hóa hải cảnh một bậc, hiện nay đột phá đến chân khí cảnh thất trọng. Thực lực cũng không tại phía dưới kế duệ bác. Hơn nữa, sở kiếm thu tiềm lực so với kế duệ bác tới nói phải lớn hơn nhiều, sở kiếm thu cười cười. Nói, may mắn mà thôi, hảo Âu Dương huynh đệ thực lực lại lên một tầng nữa. Chúng ta nhiệm vụ lần này cũng càng ổn thỏa. Diêu cảnh sơn vỗ vỗ sở kiếm thu bả vai. Thời gian đảo mắt trôi qua, rất nhanh thì đến ngày thứ hai giờ tị. Thái dương treo trách tại phương đông trên bầu trời, ở phía xa xuất hiện một hàng bóng người. Lại chính là Sơn Trang Phong lôi cái kia một chi đội ngũ. Ám ảnh lâu sát thủ cũng sớm đã mai phục tốt thân ảnh. Không có tiết lộ ra chút nào khí tức đối với Thu Liễm tự thân khí tức phương diện. Những sát thủ này đích xác có chỗ độc đáo. Sau khi Thu Liễm khí tức mai phục, nếu không phải là cảnh giới tu vi cao hơn bọn hắn quá nhiều, rất khó phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn sở kiếm thu âm thầm tính toán như thế nào từ cái này một đám sát thủ trên thân đem cái môn này phương pháp lừa gạt tới tay có cái môn này tâm pháp về sau mai phục theo dõi tất nhiên có thể có tác dụng lớn hơn nữa cũng có thể tiến hơn một bước giải ám ảnh lâu thủ đoạn để tại sau này chính diện đối đầu ám ảnh lâu lúc không đến mức tại trên cái môn này thủ pháp thiệt thòi lớn bất quá đây đều là chuyện sau này chuyện trọng yếu nhất trước mắt là thế nào canh chừng lôi sơn trang đám ngu ngốc này từ ám ảnh lâu dưới tay cứu ra để tránh ám ảnh lâu đem nước dơ tát đến huyền kiếm tông trên thân sơn trang phong lôi một đoàn người từ đằng xa chậm rãi đi tới đám người nhìn bề ngoài giống như buông lỏng nhưng mà vụng trộm lại là đã đề cao cảnh giới nhưng khi đi đến vũ thạch trên sườn núi lúc đám người vẫn không có phát giác bất kỳ khác thường gì cái kia thanh sam nữ tử tâm thần buông lỏng xuống, cười lạnh một tiếng nói, con. Tưởng rằng ở đây thật có cái gì nghiêu quỷ xa thần, quả nhiên là cố lộng huyền hư. Thanh sam nữ tử lời này mới vừa ra khỏi miệng, cái kia cầm bào thanh niên bỗng nhiên biến sắc. Quát to, cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, bốn phía bỗng nhiên từng đạo tia sáng sáng lên. Tạo thành một cái lồng giam đem bọn hắn bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó. Bốn phía bắn nhanh ra từng nhánh kình cấp bách vô cùng mũi tên, hướng về trong đám người vọt tới. Trong đám người lập tức vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ là một lớp này mưa tên. Trong đám người ít nhất ngã xuống một nửa võ giả. Những cái kia ngã xuống võ giả cơ bản đều là chân khí cảnh cửu trọng võ giả. Mà những cái kia nửa bước hóa hải cảnh võ giả cũng có mấy người bị mưa tên bắn bị thương, đợt thứ nhất công kích, Sơn Trang Phong lôi một đám đệ tử liền đã tổn thất nặng nề. Sở kiếm thu trong lòng không khỏi thở dài, gặp phải này một đám ngu ngốc. Hắn cũng thực sự là không thể làm gì, rõ ràng đã nhắc nhở bọn hắn nơi này có mai phục. Bọn hắn nhưng vẫn là muốn đi bên này, hướng về cái này đi vào trong thì cũng thôi đi. Phòng bị còn như thế buông lòng. Bất quá sở kiếm thu đối với ám ảnh lâu những người này thủ đoạn cũng có mấy phần trái tim băng giá, âm tàn ác độc tác phong, quả nhiên không hổ là xuất từ bọn hắn ám ảnh lâu thủ đoạn. Một lớp này mưa tên, tất cả đều là dự đoán thiết lập tốt cơ quan, bắn ra tốc độ mau lẹ vô cùng. Muốn trốn tránh cực kỳ khó khăn, hơn nữa bắn ra lực đạo cũng mười phần cực lớn. Phàm là bị bắn trúng võ giả, tất cả đều bị những cái kia mũi tên xuyên người mà qua. Không chỉ như vậy, những cái kia mũi tên bên trên còn uy có kịch độc. Những cái kia bị bắn trúng võ giả, cho dù không chết tại chúng tên phía dưới, cũng ở đó chút kịch độc ăn mòn chậm rãi mất đi sức sống. Tại một lớp này mưa tên công kích đi qua, ám ảnh lâu những sát thủ kia lập tức từ hai bên mai phục chỗ chui ra, thẳng hướng sơn trang phong lôi đám người. Cái kia cầm bào thanh niên sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi ẩn ẩn có mấy phần hối hận hối hận không nên không nghe theo lá thư này bên trên khuyến cáo đi đường vòng. Một đầu đụng vào những thứ này mai phục bên trong, đại gia nhanh chóng rút lui. Cẩm bào thanh niên quát to, cùng lúc đó, rút ra trường kiếm trong tay nghênh đón tiếp lấy. Những cái kia sơn trang phong lôi đệ tử điên cuồng bốn phía chạy trốn. Chỉ là bốn phía cái kia từng đạo tia sáng hình thành lồng giam đem bọn hắn vững vàng vây ở bên. Trong, căn bản không phá nổi những cái kia nhà tù gò bó tại ngắn ngủi này trong khoảnh khắc lại có mấy tên võ giả ngã xuống ám ảnh lâu sát thủ trong tay sơn trang phong lôi chúng đệ tử bị dọa đến sợ đến vỡ mặt ngoại trừ lão giả kia cùng cái kia thanh sam nữ tử còn có thể bảo trì chấn định đệ tử khác toàn bộ đều lâm vào một mảnh trong lúc bối rối chàng diện lập tức hỗn loạn tưng bừng sở kiếm thu trong lòng lại là thở dài nếu như hắn không ra tay cứu giúp những người này cơ bản có thể nói là chết chắc. Chương 184 bại trốn. Bất quá, đến tột cùng cần ra tay hay không cứu giúp. Sở kiếm thu lại là có chút do dự, nếu như tại việc của mình trước tiên không có đi nhắc nhở bọn. Hắn, gặp phải loại chuyện này, sở kiếm thu sẽ không chút do dự xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà lần này việc của mình trước tiên đã đưa tin đi nhắc nhở bọn hắn. Những người này hay là muốn khăng khăng muốn tìm chết sở kiếm thu thật là không có tâm tư gì đi cứu loại này ngu xuẩn. Nếu như không phải dính đến huyền kiếm tông, sở kiếm thu thậm chí đều chẳng muốn đi để ý tới bọn hắn. Nhưng mà nếu như mình một khi ra tay, thân phận tất nhiên sẽ bại lộ. Như vậy trước đây một phen tâm huyết liền đều uổng phí. Hơn nữa còn sẽ đưa tới diêu cảnh sơn bọn hắn vô cùng vô tận truy sát. Nhưng mà đang tại sở kiếm thu do dự ở giữa bỗng nhiên một đạo rõ ràng nhu kiếm quang từ đằng xa lướt đi tới. Kiếm quang chạm tại những ánh sáng kia hình thành trên lồng giam. Trong nháy mắt đem cái ánh sáng đó lồng giam chảm phá, sơn trang phong lôi đám người thấy thế. Lập tức vui mừng quá đỗi, nhao nhao chạy ra ngoài. Mà cẩm bào thanh niên, thanh sam nữ tử cùng lão già kia thì khổ khổ ngăn cản diêu cảnh sơn đám. Người công kích ngăn cản bọn hắn đuổi bắt những cái kia chạy trốn đệ tử, nguyên bản cẩm bào thanh niên ba người đối mặt diêu cảnh sơn đám người công kích trèo trống đến cực kỳ gian khổ. Diêu cảnh sơn cũng là một cái hóa hải cảnh tam trọng cường giả. Tại trên thực lực so với cẩm bào thanh niên đều muốn thắng được một bậc. Hai người giao chiến thật lâu, cẩm bào thanh niên đã thụ thương không nhẹ, lại có mười mấy hiệp. Chỉ sợ diêu cảnh sơn liền có thể đem hắn chảm dưới kiếm. Lão giả kia cùng đinh khâu ở giữa ngược lại là tám lạng nửa cân hai người giao chiến lâu như vậy cũng là bất phân thắng bại cục diện nhưng mà nếu như cẩm bào thanh niên một khi bị thua hắn cũng khó thoát khỏi cái chết mà cái kia thanh sam nữ tử tình huống đồng dạng không ổn nàng tên kia đối thủ thực lực so với nàng thực lực cũng đồng dạng cường đại hơn nhiều nhìn tình huống nàng cũng không chống đỡ được bao lâu đây vẫn là kế duệ bác đã chết ở thủ hạ sở kiếm thu ám ảnh lâu bên này thiếu đi một cái cao thủ bằng không chỉ sợ sơn trang phong lôi những người này đã sớm toàn quân bị diệt nơi nào còn có thể trèo trống được lâu như vậy đang tại ám ảnh lâu đám người liền muốn lấy được lúc thắng lợi lúc này lại đột nhiên tới một đạo kiếm quang như vậy ám ảnh lâu đông đảo sát thủ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống diêu cảnh sơn nhưng trong lòng thì trầm xuống đạo này kiếm quang nhìn như rõ ràng nhu nhưng mà lấy ánh mắt của hắn lại há có thể nhìn không ra đạo kiếm quang này lợi hại cái tia sáng lồng giam này là một cái cực kỳ lợi hại trận pháp có thể một kiếm phá đi loại này phẩm giai trận pháp người đến thực lực có thể tưởng tượng được diêu cảnh sơn nhìn một chút trên sân chiến cuộc trong lòng tràn đầy không cam lòng chỉ lát nữa là phải lấy được thắng lợi trái cây còn kém một tí tẹo như thế lại đột nhiên ở giữa tới như thế một cái ngoài ý muốn bất quá cho dù hắn trong lòng dù không cam lòng đến đâu nhưng cũng không thể không tiếp nhận trước mắt thực tế rút lui diêu cảnh sơn quát khẽ một tiếng cái gì rút lui đà chủ tại sao muốn rút lui đinh khâu nghe được diêu cảnh sơn lời nói lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi không nên hỏi nhiều như vậy nhanh chóng rút lui diêu cảnh sơn quát to khi nhìn đến đạo kiếm quang kia phủ xuống thời giờ là hắn biết chính mình tuyệt không phải đạo kiếm quang kia chủ nhân đối thủ thật sự nếu không rút lui mà nói chỉ sợ cũng không chạy khỏi đám người nhìn thấy diêu cảnh sơn dáng vẻ mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng nhưng cũng chỉ đành dừng tay chuẩn bị rút lui nhưng liền tại bọn hắn chuẩn bị rút lui lúc một đạo bạch y thân ảnh đã từ trên trời giáng xuống đây là một cái mỹ mạo tới cực điểm nữ tử Thanh lãnh xinh đẹp đến như tiên nữ trên trời, mọi người tại chợt nhìn thấy nữ tử này lúc. Cho dù là ám ảnh lâu những sát thủ kia cũng cảm thấy trong nháy mắt hoảng hồn. Từ đó quên đi chạy trốn. Diêu Cảnh Sơn nhìn thấy cái này nữ tử áo trắng sau đó. Cũng lại không để ý tới những cái kia thuộc hạ, thân hình thoát một cái. Cấp tốc từ một bên bay ra ngoài, ý đồ liền như vậy thoát đi. Ám ảnh lâu những sát thủ kia thấy thế, cũng lấy lại tinh thần tới hướng bốn phương tám hướng nhau nhau chạy trốn, cái kia nữ tử áo trắng thấy thế. Không khỏi cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo thanh lãnh như nước kiếm quang vạch ra, trực tiếp đuổi theo chạy trốn bên trong diêu cảnh sơn. Diêu cảnh sơn trong nháy mắt như bị sét đánh, trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng lúc này bỗng nhiên một thân ảnh lóe lên, tại trước khi rơi xuống đất của diêu cảnh sơn đem hắn tiếp lấy. Ngay sau đó đạo thân ảnh này lần nữa đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Đạo thân ảnh kia mang theo Diêu Cảnh Sơn lại liên tiếp chuồn mấy cái. Đã trong nháy mắt chạy trốn trăm dặm, cái kia nữ tử áo trắng thấy thế, biết đuổi không kịp. Cũng chỉ đành từ bỏ. Sơn Trang Phong lôi đám người nhìn thấy những thứ này phục kích sát thủ bị nữ tử áo trắng giết đến thất linh bát lạc, lập tức liền xông tới, đánh chó mù đường cái kia nữ tử áo trắng vốn còn muốn muốn bắt sống mấy tên sát thủ. Nhưng mà những cái kia mắt thấy chính mình không trốn thoát được sát thủ lại nhau nhau tự sát. Thân vong, ngoại trừ đào tẩu diêu cảnh sơn cùng đinh khâu, không còn lưu lại một cái người sống. đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp tại hạ phong lôi sơn trang phan anh vũ. Không biết cô nương xưng hô như thế nào, cái kia cẩm bào thanh niên đi lên phía trước hướng cái kia nữ tử áo trắng chắp tay nói cảm ơn, huyền kiếm tông, lạc chỉ vân. Nữ tử áo trắng hoàn lễ nói. Cái này nữ tử áo trắng chính là đi mà quay lại lạc chỉ vân, lạc chỉ vân tại cùng phục lệnh. Tiết cùng một chỗ trở về huyền kiếm tông sau, càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp. Luôn cảm giác sư phụ cùng sở kiếm thu đều có chuyện đang gạt chính mình. Thế là trở về đến huyền kiếm tông ngày thứ hai lạc chỉ vân liền lại từ huyền kiếm tông xuất phát đi tới thanh hà khách sạn lấy nàng cảnh giới tu vi từ huyền kiếm tông đến thanh hà khách sạn cũng liền thời gian một ngày sau khi đi tới thanh hà khách sạn nàng cũng không có phát hiện thân mà là tại bí mật quan sát sở kiếm thu nhất cử nhất động tại nàng tận lực ẩn tàng dấu vết phía dưới sở kiếm thu lại là không có chút nào phát hiện sự tồn tại của nàng thế là sở kiếm thu đi cho sơn trang phong lôi báo tin cùng với đằng sau biến ảo dung mạo sau đó đi cùng ám ảnh lâu sát thủ tụ hợp. Những thứ này tất cả đều bị nàng từng cái thu về đáy mắt. Bất quá nàng mặc dù cũng phát giác ám ảnh lâu những sát thủ này chỗ quỷ dị. Nhưng lại vẫn như cũ không biết thân phận của bọn hắn, đợi đến bọn hắn tại phục kích Sơn Trang. Phong lôi đám người lúc Lạc Chỉ Vân mới rốt cục nhịn không được hiện thân. Nguyên lai like là huyền kiếm thập kiệt một trong, thất kính thất kính, phan anh vũ nghe vậy sắc mặt thay đổi chẳng thể trách thực lực cường đại như thế nguyên lai like là huyền kiếm thập kiệt một trong lạc chỉ vân hai người hàn huyên một phen sau đó lạc chỉ vân quét mắt những cái kia chết đi ám ảnh lâu sát thủ thi thể nhíu mày một cái nói những thứ này đến tột cùng là người nào tại sao muốn ở đây phục kích các ngươi phan anh vũ nghe vậy cũng không khỏi cười khổ một tiếng nói chúng ta cũng không biết lai lịch của những người này về phần tại sao muốn phục kích chúng ta ta đến bây giờ cũng là không hiểu ra sao lạc chỉ vân gặp hỏi không ra một cái nguyên do tới cũng không muốn lại tiếp tục lưu lại nữa hướng phan anh vũ bọn người cáo từ một tiếng liền ngự không rời đi lạc chỉ vân hướng về thanh hà khách sạn bay đi nàng tạm thời cũng không biết sở kiếm thu mang theo diêu cảnh sơn chạy đi đâu chỉ có thể tại thanh hà khách sạn chờ hắn tìm đến mình Chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, vô luận là Sơn Trang Phong lôi những đệ tử kia bị tấn công. Vẫn là ám ảnh lâu những người này, cùng với Sở Kiếm Thu cái kia quỷ dị hành động. Đều hiện ra lấy chuyện này không đơn giản, nàng nhất định phải tìm Sở Kiếm Thu hỏi một cái minh. Bạch, chương 185 hoài nghi. Một chỗ trong sơn động, diêu cảnh sơn sắc mặt tái nhợt từ dưới đất đứng lên. Đi qua lâu như vậy điều dưỡng, thương thế của hắn cuối cùng xem như hóa giải một chút cái mạng này xem như cuối cùng nhặt được trở về nhưng mà muốn thương thế khỏi hẳn vẫn còn không muốn biết tĩnh dưỡng bao lâu diêu cảnh sơn đưa tay đem trên thân món kia đã phá toái không chịu nổi hộ thể pháp bảo kéo xuống lần này nếu như không phải mặc trên người cái này tam giai trung phẩm pháp bảo hắn rất khó tại một kiếm kia phía dưới lưu cái mạng lại tới cho tới bây giờ hắn nghĩ tới một kiếm kia uy lực đều không tự kìm hãm được có chút lòng còn sợ hãi. Một kiếm liền đem một kiện tam giai trung phẩm pháp bảo làm hỏng. Cái kia nữ tử áo trắng thực lực đến tột cùng cao đến mức độ như thế nào, Diêu? Lão ca cảm giác thế nào? Sở Kiếm Thu nhìn thấy Diêu Cảnh Sơn đi ra sơn động, không khỏi nhìn hắn một cái. Cười nói, không chết được, lần này may mắn mà có Âu Dương huynh đệ cứu giúp bằng không? Lần này thật đúng là muốn cắm, Diêu Cảnh Sơn hướng Sở Kiếm Thu chắp tay nói cảm ơn, không sao. Sở Kiếm Thu khoát tay áo nói, tất nhiên Diêu lão ca không sao, vậy ta cũng liền đi trước, sở. Kiếm Thu nói, liền muốn quay người rời đi, Diêu Cảnh Sơn vội vàng đem hắn gọi lại, "Ô. Dương huynh đệ đây là muốn đi nơi nào, nếu như Sở Kiếm Thu đi, vậy hắn thiệt hại nhưng lớn lắm." Thủ hạ những người kia lần này hành động bên trong toàn quân bị diệt nếu như sở kiếm thu chạy nữa vậy hắn nhưng chính là liền nửa điểm thu hoạch cũng không có còn có thể đi nơi nào tự nhiên là đi xem một chút nơi nào còn có cái gì việc muốn làm kiếm lời chút tiền tới tiêu xài một chút sở kiếm thu tức giận nói lần này đi theo các ngươi toi công bận rộn một hồi nửa khối linh thạch cũng không có mò được diêu cảnh sơn đưa tay đè lại sở kiếm thu bà vai cười nói âu dương huynh đệ đừng vội Lần hành động này mặc dù thất bại, nhưng mà nên cho Linh Thạch. Một phần cũng sẽ không thiếu đi ngươi. Chỉ cần ngươi đi theo chúng ta ám ảnh lâu, sau này việc rất nhiều. Linh Thạch tài nguyên căn bản cũng không cần sầu. Nếu như Sở Kiếm Thu vô dục vô cầu, hắn còn thật sự không biết cầm Sở Kiếm Thu làm sao bây giờ. Nhưng mà chỉ cần Sở Kiếm Thu có Sở cầu, là hắn có thể đủ nghĩ đến biện pháp đối phó hắn tài phú mỹ nữ pháp bảo đan dược những vật này ám ảnh lâu chưa bao giờ thiếu chỉ cần có năng lực có thể hoàn thành phía trên nhiệm vụ ban thưởng xưa nay phong phú rất sở kiếm thu tham tài như thế với hắn mà nói lại người này dễ dàng nhất đối phó sở kiếm thu nghĩ nghĩ nói cũng được tất nhiên diêu lão ca nhiệt tình như vậy vậy ta cũng liền tạm thời đi theo diêu lão ca lăn lộn diêu Cảnh Sơn nhìn thấy sở kiếm thu đáp ứng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hành động lần này hắn tổn thất nhiều như vậy nhân thủ. Sau khi trở về khó tránh khỏi một phen trách phạt. Nhưng mà nếu như có thể đem sở kiếm thu bực này thiên tài yêu nghiệt dẫn tiến nhập bọn. Chắc hẳn có thể triệt tiêu không thiếu sai lầm xử phạt. Đang tại hai người lúc nói chuyện một bóng người từ chân trời hướng ở đây lướt gấp mà tới lại chính là trừ bọn họ bên ngoài duy nhất chạy trốn ra ngoài đinh khâu khi tiến vào sơn động chữa thương thời điểm diêu cảnh sơn liền đã phát ra tín hiệu để cho đinh khâu đến nơi đây tụ hợp đinh khâu bởi vì chạy nhanh thật không có chịu đến cái gì thương thế nghiêm trọng đinh khâu nhìn thấy đứng ở một bên sở kiếm thu bỗng nhiên rút ra trường kiếm một kiếm hướng sở kiếm thu bổ tới sở kiếm thu cười lạnh một tiếng không tránh không né Huy trưởng nghênh đón tiếp lấy. Âm vang một tiếng thật lớn, hai người riêng phần mình hướng phía sau ra khỏi hơn mười trượng. Kích động khí lãng nổi lên một hồi cơn lốc cuồng bạo, Diêu Cảnh Sơn nhìn thấy một màn này. Dù cho lấy cảnh giới của hắn tu vi, lúc này cũng không khỏi cảm giác một hồi rung động. Đinh Khâu thế nhưng là hóa hải cảnh nhị trọng cường giả. Sở kiếm thu bất quá là chỉ là chân khí cảnh thất trọng. Thế mà cùng Đinh Khâu ngạnh bính trong vòng nhất chiêu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào mặc dù tại công kích lực phương diện so với đinh khâu hơi kém một chút nhưng nếu là thật muốn chém giết đinh khâu nếu muốn giết hắn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng đối với vượt giai giết địch thiên tài diêu cảnh sơn cũng đã gặp không ít nhưng mà có thể vượt ngang lớn như thế cảnh giới mà chiến đấu yêu nghiệt diêu cảnh sơn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Khâu nhất kích không trúng, cũng không có liền như vậy bỏ qua, thân hình thoát một cái. Tiếp tục đối với Sở Kiếm Thu xuất kiếm không ngừng, ngươi làm gì, điên rồi sao? Sở Kiếm Thu không khỏi phẫn nộ quát, nhưng trên tay không chút nào không ngừng. Vận khởi huyết ảnh trưởng cùng Đinh Khâu chiến đấu. Bất quá huyết ảnh trưởng dù sao không phải là hắn am hiểu võ học tại trước mặt Diêu Cảnh Sơn. Rất nhiều thủ đoạn lại không thể sử dụng, mười mấy hiệp sau đó, sở kiếm thu cũng không khỏi từ từ rơi về phía hạ phong làm gì ngươi hại chết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy còn hỏi ta làm gì lão tử muốn làm thịt ngươi đinh khâu đỏ hồng mắt giận giữ hết cái gì ta hại chết nhiều huynh đệ như vậy cũng không biết ngươi đang nói cái gì sở kiếm thu cũng không khỏi căm tức đạo còn nghĩ giảo biện chúng ta nhiều huynh đệ như vậy chỉ có ngươi là mới vào chỉ có ngươi khả nghi nhất đinh khâu vừa nói một bên trên tay không ngừng mà công kích mãnh liệt lấy tốt tốt các ngươi trước tiên dừng lại có chuyện từ từ nói diêu cảnh sơn khoát tay áo nói đà chủ ngươi không nên bị tiểu tử này lừa gạt đinh khâu vẫn không chịu bỏ qua như thế nào bây giờ ta lời nói đều vô dụng diêu cảnh sơn không vui nói thuộc hạ không dám đinh khâu nghe vậy không khỏi cả kinh mặc dù không có cam lòng nhưng vẫn là ngừng tay tới diêu cảnh sơn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ thủ đoạn chi tàn nhẫn đinh khâu chỉ cần nhớ tới liền cảm giác nội tâm một hồi phát lạnh đà chủ chúng ta hành động lần này thất bại chắc chắn là nội bộ ra gia gian tế bằng không ai có thể biết rõ chúng ta tại vũ thạch sườn núi phục kích đinh khâu vẫn như cũ không có ý định buông tha sở kiếm thu phải chăng ra gia gian tế khác nói nhưng âu dương huynh đệ cũng không thể nào là gian tế bằng không ta hôm nay đã không có khả năng còn sống diêu cảnh sơn thản nhiên nói đinh khâu không khỏi nhất thời nghẹn lời đích sắc nếu như sở kiếm thu là gian tế mà nói không thể lại bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đi cứu diêu cảnh sơn mời được lợi hại như thế cao thủ chỉ là vì giết ám ảnh lâu một chút tôm tép lại buông tha lớn nhất đầu lĩnh chuyện này bất luận nhìn thế nào đứng lên cũng không quá hợp lý nhưng mà những huynh đệ kia theo chúng ta lâu như vậy không thể nào là gian tế đinh khâu vẫn như cũ không chịu bỏ qua địa đạo vì cái gì gian tế không thể là ngươi nhiều như vậy huynh đệ bên trong thế nhưng là chỉ có ngươi trốn thoát hơn nữa đà chủ lúc bị thương ngươi là người thứ nhất vứt bỏ đà chủ đi sở kiếm thu cười lạnh một tiếng nói ngươi ngậm máu phun người đinh khâu lập tức vừa sợ vừa giận sở kiếm thu lời này chu tâm cực điểm nếu như diêu cảnh sơn coi là thật hoài nghi xuống hắn tuyệt đối không có kết cục tốt hắn vội vàng chuyển hướng diêu cảnh sơn nói đà chủ người ngàn vạn lần không thể tin vào tiểu tử này khích bác ly gián diêu cảnh sơn hít hít mắt âm thanh lạnh lùng nói sự tình như thế nào ta tự có tính toán không cần nhiều lời đinh khâu trong lòng không khỏi phát lạnh diêu cảnh sơn đây là sự thực đối với hắn động hoài nghi tâm tư Đinh Khâu không khỏi hung hăng chừng sở kiếm thu một mát. Nghĩ không ra chính mình chóc gian không thành, ngược lại bị cắn ngược một cái. Hơn nữa một hớp này cắn là như thế chí mạng, diêu cảnh sơn tất nhiên đối với hắn sinh ra hoài. Nghi tâm tư, liền không khả năng lại tín nhiệm hắn. mươi 186 ám ảnh lâu phân đường. Cái kia nữ tử áo trắng đến tột cùng là ai, Âu Dương huynh đệ có biết hay không, diêu Cảnh sơn quay đầu hướng sở kiếm thu hỏi sở kiếm thu trong lòng cả kinh diêu cảnh sơn cuối cùng chuyển đến phía trên này hắn sợ nhất chính là lạc chỉ vân cuốn vào đến ám ảnh lâu trong nước xoáy nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ có chút khó mà tránh khỏi kể từ lạc chỉ vân hiện thân cứu sơn trang phong lôi những đệ tử kia liền đã mang ý nghĩa lạc chỉ vân muốn bị ám ảnh lâu để mất tới sở kiếm thu sở dĩ từ trong lạc chỉ vân thủ cứu diêu cảnh sơn Thứ nhất là vì tiếp tục trà trộn vào bên trong Ám Ảnh Lâu. Thứ hai cũng là vì chắc chắn Ám Ảnh Lâu đối phó hành động Lạc Chỉ Vân. Lạc Chỉ Vân từ khi Vũ Thạch trên Sườn núi hiện thân, vô luận Diêu Cảnh Sơn có chết hay không. Lấy Ám Ảnh Lâu năng lượng, đều tất nhiên có biện pháp tra được Lạc Chỉ Vân trên thân tới. Diêu Cảnh Sơn không chết, chính mình còn có thể bằng vào từ trên người hắn trà trộn vào Ám Ảnh lầu nội bộ, từ đó nắm chặt được ám ảnh lâu hành động tin tức mới nhất, để làm tốt cách đối phó. Mà nếu như Diêu Cảnh Sơn chết, chính mình ngược lại đối với ám ảnh lâu kế hoạch hai mắt đen. Thôi, hoàn toàn không biết đối phương mưu đồ, chuyện kia liền bị động vô cùng. Sở kiếm thu lắc đầu nói, ta cũng không có gặp qua nàng. Bất quá nhìn nàng sử kiếm pháp hẳn là huyền kiếm tông võ học. Nghĩ đến là huyền kiếm tông đệ tử diêu cảnh sơn gật đầu cười nói âu dương huynh đệ hảo nhãn lực cái kia nữ tử áo trắng sử dụng chính là huyền kiếm tông đệ tứ phong thanh lưu chiếu không kiếm quyết huyền kiếm tông đệ tứ phong chỉ có lạc chỉ vân cùng tả khưu thương chúc hai cái đệ tử nhưng tả khưu thương chúc không có phần này cảnh giới tu vi chắc hẳn nữ tử này là huyền kiếm thập kiệt một trong lạc chỉ vân lúc này hắn đối với sở kiếm thu càng thêm tín nhiệm một phần nếu như sở kiếm thu bảo hoàn toàn không hiểu rõ nữ tử kia mà nói, hắn ngược lại hoài nghi. Bởi vì nếu như sở kiếm thu thực sự là huyết sát tông đệ tử, không có khả năng liền huyền kiếm tông võ học đều không hiểu rõ. Phải biết, huyết sát tông thế nhưng là huyền kiếm tông đối thủ một mất một con. Xem như huyết sát tông đệ tử, như thế nào có thể đối với như thế một cái sinh tử đại địch hoàn. Toàn không biết gì cả. Sở kiếm thu trong lòng kinh hãi không thôi nghĩ không ra ám ảnh lâu đối với huyền kiếm tông thăm dò được rõ ràng như vậy liền huyền kiếm tông đệ tứ trên đỉnh có bao nhiêu đệ tử cảnh giới gì tu vi đều thăm dò được nhất thanh nhị sở sở kiếm thu đối với ám ảnh lâu cái này một tổ chức càng thêm nhận biết sâu một tầng đối với tổ chức này chi đáng sợ trong lòng mang cực sâu kiêng kỵ đồng thời đối với diêu cảnh sơn trong lòng cũng là âm thầm đề phòng Người này xa xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không chỉ mình liếc mắt liền nhìn ra Lạc Chỉ Vân sử dụng là Thanh Lưu Chiếu không kiếm quyết. Hơn nữa chỉ bằng vào một chút như vậy tin tức liền đã suy đoán ra ngày đó xuất thủ là Lạc Chỉ. Vân, vừa rồi hắn đặt câu hỏi rõ ràng cũng là đang thử thăm dò chính mình. Nếu như mình trả lời sai lầm, cũng tất nhiên sẽ thu nhận hắn hoài nghi, những thứ này ám ảnh lâu sát thủ quả nhiên không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Sở kiếm thu lúc này chỉ muốn lạc chỉ vân mau chóng trở lại huyền kiếm tông đi. Như thế một đống xài lang hổ báo. Căn bản không phải lạc chỉ vân đủ khả năng ứng đối được sơ ý một chút. Lạc chỉ vân liền sẽ vạn kiếp bất phục. Như thế một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ chắc hẳn kim viên sẽ đối với nàng rất có hứng thú. Diêu cảnh sơn trên khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười gần cho đạo nghe được diêu cảnh sơn nhắc lên kim viên cái này một cái chữ đinh khâu cũng lộ ra thêm vài phần cực độ tạ ác cười lại nói để cho kim viên tới đối phó nàng đây là chuyện không thể tốt hơn nữa không dạng này cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng của chúng ta kim viên là ai sở kiếm thu trong lòng dâng lên mấy phần cảnh giác nhìn bọn hắn bộ dạng này kim viên chắc là một cái khó đối phó vô cùng nhân vật hơn nữa chỉ sợ không phải mặt hàng nào tốt. Bất quá Sở Kiếm Thu trong lòng mặc dù cảnh giác, nhưng mà mặt ngoài lại không chút nào biểu lộ ra, chỉ là thuận miệng hỏi một câu kim. "Viên, chờ ngươi về sau nhìn thấy hắn, ngươi sẽ biết." Diêu Cảnh Sơn cười nói, "Đi, chúng ta đi về trước lại nói." Diêu Cảnh Sơn vỗ vỗ Sở Kiếm Thu bả vai. Một nhóm ba người bắt đầu lên đường xuất phát, Diêu Cảnh Sơn bởi vì bản thân bị trọng thương, hơn nữa, phải chiếu cố đến sở kiếm thu cái này chân khí cảnh võ giả. Cho nên cũng không có ngự không phi hành, ba người hướng tây vừa đi hơn vạn dặm. Đi tới một tòa nguy nga vô cùng trong núi lớn. Đại sơn mặt ngoài chỉ là giống như bình thường sơn phong một dạng, ngoại trừ cây rừng vách đá. Cũng không có bất kỳ dị thường, Diêu Cảnh Sơn cùng Đinh Khâu hai người đi lên đại sơn. Hướng một bức cực lớn trên vách đá đi đến. Diêu lão ca, các ngươi đây là sở kiếm thu gặp hai người đi đến vách đá trước mặt lốp không có vẻ dừng bước chút nào tiếp tục hướng trên vách đá đi đến âu dương huynh đệ đi theo chính là diêu cảnh sơn cười nói nói xong tiếp tục hướng về bức tường kia trên vách đá đi đến hai người tiếp tục hướng phía trước đi trực tiếp đụng vào bức tường kia trong vách đá thế nhưng chắn vách đá lại không chút nào đối với hai người tạo thành trở ngại hai người trực tiếp chui vào trong vách đá, biến mất bóng dáng. Sở kiếm thu thấy thế, lập tức sững sờ, trong lòng không khỏi thất kinh. Thật là lợi hại huyễn trận, nhưng cũng không có quá nhiều do dự. Trực tiếp hướng về bức tường kia trên vách đá đi đến, trực tiếp xuyên thạch bích mà qua. Xuyên qua phía sau vách đá, sở kiếm thu đối với cảnh tượng bên trong không khỏi lại là một hồi. Dung động. Nguyên lai like nơi này cả tòa đại sơn cũng là bao phủ tại một cái to lớn vô cùng trong ảo trận. Từ bên ngoài nhìn, đây là một tòa bình thường không có gì lạ đại sơn, nhưng mà trong này lại là thành lập được vô số nguy nga kiến trúc, bàn về quy mô. Thế mà không thua kém một chút nào Huyền kiếm tông. Diêu Cảnh Sơn dẫn Sở Kiếm Thu đi vào một cái rộng lớn vô cùng đại điện bên trong. Đại điện cao hơn 10 trượng, rộng chừng trăm trượng, đại điện hai bên là hai hàng chỗ ngồi nơi cuối cùng là một cái thật cao bậc thang, bậc thang cao tới 5-6 trượng. Từ mặt đất đến trên nấc thang kia là mấy chục cấp bậc thang. Bậc thang chia làm 4 cấp, phía trên nhất trên bậc thang bày một tấm rộng lớn cái ghế. Cấp thứ ba bậc thang nhưng là hai bên để hai tấm cái ghế. Cấp thứ hai bậc thang nhưng là để 5 cái chỗ ngồi. Mà bậc thứ nhất bậc thang cũng chính là thấp nhất nhất cấp lại có lấy 16 tấm cái ghế đại điện từ đại môn đến chỗ kia bậc thang trên ghế ngồi sâu đạt hơn trăm trượng sâu thẳm đại điện cho người ta trên tinh thần một loại áp lực thực lớn lúc này bậc thang phía trên nhất nhất cấp cái kia chương rộng lớn trên ghế ngồi cũng không có người cấp thứ ba bên trái trên ghế ngồi đang ngồi một thanh bào võ giả mà cấp thứ hai cái kia năm cái trên ghế ngồi cũng có hai người ngồi xuống một cái là chiều cao hơn trượng xấu xí vô cùng như con vượn khôi ngô võ giả một cái là dáng người thấp bé, hèn mọn giống như một con chuột thấp bé hán tử. Mà bậc thứ nhất cái kia 16 tấm trên ghế ngồi cũng có một phần ba người ngồi xuống, tại phía dưới. Cùng nhất đại điện hai bên mấy chục tấm trong ghế, cũng có hơn phân nửa võ giả ngồi xuống, tại những cái kia chỗ ngồi hậu phương. Còn đứng không ít những võ giả khác. Sở Kiếm Thu quan sát những tòa đại điện này bên trong võ giả. Những cái kia ngồi ở đại điện cuối trên bậc thang không nói, nhưng phàm là có thể tiến vào tòa đại điện này, cho dù là đứng ở một bên võ giả. Đều ít nhất là hóa hải cảnh nhất trọng tu vi. Không tính những cái kia trống không chỗ ngồi. Trước mắt mặt ở trong đại điện hóa hải cảnh võ giả liền đã vượt qua trăm tên. Đây là một cỗ đáng sợ đến bực nào thế lực. mươi 187 hắc thiết lệnh. Thuộc hạ gặp qua tân phó đường chủ các vị hộ pháp diêu. Cảnh sơn hướng trên bậc thang người đang ngồi hành lễ nói, nhiệm vụ hoàn thành, cái kia trung niên thanh bào nhân lạnh nhạt hỏi. Những nhiệm vụ khác đã hoàn thành, chỉ là tại thi hành một cái nhiệm vụ cuối cùng lúc. Gặp huyền kiếm tông lạc chỉ vân, cho nên, thất bại. Diêu cảnh sơn cúi đầu nói. Cái kia trung niên thanh bào nhân nghe vậy, không khỏi nhíu mày một cái đầu, nói, lạc. Chỉ mây vô duyên vô cớ làm sao sẽ chạy đến vũ thạch sườn núi đi. Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng nhưng thuộc hạ sơ bộ ngờ tới là chúng ta nội bộ ra gian tế đem tin tức tiết lộ ra ngoài diêu cảnh sơn cẩn thận ứng phó cái kia trung niên thanh bào nhân trầm ngâm một hồi bỗng nhiên chỉ vào sở kiếm thu nói người kia là ai đây là mới nhập bọn huynh đệ âu dương nguyên diêu cảnh sơn vội vàng nói hừ một cái chỉ là chân khí cảnh thất trọng phế vật cũng có tư cách bước vào trong nghị sự đại điện diêu cảnh sơn người đầu này có phải hay không bị hư? Trên bậc thang cái kia khôi ngô xấu xí như vượn khỉ võ giả bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng đạo. Kim hộ Pháp có chỗ không biết Âu Dương huynh đệ mặc dù tu vi chỉ có chân khí cảnh thất trọng. Nhưng mà thực lực lại có thể so với hóa hải cảnh cường giả. Diêu cảnh Sơn vội vàng nói. À, phải không, chân khí cảnh thất trọng tu vi liền có thể hữu hóa hải cảnh chiến lực. Ta đây vẫn là lần đầu nghe nói như thế hoang đường sự tình ngô kỳ thử hắn một lần không cần lưu thủ đem hắn đánh chết tính ngươi nhất công cái kia xấu xí khôi ngô võ giả chỉ vào một bên đứng một cái võ giả nói là tên kia gọi là ngô kỳ võ giả đi ra chắp tay khom người lên tiếng đương nhiên nếu như ngươi có bản lĩnh đem ngô kỳ cũng đánh chết nơi này chỗ ngồi cũng sẽ có ngươi một chỗ cắm rồi cái kia xấu xí khôi ngô võ giả cười đối với sở kiếm thu đạo bất quá nhìn hắn cái kia khinh miệt vô cùng thần sắc. Rõ ràng sẽ không tin tưởng sở kiếm thu sẽ có thực lực như vậy. Tiểu tử thức thời sớm làm bản thân kết thúc miễn cho ô uế ngươi ngô đại ra tay, bằng không. Chờ ta động thủ, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ngô kỳ nhìn xem sở kiếm thu, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười tàn nhẫn. Đối với loại này không đầy đủ vô cùng sâu kiến, hắn căn bản cũng không để vào mắt hắn chỉ cần nhẹ nhàng duỗi ra một đầu ngón tay liền có thể đem con kiến cỏ này cho ấn chết bất quá hắn tiếng nói vừa ra trước mắt bỗng nhiên không thấy sở kiếm thu thân ảnh ngay sau đó sau lưng truyền đến một hồi kịch liệt vô cùng đau đớn ngô kỳ xoay đầu lại trợn to hai mắt mặt mũi tràn đầy là không thể tin thần sắc hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình thế mà lại chết ở trong tay một cái chân khí cảnh thất trọng sâu kiến, hơn nữa không có sức đánh trả chút nào. Lúc này trong lòng của hắn tràn đầy vô tận hối hận. Vốn cho là đây là một cọc dễ như trở bàn tay công lao. Nghĩ không ra lại là một phần đòi mạng nhiệm vụ. Bất quá, cho dù hắn lúc này trong lòng lại hối hận không cam lòng. Cũng đã không cứu vãn nổi thực tế, chậm rãi ngã xuống, khí tiệt bỏ mình, sở kiếm thu phủi tay hướng cái kia xấu xí khôi ngô võ giả nói kim hộ pháp không biết chỗ ngồi của ta ở nơi nào hắn một trưởng đánh giết ngô kỳ trong lòng không có chút nào gánh vác vừa rồi ngô kỳ đối với hắn để lộ ra sát cơ không che giấu chút nào đối với muốn lấy tính mạng của mình người sở kiếm thu chưa bao giờ nhân từ nương tay lấy hắn lúc này thực lực nếu như không sử dụng những cái kia lá bài tẩy mà nói có lẽ không phải hóa hải cảnh nhị trọng đinh khâu đối thủ nhưng mà đối phó ngô kỳ loại này hóa hải cảnh nhất trọng võ giả, vẫn là dư sai. Nhìn thấy một màn này, ngồi ở trên bậc thang những cường giả kia toàn bộ đều cả kinh đứng lên. Cho dù là cái kia khí tức uyên thâm vô cùng trung niên thanh bào nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ là chân khí cảnh thất trọng vượt biên đánh giết hóa hải cảnh nhất trọng võ giả. Hơn nữa còn giết đến nhẹ nhõm như thế, cuối cùng là một cái dạng gì yêu nghiệt quái vật dù cho trung niên thanh bảo nhân tại Nam Châu cái kia thiên tài vô số địa vực. Cũng chưa từng gặp qua dạng này yêu nghiệt. Cái kia xấu xí khôi ngô võ giả sắc mặt một mảnh âm trầm. Sở kiếm thu lời này quả thực là trần chuồng hướng hắn khiêu khích. Tại cái này trước mặt mọi người, sở kiếm thu cách làm lập tức để cho hắn mất hết mặt mũi. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn tản mát ra. Rõ ràng trong lòng của hắn đã động sát cơ nồng đậm tất nhiên kim hộ pháp nói người đánh giết ngô kỳ nơi này có ngươi một chỗ ngồi chi vị đương nhiên sẽ không nói không giữ lời một cái kia chỗ ngồi chính là của ngươi trung niên thanh bào nhân bỗng nhiên mở miệng hắn chỉ chỉ đại điện bên trái tới gần đại môn một cái chỗ ngồi đối với sở kiếm thu ra hiệu nói hắn cái này mới mở miệng cái kia xấu xí khôi ngô võ giả trong lòng dù cho sát cơ lại nồng đậm cũng không dám lỗ mãng, Trung niên thanh bảo nhân quyết định sự tình. Hắn có thể tuyệt không dám vi phạm, càng là bọn hắn những thực lực này võ giả cao cường, càng có thể cảm nhận được Trung niên thanh bảo nhân lợi hại. Trung niên thanh bảo nhân nhàn nhạt nhìn xấu xí khôi ngô võ giả một mắt. Cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng, nếu như xấu xí khôi ngô võ giả dám can đảm sau đó tìm sở kiếm, thu phiền phức, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn sở kiếm thu dạng này thiên tài yêu nghiệt hắn là chưa từng nhìn thấy đoán chừng tại toàn bộ ám ảnh lâu thậm chí huyết ảnh trong liên minh đều tìm không ra mấy cái dạng này thiên tài tới đối với dạng này thiên tài yêu nghiệt trung niên thanh bào nhân đương nhiên sẽ không để cho cái kia xấu xí khôi ngô võ giả làm loạn dạng này yêu nghiệt một khi trưởng thành đối với bọn hắn cái này phân đường ở trong tối ảnh lâu địa vị tuyệt đối là ảnh hưởng cực lớn đến lúc đó nói không chừng chính mình cũng sẽ bằng vào hắn mà lên một tầng nữa đa tạ sở kiếm thu hướng trung niên thanh bào nhân chắp tay đi đến cái ghế kia thượng tọa xuống cái này một phần điệu bộ thật là là vô cùng cuồng ngạo mọi người thấy sở kiếm thu trong mắt tràn đầy ghen tị thần sắc nhất là đinh khâu cơ hồ ghen ghét đến muốn phát điên hắn ở trong tối ảnh lâu nhiều năm như vậy bỏ ra vô số cố gắng cũng chỉ là thu được tiến vào cái này nghị sự đại điện tư cách về phần đang trong nghị sự đại điện thu được chỗ ngồi hắn cũng chỉ dám ở trong mộng suy nghĩ một chút muốn tại trong nghị sự đại điện thu được chỗ ngồi ít nhất cũng phải là diêu cảnh sơn loại này một cái phân đà đà chủ sở kiếm thu chỉ là vừa ra nhập vào ám ảnh lâu cũng không có làm gì thế mà liền thu được một cái chỗ ngồi cái này khiến hắn làm sao không ghen ghét tức giận sở kiếm thu cái này một thu được chỗ ngồi. Sau này mình muốn đối phó hắn căn bản cũng không khả năng. Chỉ có sở kiếm thu cho hắn mang giày nhỏ phần, bất quá, việc này còn xa xa không xong. Trung niên thanh bào nhân từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu đen, vung tay lên. Lệnh bài màu đen xuyên qua trăm trượng khoảng cách bay đến sở kiếm thu trước mặt cùng lúc đó. Trung niên thanh bào nhân thanh âm vang lên lần nữa đây là ám ảnh lâu hát thiết lệnh từ hôm nay trở đi người chính là ám ảnh lâu hát thiết cấp sát thủ chỉ cần có ám ảnh lâu chỗ người cũng có thể bằng vào này lệnh triệu tập hóa hải cảnh tam trọng trở xuống ám ảnh lâu sát thủ người cũng có thể bằng vào này lệnh tới tổ kiến chính mình phân đà đám người nhìn thấy một màn này không khỏi cũng là nuốt một ngụm nước bọt nghĩ không ra tân phó đường chủ đối với tiểu tử này ân sủng đến nước này chân khí cảnh võ giả thu được hắc thiết lệnh, cái này ở trong tối ảnh lâu trong lịch sử là từ không có qua tiền lệ. Hắc thiết lệnh, số đông cũng là đạt đến hóa hải cảnh tam trọng võ giả mới có tư cách thu được. Thậm chí một chút đạt đến hóa hải cảnh tam trọng võ giả, nếu như thực lực không ra loại nổi bật, như cũ cũng không cách nào thu được hắc thiết lệnh. Liền Diêu Cảnh Sơn lúc này đối với Sở Kiếm Thu cũng không khỏi dâng lên mấy phần ghen ghét tới. Sở Kiếm Thu thu được hắc thiết lệnh, mang ý nghĩa sau này Sở Kiếm Thu ở trong tối ảnh lâu thân phận sẽ cùng hắn bình khởi bình tọa. Chương 188 Kim Viên. Sở Kiếm Thu nhìn thấy phản ứng của mọi người, lập tức cũng biết khối này lệnh bài màu đen tầm quan trọng, đưa tay nhận lấy. Hướng Trung niên thanh bảo nhân chắp tay nói, cảm tạ đám. Người nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Có can đảm đối với tân phó đường chủ tùy ý như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tiểu tử này cái kia trung niên thanh bảo nhân đối với sở kiếm thu thái độ cũng không thèm để ý. Chuyển hướng diêu cảnh sơn nói, người nói các ngươi nhiệm vụ lần này thất bại là bởi vì huyền. Kiếm tông lạc chỉ vân, chính là, diêu cảnh sơn khom người hồi đáp, nàng bây giờ ở nơi nào? Trung niên thanh bảo nhân lạnh nhạt hỏi, khánh, sơn thành 300 dặm bên ngoài thanh hà khách sạn, diêu cảnh sơn ngẩng đầu lên, đáp sở kiếm thu nghe vậy lập tức cả kinh hắn cùng diêu cảnh sơn con đường đi tới này cũng không nhìn thấy diêu cảnh sơn cùng những người khác tiếp xúc nhưng lại có thể đã vô thanh vô tức đã điều tra xong lạc chỉ vân chỗ đặt chân ám ảnh lâu bày ra năng lượng lần nữa để cho sở kiếm thu cảm thấy kinh hãi đồng thời cũng vì lạc chỉ vân cảm thấy âm thầm lo nghĩ lạc chỉ vân còn không trở về huyền kiếm tông tại thanh hà khách sạn đợi làm gì nàng đến tột cùng có biết hay không nàng phải đối mặt là bực nào đáng sợ quái vật khổng lồ ai đi đem nàng bắt được trung niên thanh bào nhân nhìn lướt qua đám người lạnh nhạt nói cái kia lạc chỉ vân danh bất hư truyền đích thật là mạo như thiên tiên diêu cảnh sơn nhìn xem cái kia xấu xí khôi ngô võ giả bỗng nhiên nói cái kia xấu xí khôi ngô võ giả nghe vậy lập tức nhấc lên hứng thú đứng lên hướng trung niên thanh bảo nhân chắp tay nói tân phó đường chủ thuộc hạ nguyện đi chung niên thanh bảo nhân nhàn nhạt nhìn hắn một cái hờ hững nói bắt sống đừng giết chết cái kia xấu xí khôi ngô võ giả trên mặt lộ ra mấy phần tục nụ cười ta ác nói tân phó đường chủ yên tâm như thế một cái mỹ nhân ta há lại cam lòng giết chết ít nhất phải để cho nàng hưởng thụ cái trăm ngàn lần lại nói trung niên thanh bảo nhân gật đầu một cái, không tiếp tục để ý tới việc này, duỗi ngón bắn ra. Một khỏa màu đỏ đan dược hướng diêu cảnh sơn vọt tới, đây là ngưng lộ đan, coi như là lần này ngươi dẫn vào mới đồng bạn ban thường. Bất quá, lần sau còn xuất hiện trọng đại như thế sai lầm, đến lúc đó hai tội đồng thời phạt. Người biết hậu quả trung niên thanh bảo nhân nói đi, liền phẩy tay áo bỏ đi. Diêu Cảnh Sơn tiếp nhận viên kia màu đỏ đan dược, vội vàng nói cảm ơn nói, đa. Tạ tân phó đường chủ thuộc hạ nhất định không để tân phó đường chủ thất vọng, thẳng. Đến lúc này, trong lòng của hắn mới xem như chân chính thở dài một hơi. Quả nhiên, đem sở kiếm thu mang về là một cái lựa chọn cực kỳ sáng suốt, bằng không. Hắn lần này không cần nói có thể có được ngưng lộ đan loại này thánh dược chữa thương. Có thể trốn qua trách phạt liền đã xem như vạn hạnh sở kiếm thu không có ở trong ám ảnh lâu phân đường ở lâu đợi đến từ trong nghị sự đại điện sau khi đi ra liền tìm một cái cơ hội chạy ra ngoài ám ảnh lâu những người kia biết hắn bị tân phó đường chủ coi trọng cũng không có đối với hắn quá nhiều để ý tới sở kiếm thu ra bức tường kia phía sau vách đá lành nghề ra một khoảng cách sau đó lập tức liên tiếp dùng hai đạo thiểm độn phù trực tiếp chui đến bên ngoài hai mươi dặm đi tới một chỗ ẩn núp chỗ Sở Kiếm Thu đưa tay biến mất trên mặt Ngụy Trang, lộ ra diện mạo vốn có tới. Thân hình thoát một cái, bay đến giữa không trung, cấp tốc hướng Thanh Hà khách sạn chạy tới, hắn nhất định phải tại Kim Viên đuổi tới Thanh Hà. Khách sạn phía trước để cho Lạc Chỉ Vân trở về Huyền Kiếm Tông. Bằng không Lạc Chỉ Vân liền nguy hiểm. Sở Kiếm Thu mặc dù cụ thể phán đoán không ra Kim Viên cảnh giới cao thấp, nhưng mà lại có thể cảm thụ được kim viên so với Lạc Chỉ Vân tu vi càng mạnh mẽ, nếu để cho Kim Viên tìm được Lạc Chỉ Vân, Lạc Chỉ Vân liền nguy hiểm. Sở Kiếm Thu ở trên bầu trời toàn lực ứng phó mà phi hành. Bất quá ám ảnh lâu phân đường sở tại chi địa khoảng cách Thanh Hà khách sạn ước chừng hơn vạn. Dặm khoảng cách dù cho lấy tốc độ của hắn cũng vẫn như cũ cần mới có thể đuổi tới. Sở Kiếm Thu lúc này có chút hối hận không có luyện chế ra tiểu Na Di phù tiểu na di phù có thể trong nháy mắt chạy trốn ngàn dặm nếu như lúc này chính mình có tiểu na di phù chỉ cần mười đạo tiểu na di phù liền có thể đến thanh hà khách sạn cũng không cần lo lắng sẽ ở kim viên sau đó đến ba ngày sau đó sở kiếm thu đang đến gần thanh hà khách sạn trăm dặm chi địa phụ cận xa xa nhìn thấy hai bóng người ở trên bầu trời kịch liệt giao chiến cái kia hai bóng người một đạo người mặc đồ trắng bồng bềnh như trên trời tiên tử một đạo xấu xí mà khôi ngô lại chính là lạc chỉ vân cùng kim viên hai người sở kiếm thu thấy thế trong lòng không khỏi trầm xuống nghĩ không ra chính mình cuối cùng vẫn là tới chậm một bước trên bầu trời hai bóng người tại kịch liệt mà giao chiến kim viên trong tay cầm một cái phương thiên họa kích cuồng bạo vô cùng chân khí từ trong phương thiên họa kích phun ra khuấy động biển mây trên trời Lạc Chỉ Vân thủ bên trong trường kiếm cũng kích phát ra từng đạo rõ ràng nhu như nước kiếm. Quang, những cái kia kiếm quang nhìn như rõ ràng nhu, nhưng mà nhộn nhạo lên. Lại đem biển mây trên trời xé rách thành từng cái sợi bông. Hai người giao thủ uy thế cực kỳ làm người kinh hãi, nếu là ở trên mặt đất giao thủ. Đoán chừng đủ để đem một ngọn núi đều san thành bình địa. Trước mắt xem tình thế đứng lên đối với Lạc Chỉ Vân rất bất lợi lạc chỉ vân mặc dù thực lực cũng là cực kỳ cao cường nhưng so với kim viên tới nói lại dù sao thua một bậc sở kiếm thu không dám tới gần tiến đến trình độ này giao thủ hắn dựa vào tiến đến thuần túy là tự tìm cái chết bất quá hắn không thể lên phía trước lại cũng không đại biểu cho hắn không có cách nào sở kiếm thu ý niệm khẽ động trên thân xuất hiện cầm chức tơ vàng bào trên tay xuất hiện vạn tượng thủ sáo quán thạch cung cùng với bám vào phích lịch phù xuyên vân tiễn sở kiếm thu dương cung cài tên đem quán thạch cung kéo căng toàn thân chân khí giống như thủy triều tuôn hướng quán thạch cung hòa xuyên vân tiễn tại hắn toàn lực dưới kích thích toàn bộ quán thạch cung xuyên vân tiễn cùng với vạn tượng thủ sáo đều tản mát ra kim quang nhàn nhạt lúc này kim viên toàn lực một kích vung ra Chân khí hóa thành đầy trời kim xà hướng Lạc Chỉ Vân bôn tập mà đi, Lạc Chỉ Vân cũng vận khởi. Thanh lưu chiếu không kiếm quyết toàn lực nhất kiếm trừ ra. Trăng non lưỡi liềm ở trên bầu trời trống rỗng xuất hiện. Tản mát ra thanh lãnh vô cùng tia sáng. Những ánh sáng kia chiếu vào trên những cái kia đánh tới kim xà. Những cái kia bị chiếu xạ đến kim xà nhao nhao tan rã. Bất quá lại như cũ có một bộ phận kim xà đột phá những cái kia trăng non tia sáng trực tiếp đụng vào lạc chỉ vân trên thân lạc chỉ vân bị những cái kia kim xà đánh chúng phun ra một ngụm máu tươi cơ thể hướng phía sau bay thẳng ra ngoài từ không trung bên trong rớt xuống kim viên nhìn thấy một màn này trên mặt lộ ra mấy phần tục tới cực điểm tan khốc nụ cười như thế một cái cực phẩm mỹ nhân hắn rất lâu đều chưa từng gặp được cái này thực sự là diễm phúc không cạn a à trong lúc hắn muốn lên tiến đến tiếp lấy từ trên bầu trời rơi xuống lạc chỉ vân lúc. Một đạo kinh cấp bách vô cùng lưu quang hướng hắn đánh thẳng mà đến, kim viên trong lòng không? Khỏi kinh hãi, muốn né tránh lúc cũng đã căn bản không kịp. Đạo này lưu quang tốc độ thực sự quá nhanh, từ hắn vừa mới phát giác liền đã đến trước mắt. Hắn liền phản ứng cũng không kịp, liền bị đạo kia lưu quang rắn rắn chắc chắc mà đụng vào trên thân ầm vang một tiếng thật lớn, trên bầu trời tuôn ra một đạo cực lớn ánh lửa. Đụng dư ba đem bốn phía bạch vân đều cuốn phải đẩy ra mấy trăm trượng. Chương 189 chữa thương. Tại ánh lửa còn không có tán đi lúc, lại một đường lưu quang giống như cực nhanh giống như xạ đến. Trên bầu trời lần nữa bộc phát ra một đạo thanh thế dọa người nổ tung, liên tiếp hai đạo nổ. Tung Kim Viên cũng nhịn không được nữa, toàn thân máu tươi từ trên bầu trời rớt xuống. Dù hắn cảnh giới cao thâm vô cùng, vẫn như cũ bị cái này hai đạo uy lực vô tận nổ tung trọng thương. Liền tại trên bầu trời ngự không phi hành đều không thể bảo trì. Sở Kiếm Thu liên tiếp bắn ra hai mũi tên sau đó, không tiếp tục đi để ý tới Kim Viên. Sử dụng một đạo thiểm độn phù trong nháy mắt xuất hiện tại Lạc Chỉ Vân bên cạnh. Tại trước khi rơi xuống đất của Lạc Chỉ Vân đem nàng tiếp lấy. Lại liên tiếp sử dụng mấy đạo thiểm độn phù chạy trốn đến bên ngoài mấy chục dặm, sở kiếm thu bắn ra cái này hai mũi tên sau đó. Cũng là bản thân bị trọng thương, toàn thân máu me đầm đìa, hai tay hai tay huyết nhục xé rách. Bạch cốt đá lởm chởm Lấy trước mắt hắn tu vi, đồng thời kích phát nhiều như vậy món tam giai pháp bảo. Nguyên bản là vượt xa khỏi bản thân hắn phụ tài. Nếu không phải là hắn luyện thành vô thượng võ thể cùng với tu luyện cửu truyền kim thân quyết chỉ sợ cái này hai mũi tên bắn ra bản thân hắn liền phải bị pháp bảo phản vệ bạo thể mà chết như vậy cũng tốt tại hắn đã tấn thăng làm chân khí cảnh thất trọng lấy trước mắt hắn chân khí trong cơ thể dự trữ ít nhất có thể đủ bắn ra dạng này uy lực xuyên vân tiễn ba mũi tên bằng không nếu hắn vẫn là tại chân khí cảnh lục trọng thời điểm chỉ là một tiễn cũng đủ để rút sạch trong cơ thể hắn tất cả chân khí bất quá dù là như thế sau khi bắn ra cái này hai mũi tên chân khí trong cơ thể hắn cũng đã gần như khô kiệt bất quá sở kiếm thu cũng biết bản thân có thể bằng cái này hai mũi tên trọng thương kim viên cũng là đơn thuần may mắn vừa tới kim viên cùng lạc chỉ vân trải qua đại chiến đã tiêu hao không nhỏ thứ hai hắn vừa mới sử dụng đại chiêu đánh bại lạc chỉ vân tâm thần đang tại buông lỏng ở giữa cho nên mới bị sở kiếm thu ngồi bằng không sở kiếm thu muốn bắn chúng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình sở kiếm thu tại phụ cận tìm một chỗ bí ẩn sơn động bắt đầu trợ giúp lạc chỉ vân chữa thương tại tham dự diêu cảnh sơn bọn hắn phục kích sơn trang phong lôi phía trước sở kiếm thu liền đã đem phụ cận mấy ngàn dặm hoàn cảnh địa hình dò xét một lần chính là vì dự phòng lấy thân phận bại lộ bị ám ảnh lâu truy sát làm chuẩn bị nghĩ không ra phía trước làm chuẩn bị hôm nay còn thật sự có thể dùng đến bên trên lấy hắn đối với phụ cận địa hình quen thuộc tự nhiên tinh tường nơi nào sẽ có sơn động nơi nào sẽ bí mật hơn một chút không dễ dàng bị tìm được kim viên mặc dù bị hắn cái kia hai mũi tên trọng thương nhưng mà sở kiếm thu tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ triệu tập ám ảnh lâu sát thủ đối với mình cùng lạc chỉ vân tiến hành tìm kiếm truy kích lúc này tình cảnh của bọn hắn vẫn là cực độ nguy hiểm, không thể không vạn phần cẩn thận. Sở kiếm thu đem lạc chỉ vân ôm vào sơn động, ở bên ngoài bố trí mấy cái con hạc giấy nhỏ. Lấy giám sát động tĩnh bốn phía, lại tại chỗ cửa hang bố trí huyễn phù. Che giấu sơn động vết tích. Hắn cái này huyễn phù chỉ là tương đối thấp giai linh phù. Có lẽ không thể gạt được kim viên loại này cường giả. Nhưng mà đối với lửa gạt một chút chân khí cảnh cùng hóa hải cảnh nhất trọng võ giả, vẫn là có thể làm được sở kiếm thu đem những thứ này bố trí xong sau đó lúc này mới đi vào trong sơn động bắt đầu trợ giúp lạc chỉ vân chữa thương lạc chỉ vân chịu đến kim viên cái kia một cái trọng kích bị thương cũng là không thể coi thường máu tươi sớm đã nhuộm đỏ nàng cái kia một bộ bạch y lúc này nàng đang hai mắt nhắm nghiền lâm vào trong hôn mê cái này cũng vẫn là kim viên cũng không tính lấy tính mạng của nàng cho nên tại tối hậu quan đầu lưu lại tay bằng không lạc chỉ vân liền không chỉ mình là trước mắt bộ dáng này đoán chừng sở kiếm thu muốn cứu nàng đều khó khăn bất quá cho dù là nàng thương thế trước mắt sở kiếm thu muốn chữa thương cho nàng cũng là hết sức khó giải quyết sở kiếm thu trên thân cũng không có mang tam giai chữa thương đan dược tốt nhất chữa thương đan dược cũng chỉ bất quá là nhị giai cực phẩm đan dược cửu chuyển nhuận trạch hoàn đan nhưng mà cửu chuyển nhuận trạch hoàn đan lại cũng không đủ để trị liệu lạc chỉ vân thương thế trước mắt phải biết cảnh giới tu vi càng cao võ giả lại càng không dễ dàng thụ thương một khi sau khi bị thương cũng liền càng khó trị liệu cấp thấp đan dược đối với cao cấp võ giả hiệu quả cũng không lớn chẳng qua trước mắt loại tình huống này sở kiếm thu cũng chỉ đành chấp nhận lấy dùng một chút cửu chuyển nhuận trạch hoàn đan mặc dù không thể trị càng lạc chỉ vân thương thế trên người nhưng mà đối với hòa dịu trên người nàng thương thế vẫn có tác dụng nhất định. Ít nhất có thể đủ phòng ngừa trên người nàng thương thế thêm một bước chuyển biến xấu. Sở kiếm thu lấy ra đan dược uy lạc chỉ vân ăn vào, nhìn xem trên người nàng y nguyên vẫn là. Dướm máu vết thương, sở kiếm thu không khỏi một hồi do dự, bất quá chỉ là muốn nghĩ sau đó. Sở kiếm thu liền bắt đầu giải lạc chỉ vân dây thắt lưng. Lạc chỉ vân đang đau đớn bên trong không khỏi rên khẽ một tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Cảm nhận được trên người có một đôi tay tại giải quần áo của mình. Lạc chỉ vân trong nháy mắt kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy là sở kiếm thu lúc. Tâm thần lúc này mới buông lỏng xuống. Nhưng lại vẫn như cũ không chịu được một hồi xấu hổ, dãy dụa khẽ quát, ngươi đang làm gì, sở. Kiếm thu một cái đè lại nàng, mặt không thay đổi nói, không nên động, lộn xộn nữa vết thương tiếp tục vỡ tan ta cũng không thể nào cứu được ngươi 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 nhanh chóng dừng tay ta thương thế kia không chết được không cần ngươi dạng này trị liệu lạc chỉ vân vẫn như cũ không chịu bị sở kiếm thu giải khai quần áo sở kiếm thu thấy thế ngừng tay tới nhìn chằm chằm lạc chỉ vân lãnh cười một tiếng nói ta lạc đại sư tỷ ngươi có biết hay không chúng ta trước mắt ở vào tình cảnh gì nếu là rơi vào trong tay kim viên, chúng ta đều không được chết tử tế. Đến lúc đó lạc sư tỷ coi như muốn muốn chết chỉ sợ đều không phải là một kiện chuyện dễ. Lạc chỉ vân nghe vậy, nhớ tới cái kia xấu xí vô cùng khôi ngô võ giả. Nhìn xem nàng lúc cái kia tục vô cùng ánh mắt. Nhịn không được một hồi không rét mà run, nếu là mình rơi vào trong tay cái kia võ giả. Hạ chàng quả thực là khó có thể tưởng tượng. Lạc Chỉ Vân nghĩ tới đây, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng ý xấu hổ, nói, "Nhưng." Người muốn nhắm mắt lại, không cho phép nhìn loạn. Sở Kiếm Thu buồn bực nàng không biết tốt xấu, cuốn vào đến nguy hiểm như thế trong nước xoáy. Lúc này nơi nào còn đi bận tâm cảm thụ của nàng, cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi." Bên trong là thế nào, ta không đã sớm nhìn qua, còn để ý nhìn nhiều một lần thiếu một lần nhìn. Huống hồ, ngươi khi đó ngay trước cốc lương hoàng mặt không phải nói ta là đạo lữ của ngươi sao, chúng ta giữa phu thê những chuyện kia cũng sớm muộn. Muốn làm, vẫn quan tâm ta nhìn ngươi thân thể. Lạc Chỉ Vân nghe vậy, không khỏi một hồi xấu hổ, tức giận đến lồng ngực một hồi chập trùng. Bất quá Sở Kiếm Thu lời này nàng lại không cách nào phản bác, trong lòng một hồi ủy khuất. Không khỏi nước mắt chảy dòng. Sở Kiếm Thu không khỏi sững sờ, nghĩ không ra cái này thanh lãnh kiêu ngạo đại sư tỷ lại còn có cái này nhu nhược một mặt nhìn thấy lạc chỉ vân bộ dạng này sở kiếm thu trong lòng không khỏi mềm nhũn lúc này cũng không khỏi cảm giác chính mình lời nói mới rồi thật sự là có chút quá cái kia đại sư tỷ người đừng khóc mới vừa rồi là ta không đúng ta nhắm mắt lại bất loạn nhìn chính là sở kiếm thu nhìn thấy nàng vừa khóc lập tức có chút không biết làm sao đứng lên lạc chỉ vân nhìn thấy hắn cái kia thủ túc luống cuống bộ dáng trong lòng tức giận lập tức đại giảm. Thì ra ngươi thế mà sợ nước mắt của nữ nhân, nàng lúc này giống như phát hiện một cái khó lường. Đại bí mật đồng dạng, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần đắc ý. Chương 190 chữa thương. Sở Kiếm Thu cởi xuống Lạc Chỉ Vân quần áo, giúp nàng dọn dẹp xong vết thương. Đắp lên thuốc trị thương, sẽ giúp nàng đem quần áo mặc vào. Toàn bộ quá trình quả nhiên tuân theo hứa hẹn nhắm mắt lại lấy hắn cái kia cường đại năng lực nhận biết dù cho nhắm mắt lại cũng không tí ti ảnh hưởng hắn bó thuốc độ chuẩn xác lạc chỉ vân nhìn thấy hắn cái kia dáng vẻ thận trọng trong lòng cũng không nhịn được dâng lên mấy phần tiểu đắc ý bất quá mặc dù sở kiếm thu nhắm mắt lại nhưng khi chính mình quần áo toàn bộ bị giải khai hoàn toàn trần trụi mà hiện ra ở trước mặt sở kiếm thu lúc lạc chỉ vân vẫn như cũ cảm thấy một hồi ý xấu hổ không chịu nổi trên mặt hiện ra một vòng như say rượu một dạng đỏ hồng. Sở Kiếm Thu giúp nàng mặc quần áo sau đó, mở to mắt. Nhìn thấy Lạc Chỉ Vân trên mặt một mảnh đỏ hồng như say, kiều diễm vô cùng dáng vẻ. Cũng không khỏi nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần. Lạc Chỉ Vân bị hắn thấy trong lòng không khỏi một hồi bối rối, ánh mắt liên tục trốn tránh. Không dám cùng hắn đối mặt tại trải qua lần này chữa thương sau đó nàng đối với sở kiếm thu trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thật kỳ diệu liền chính nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra thậm chí trong lòng nàng ẩn ẩn cảm thấy dù cho sở kiếm thu mở to mắt nhìn nàng thân thể nàng cũng không bài xích bất quá khi trong lòng dâng lên ý nghĩ này lạc chỉ vân liền vội vàng đem những thứ này khiến người cảm thấy xấu hổ ý nghĩ đuổi ra não hải chính mình làm sao lại nghĩ như thế hoang đường sự tình lúc này ở nàng cái kia lơ đãng thoáng nhìn ở giữa nhưng cũng cuối cùng phát hiện sở kiếm thu hai tay hai tay cái kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng lạc chỉ vân trong lòng cả kinh nắm lên sở kiếm thu tay hỏi ngươi làm sao thẳng đến lúc này nàng mới nhớ một vấn đề sở kiếm thu đến tột cùng là như thế nào đem nàng từ kim viên trong tay cứu được kim viên cảnh giới tu vi so với nàng cũng cao hơn một bậc liền nàng cũng không phải kim viên đối thủ, lấy sở kiếm thu thực lực. Lại như thế nào tại mạnh mẽ như vậy trong tay cường giả đem nàng cứu được? Lạc chỉ vân lúc này nhớ tới mình tại hôn mê một khắc trước bên tai nghe được nổ lớn âm thanh. Cùng với trên bầu trời một màn kia ánh lửa chói mắt chẳng lẽ cái kia hết thảy đều là sở kiếm. Thu một tay tạo thành. Sở kiếm thu đem cái kia đã không dư thừa bao nhiêu huyết nhục tay từ lạc chỉ vân trong tay rút ra, khoát tay áo, một bộ bộ dáng vân đạm phong khinh, vết thương nhỏ mà thôi, không sao, lạc. Chỉ Vân nhìn xem hắn cặp kia vô cùng thê thảm hai tay, không khỏi một hồi đau lòng. Sở Kiếm Thu bộ dạng này, nàng xem thấy đều cảm giác được đau. Có thể tưởng tượng được lúc này Sở Kiếm Thu đang tại chịu đựng cỡ nào thống khổ to lớn. Sở Kiếm Thu chính mình cũng là bộ dáng này. Đầu tiên suy nghĩ thế mà còn là chữa thương cho nàng lạc chỉ vân trong lòng không khỏi một hồi xúc động lạc chỉ vân nội tâm hoạt động sở kiếm thu nhưng lại không rõ ràng nói thật ra ngần ấy đau đớn đối với hắn mà nói thật là không tính là cái gì trước đây hắn dòng dã ba năm qua không ngừng mà bước ra trong cơ thể mình tinh huyết đây mới thật sự là như kinh luyện ngục so sánh với ba năm kia bị đau đớn một chút đồ vật tính là gì hơn nữa tại vô thượng võ thể cái kia vô cùng cường đại sức khôi phục phía dưới hắn lúc này trên tay cùng trên hai cánh tay thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục không cần bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu ngược lại là chân khí trong cơ thể khôi phục ngược lại muốn chậm một chút ngươi bây giờ cảm giác thế nào sở kiếm thu mắt nhìn lạc chỉ vân hỏi bây giờ mấu chốt nhất là lạc chỉ vân thương thế trên người chỉ cần lạc chỉ vân thương thế khôi phục bọn hắn liền có thể thoát ly hiểm cảnh. Kim viên xem như ám ảnh lâu phân đường ngũ đại hộ pháp một trong. Lúc đó trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác bây giờ hành động thất bại. Nghĩ đến cũng không có mặt mũi cầu viện những thứ khác hộ pháp trưởng lão. Xuất động tối đa cũng chính là nghị sự đại điện bên trong những cái kia hóa hải cảnh nhất nhị. Trọng võ giả, có lẽ cũng sẽ có một chút đại điện hai bên trên ghế ngồi người nhưng lại tuyệt đối không phải là cái kia bậc thang cường giả chỉ cần lạc chỉ vân thương thế khôi phục đối phó những người này căn bản cũng không đang nói phía dưới bất quá sở kiếm thu trong lòng cũng biết lạc chỉ vân thương thế trên người muốn khôi phục lời nói không phải dễ dàng như vậy hắn hỏi cái này lời nói cũng chỉ bất quá là trong lòng cầu một cái an ủi mà thôi lạc chỉ vân tử mảnh cảm thụ thân thể một cái bên trong tình trạng sắc mặt trầm trọng lắc đầu nói thương thế tiếp tục chuyển biến xấu là dừng lại nhưng mà muốn hoàn toàn khôi phục sợ không phải dễ dàng như vậy ta bây giờ chỉ sợ tối đa cũng cũng chỉ có thể phát huy hai ba thành thực lực sở kiếm thu nghe vậy gật đầu một cái tình huống này ngược lại là so dự liệu muốn hảo lạc chỉ vân ít nhất đều có thể chiến đấu lấy lạc chỉ vân thực lực phát huy ra hai ba thành cũng đủ để ứng phó thông thường hóa hải cảnh nhất nhị trọng võ giả Tại trong hắn nguyên bản tính ra, còn tưởng rằng Lạc Chỉ Vân hội chiến lực hoàn toàn biến mất, hay là nhiều lắm là còn sót lại chân khí cảnh thực lực những. Cái kia đến tột cùng là người nào, Lạc Chỉ Vân cuối cùng nhịn không được hỏi vấn đề này. Tại trước đây âm thầm theo dõi sở kiếm thu đi đến Vũ Thạch Sườn núi. Nhìn thấy đám kia phục kích sơn trang phong lôi võ giả, Lạc Chỉ Vân trong lòng vẫn có cái nghi vấn này nàng tại Thanh Hà khách sạn ở lại cũng là muốn đợi sở kiếm thu đến đây hỏi thăm tinh tướng. Nhưng mà nghĩ không ra lại chờ được kim viên bực này cường giả. Đối với cái này phát đột nhiên xuất hiện cường giả. Lạc chỉ vân trong lòng tràn đầy nỗi băn khoăn. Bởi vì nàng chưa bao giờ từng nghe nói đại càn vương triều bên trong có như thế một cỗ thế lực. Khổng lồ, sở kiếm thu nghe được lạc chỉ vân cái này hỏi một chút. Trong lòng liền không nhịn được một hồi nổi nóng chính mình trăm phương ngàn kế đem nàng lừa gạt trở về huyền kiếm tông nhưng lạc chỉ vân lại vẫn cứ hay là muốn lội tiến tranh vào vũng nước đục này bên trong lần này nếu là mình đến chậm một bước nữa kết quả đem không thể tưởng tượng nổi ta không phải là nhường ngươi trở về tông môn ở lại không nên để lại tới sao ngươi tại sao còn muốn chạy tới sạch chạy tới quấy rối lần này cần không phải ta trở về sớm một bước ngươi có biết hay không ngươi lại là dạng kết quả gì? Sở kiếm thu sắc mặt khó coi đạo. Lạc chỉ vân bị hắn một trận này quở mắng không khỏi sừng sốt một chút. Tiểu tử này thật là là lòng can đảm càng ngày càng mập. Thế mà dám can đảm đối với hắn như vậy sư tỷ nói chuyện. Cùng lúc đó, Lạc Chỉ Vân lại cảm giác được vô tận ủy khuất chính mình một mảnh hào tâm. Sở kiếm thu chẳng những không lĩnh tình, ngược lại là một trận trách cứ, nhân ra cũng là lo lắng an toàn của ngươi mới trở lại ngươi cái gì cũng không nói với ta ta như thế nào yên tâm được ngươi lạc chỉ vân không khỏi khóc nói sở kiếm thu nhìn thấy nàng cái này vừa khóc trong lòng không khỏi vừa mềm xuống dưới hắn trước đó làm sao lại không có phát hiện lạc chỉ vân như thế nhu nhược một mặt đâu tốt tốt là ta không đúng ngươi đừng khóc sở kiếm thu ôn nhu an ủi hắn dừng một chút lại nói không phải ta không chịu nói với ngươi thật là là địch nhân mạnh mẽ quá đáng ta không muốn ngươi cuốn vào hung hiểm như vậy vòng xoáy bên trong lạc chỉ vân hai con ngươi vẫn mang theo nước mắt trong suốt nâng lên cặp mắt mông lung có chút không phục nói cảnh giới của ngươi tu vi so với ta thấp nhiều vì cái gì ngươi liền có thể đối mặt loại này địch nhân cường đại ta lại không thể cũng không phải chỉ có ngươi mới suy nghĩ vì tông môn xuất lực Sở kiếm thu trầm mặc một hồi, cuối cùng nhìn xem lạc chỉ vân chậm rãi nói, sư tỷ Người biết người phải đối mặt là dạng gì địch nhân sao, địch nhân gì, ám ảnh lâu, sở. Kiếm thu nhìn xem lạc chỉ vân, từng chữ từng chữ địa đạo. mươi 191 tìm kiếm. Lạc chỉ vân nghe vậy lập tức toàn thân kịch chấn, ám ảnh lâu. Những người này lại là ám ảnh lâu sát thủ, sở kiếm thu nhìn thấy lạc chỉ vân cái kia hoa dung thất sắc dáng vẻ không khỏi hừ một tiếng nói bây giờ biết sợ rồi sao lạc chỉ vân đích thật là sợ mặc kệ là ai tại đối mặt ám ảnh lâu cái này nam châu đệ nhất đại sát thủ tổ chức cũng sẽ không không sợ ám ảnh lâu lại là ám ảnh lâu ngươi lại muốn một thân một mình đi đối mặt ám ảnh lâu lạc chỉ vân nhìn xem sở kiếm thu có chút khó có thể tin nói biết rõ là ám ảnh lâu ngươi cũng còn muốn đi chủ động trêu chọc không được chuyện này ta phải lập tức nói cho sư phụ sở kiếm thu nhìn xem lạc chỉ vân không khỏi có chút im lặng nghe được ám ảnh lâu đây không phải hẳn là lo lắng cho mình sao như thế nào kéo tới trên người hắn tới sở kiếm thu một phát bắt được lạc chỉ vân lấy ra đưa tin ngọc phù tay nói không cần nhiều này nhất cử chuyện này ta đã sớm nói cho sư phụ lạc chỉ vân nghe vậy lập tức khẽ giật mình sau một hồi lâu vừa mới buồn buồn nói ngươi Giấu giếm ta thì cũng thôi đi, sư phụ thế mà cũng giấu giếm ta. Sở Kiếm Thu có chút bất đắc dĩ nói, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Chúng ta cũng không muốn ngươi cuốn vào nguy hiểm như thế trong nước xoáy. Không muốn ngươi đi đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân. Vậy còn ngươi, ngươi tại sao muốn đi đối mặt Ám Ảnh Lâu Cường đại như vậy địch nhân? Lạc Chỉ Vân cả giận nói. Ám Ảnh Lâu, đây là một cái suy nghĩ một chút đều biết làm người sợ run tên sở kiếm thu thế mà đi chủ động trêu chọc cường đại như vậy địch nhân nàng lại há có thể yên tâm bởi vì ta là nam nhân đệ tứ phong nam nhân duy nhất sở kiếm thu ưỡn ngực nói lạc chỉ vân nghe vậy không khỏi lạnh rên một tiếng nói xú nam nhân có gì đặc biệt hơn người nếu không phải ta bây giờ bản thân bị trọng thương có thể đem ngươi đánh thành cầu sở kiếm thu không muốn cùng nàng tranh cãi nữa xuống nói ngươi đã bị ám ảnh lâu để mắt tới lần này nếu có thể an toàn trở lại huyền kiếm tông. Tại ta không có biết rõ ràng ám ảnh lâu mục đích phía trước. Ngươi không nên tùy tiện trở ra, vậy còn ngươi. Ám ảnh lâu lần này toan tính quá lớn, ta muốn tra rõ ràng bọn hắn tiến một bước kế hoạch. Lạc chỉ vân nghe vậy, trầm mặc thật lâu, ngẩng đầu lên, nhìn xem sở kiếm thu nói, sở kiếm thu. Người có thể hay không không muốn đi bốc lên lớn như thế nguy hiểm ta thật sự sợ về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sở kiếm thu cười cười nói, yên tâm đi. Ta sẽ không cùng bọn hắn chính diện cứng trọi cứng, bằng vào ta trước mắt chút thực lực ấy. Cùng bọn hắn ngạnh bính, đây không phải lấy trứng trọi với đá sao. Ám ảnh lâu hành động lần này, mục đích là toàn bộ đại càn vương triều. Nếu là bọn họ âm mưu thành công, tất cả chúng ta đều trốn không thoát, cho nên ta vẫn còn muốn lưu lại tìm kiếm bọn hắn động tĩnh." Sở Kiếm Thu nói, bỗng nhiên biến sắc nói, "Bọn hắn đuổi tới, đi mau." Nói xong, kéo Lạc Chỉ vân tay hướng sâu trong sơn động chạy tới, cái sơn động này Sở Kiếm Thu. Mặc dù không có cẩn thận tìm kiếm qua, thế nhưng là biết cái sơn động này hết sức tĩnh mịch. Thông qua đặt ở phía ngoài cái kia mấy cái con hạc giấy nhỏ, sở kiếm thu đã thấy những cái kia ám ảnh lâu sát thủ đã tìm kiếm đến phụ cận người cầm đầu là một cái hóa hải cảnh tam trọng mặt xanh võ giả khí tức so với diêu cảnh sơn đều còn cao thâm hơn một tầng lấy sở kiếm thu thực lực lúc toàn thịnh đoán chừng đều không phải đối thủ của người này lại càng không cần phải nói bây giờ bởi vì bắn ra cái kia hai mũi tên sau đó bản thân bị trọng thương chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa tình huống phía dưới tên võ giả này sau lưng còn đi theo mười mấy tên ám ảnh lâu sát thủ. Những sát thủ này thực lực đều không kém, chỉ ít có sáu, bảy tên hóa hải cảnh võ giả. Còn lại cũng là nửa bước hóa hải cảnh tu vi. Lấy cái này một chi đội ngũ thực lực. Bên ngoài thiết chí mê chướng đoán chừng không lừa được bọn hắn quá lâu, nếu là liền như vậy lao. Ra, lâm vào bọn hắn trong vây công, cũng là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm thà rằng như vậy còn không bằng hướng về cái sơn động này chỗ sâu đi. Mượn nhờ sơn động địa hình, cùng bọn hắn chào hỏi một phen. Sở kiếm thu lôi kéo lạc chỉ vân hướng về sơn động chỗ sâu đi không lâu. Cái kia mặt xanh võ giả liền phát hiện ngoài sơn động mê trướng. Một đao đem cái kia mê trướng bài trừ đi sau. Liền kêu gọi những sát thủ khác vào sơn động bên trong tìm kiếm sơn động hết sức tĩnh mịch khúc chiết bên trong đường rẽ cũng là rất nhiều sở kiếm thu lôi kéo lạc chỉ vân không ngừng xâm nhập trong sơn động mượn sơn động địa hình phức tạp cùng những cái kia ám ảnh lâu sát thủ chào hỏi đứng lên những cái kia vào sơn động siêu tầm ám ảnh lâu sát thủ bị sở kiếm thu trong bóng tối phục kích từng cái giết chết sở kiếm thu cũng mượn đoạn thời gian này không ngừng mà nuốt lấy hồi khí đan khôi phục chân khí trong cơ thể trên thân thể hắn thương thế cũng theo thời gian trôi qua tại vô thượng võ thể cái kia vô cùng cường đại sức hồi phục phía dưới từ từ khỏi hẳn ám ảnh lâu cái kia mặt xanh võ giả khi tiến vào sơn động tìm tòi nửa ngày sau phát hiện trở về hồi báo sát thủ càng ngày càng ít cũng cuối cùng phát hiện chuyện không thích hợp truyền lệnh xuống làm cho tất cả mọi người đều trở về không cần phân tán tìm kiếm cái kia mặt xanh võ giả đối với người bên cạnh quát lên địch nhân này thực sự quá xảo trá tiềm phục tại âm thầm đối bọn hắn tiến hành phục kích. Muốn thông qua loại phương pháp này đem bọn hắn từng cái xử lý. Vừa rồi thật là sơ suất mặt xanh võ giả mệnh lệnh truyền đạt ra sau, trong vòng nửa canh giờ. Những sát thủ kia liền lục tục trở lại. Sau đó, liền cũng không còn sát thủ trở về, cái kia mặt xanh võ giả không khỏi một mặt âm trầm ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đối phương thế mà vô thanh vô tức tiêu diệt hắn gần tới 20. Thủ hạ, trong đó còn bao gồm hai tên hóa hải cảnh nhất trọng võ giả. Xem ra thực lực của đối phương cũng không yếu a. À. Có thể vô thanh vô tức xử lý hắn hai tên hóa hải cảnh nhất trọng thủ hạ. Người này ít nhất cũng có hóa hải cảnh nhị trọng thực lực. Thậm chí đều tiếp cận hóa hải cảnh tam trọng. Nếu là thông thường hóa hải cảnh nhị trọng võ giả, Hắn cái kia hai tên hóa hải cảnh nhất trọng thủ hạ dù cho không địch lại, cũng ít nhất có thể đủ dày vò ra một chút động tĩnh đi ra. Nhưng mà cái kia hai tên hóa hải cảnh nhất trọng thủ hạ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Liền nửa điểm âm thanh cũng không có truyền tới, cái kia mặt xanh võ giả để cho đông đảo thuộc hạ cùng một chỗ ở bên ngoài ngăn chặn, chính mình một thân một mình đi vào tìm kiếm. Hắn cũng không lo lắng thực lực của đối phương lại so với hắn còn cường đại hơn. Bởi vì nếu như đối phương thực lực thật so với hắn còn mạnh hơn mà nói, đã sớm vào thẳng đi ra. Đem bọn hắn giết hết tất cả, nơi nào còn cần đến lén lén lút lút như vậy đi chuyện. Sở Kiếm Thu thông qua cái kia con hạc giấy nhỏ nhìn thấy một màn này. Không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười. Cái này mặt xanh võ giả mặc dù thực lực so với Diêu Cảnh Sơn càng cao hơn mạnh. Nhưng mà bàn về đầu não tới kém không chỉ một điểm nửa điểm thông qua để cho những cái kia thuộc hạ ngăn chặn phía ngoài thông đạo mặc dù có thể phòng ngừa chính mình chạy trốn nhưng mà bằng một mình hắn đi vào tìm kiếm nếu muốn tìm được chính mình cái kia không biết muốn năm nào tháng nào sở kiếm thu cũng không để ý hắn tất nhiên cái kia mặt xanh võ giả làm việc như thế chính hắn cũng vui vẻ thanh nhàn vừa vặn có thể lợi dụng những thời giờ này tới đem vết thương trên người dưỡng tốt chỉ cần lại có thời gian một ngày, thương thế trên người hắn liền có thể hoàn toàn khép lại. Thể nội những cái kia hồi khí đan dược lực hoàn toàn luyện hóa. Cũng liền có thể hoàn toàn khôi phục chân khí trong cơ thể. mươi 192 hiện thân, cái kia mặt xanh võ giả trong sơn động chuyển dòng dã một ngày. Lại như cũ tìm không thấy sở kiếm thu thân ảnh. Trong lòng lập tức nóng nảy, này sơn động thực sự quá lớn quá sâu chỉ bằng vào một mình hắn tìm kiếm căn bản là rất khó tìm được địch nhân nhưng nếu để cho thủ hạ cùng một chỗ tìm kiếm mà nói lại không công mà để cho bọn hắn chịu chết nghĩ nửa ngày mặt xanh võ giả quyết định vẫn là đem tin tức truyền ra ngoài vốn là hắn còn nghĩ độc chiếm phần công lao này nhưng mà địch nhân thật sự là quá mức xảo trá không có cách nào không thể làm gì khác hơn là khiến người khác cùng một chỗ tới tìm kiếm mặt xanh võ giả vừa mới lấy ra đưa tin ngọc phù lại thì thấy đến hai thân ảnh từ sâu trong động phủ chậm rãi đi ra trong đó một đạo chính là kim hộ pháp chỉ nhất định phải bắt nữ tử mà đổi thành một cái nhưng là một cái chân khí cảnh thất trọng phế vật mặt xanh võ giả nhìn thấy hai người đi tới lập tức thu lại trong tay đưa tin ngọc phù có thể nuốt một mình công lao hắn đương nhiên là không muốn cùng những người khác chia sẻ đối phó hai người kia, một mình hắn như vậy đủ rồi. Tên kia cô gái xinh đẹp mặc dù cảnh giới thâm hậu, nhưng lúc này khí tức bất ổn. Rõ ràng là trọng thương chưa lành. Căn bản không đủ lấy đối với chính mình sinh ra uy hát yêu ta, đến nỗi cái kia chân khí cảnh thất. Trọng phế vật, mặt xanh võ giả tự nhiên nhi nhiên địa không đáng kể. Một con kiến hôi như vậy, đứng để cho hắn chém hắn đều không gây thương tổn được chính. Mình, như thế nào không né? Mặt xanh võ giả nhìn xem hai người cười lạnh nói: "Nhìn xem ngươi ngu xuẩn đến thật sự là quá đáng thương, chúng ta thực sự không vừa mắt. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đi ra chiếu cố ngươi." Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói: "Nếu như cái kia mặt xanh võ giả không có lấy ra đưa tin ngọc phù mà nói, Sở Kiếm Thu tự nhiên cũng sẽ không nhanh như vậy hiện thân." Nhưng mà Sở Kiếm Thu lại là vô luận như thế nào đều không cho phép hắn đem tin tức truyền ra ngoài bằng không một khi số lớn ám ảnh lâu sát thủ sát tướng tới tình cảnh của bọn hắn nhưng là nguy hiểm lúc này thương thế của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm bằng vào cái kia đông đảo át chủ bài sở kiếm thu vẫn là có mấy phần chắc chắn giết chết cái này mặt xanh võ giả tự tìm cái chết mặt xanh võ giả trên mặt thanh khí chợt lóe lên một quyền hướng sở kiếm thu đánh tới như thế một con kiến hôi lại dám cười nhạo mình đơn giản đó là sống ngán sở kiếm thu không tránh không né vận khởi sóng giữ bảy chồng trưởng đệ thất trưởng nghênh đón tiếp lấy một đạo nộ đào trong sơn động trống rỗng xuất hiện tầng tầng lớp lớp hướng cái kia mặt xanh võ giả dũng mãnh lao tới cái kia mặt xanh võ giả thấy thế trong lòng lập tức run lên nghĩ không ra phế vật này lại có thể làm đến chân khí thực chất hóa lần này khinh thường hắn vừa rồi một quyền kia sử dụng khí lực không đến năm thành đối mặt sở kiếm thu cái này toàn lực một trưởng lập tức bị thiệt lớn. Ẩm vang một tiếng thật lớn, hai đạo kinh lực chạm vào nhau, bộc phát ra nổ tung to lớn. Sở kiếm thu chụp ra cái kia một đạo sóng lớn tầng tầng lớp lớp mà đập vào trên cái kia mặt xanh. Võ giả quyền kinh, đem cái kia mặt xanh võ giả quyền kinh bao phủ lại. Cuối cùng âm vang một tiếng đụng vào mặt xanh võ giả trên thân đem hắn đập thẳng đến bay ra về phía sau hơn 10 trượng, đâm vào sơn động trên vách núi đá. Sở kiếm thu cũng bị một quyền này chấn động đến mức hướng phía sau bay ra ngoài. Tại trong đầy trời dâng lên cắt bụi biến mất hình bóng, cái kia mặt xanh võ giả từ dưới đất đứng. Lên, chính là muốn tìm kiếm tung tích địch, lần nữa xuất kích. Hắn lần này bởi vì nhất thời sơ xuất bị thiệt lớn, chỉ cần mình toàn lực ứng phó. Cái kia phế vật tuyệt đối sẽ bị chính mình dễ dàng chém ở dưới đau, bất quá tại hắn vừa mới đứng. Vững thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một hồi nguy cơ to lớn. Mặt xanh võ giả vội vàng rời bước né tránh, thế nhưng là vẫn không có hoàn toàn tránh thoát. soạt một tiếng, trực tiếp bị một kiếm đâm xuyên qua bả vai. Mặt xanh võ giả trên thân đau xót, vùng đau hướng phía sau đâm tới. Nhưng sau lưng đạo thân ảnh kia lại sớm đã tiêu thất một đao này thọc cái khoảng không, cùng lúc đó. Một đạo quỷ bí mà lăng lệ kiếm mang lại đã lúc trước ngực hoạch rơi. Mặt xanh võ giả kinh hãi, vội vàng phía dưới hoành đao ngăn tại trước ngực, làm. Một tiếng vang thật lớn, mặt xanh võ giả chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Trong tay đại đao suýt nữa bị đánh rớt. Hơn nữa đạo kia lăng lệ vô cùng kiếm khí vẫn như cũ xuyên qua hắn đao mang kia phòng ngự. Tại trước ngực của hắn lưu lại một đạo cực sâu vết thương vết thương này chỉ cần lại sâu một phần, hắn hôm nay liền xem như viết di chúc ở đây rồi. Bất quá đi qua cái này hai cái, mặt xanh võ giả nhưng cũng cuối cùng bắt được cơ hội. Đại đao trong tay vung lên, vô số đao mang bắn ra. Ở xung quanh người bố trí xong một đạo đao mang chi tướng. Phòng ngừa lại bị đối phương đánh lén. Đi qua cái này kinh tâm động phách mấy lần. Mặt xanh võ giả đã hoàn toàn thu hồi khinh thị tâm tư, đối phương không chỉ mình thực lực cao cường, hơn nữa thân pháp xuất quỷ nhập thần, thủ đoạn âm tàn cay độc khó lòng phòng bị. Mặt xanh võ giả trong lòng đều không tự kìm hãm được có chút hoài nghi. Hắn đây sao đến tột cùng ai mới là sát thủ? Đối phương những thứ này âm hiểm thủ pháp, quả thực là so sát thủ đều muốn giết tay. Mặt xanh võ giả đều có chút hoài nghi ra hỏa này đến cùng có phải hay không đồng hành. Sở kiếm thu không khỏi có chút đáng tiếc, chỉ kém như vậy một tia là hắn có thể đủ đem cái này mặt xanh võ giả đánh chết, tất nhiên đánh bất ngờ không giết được. Hắn, kế tiếp chính là một hồi trận đánh ác liệt. Bất quá cũng còn tốt, vừa rồi cái kia hai cái cũng đủ để trọng thương hắn, vì làm bị thương cái. Kia mặt xanh võ giả, sở kiếm thu vừa rồi thế nhưng là dùng không ít thủ đoạn. Ngay từ đầu ngạnh bính một trường kia, chính là vì chế tạo cắt bụi, che đậy ánh mát để cho cái kia mặt xanh võ giả không phát hiện được tung tích của mình sau đó dùng thiểm độn phù xuất hiện ở đó mặt xanh võ giả sau lưng đánh lén cái kia mặt xanh võ giả hậu tâm bất quá cái kia mặt xanh võ giả tu vi cảnh giới thật là cao cường tại loại kia tình huống phía dưới thế mà đều tránh thoát một kích trí mạng khiến cho một kiếm kia chỉ là đả thương nặng hắn mà không cần tính mạng của hắn cuối cùng cái kia khoảng cách gần liều mạng một cái sở kiếm thu mặc dù thương tổn tới mặt xanh võ giả nhưng cũng đồng dạng bị đao mang của hắn gây thương tích giữa hai người tranh lệch cảnh giới dù sao quá lớn sở kiếm thu tại dùng lên rất nhiều át chủ bài sau đó mới miễn cưỡng san bằng những thứ này khoảng cách tại trong lúc giao thủ ngắn ngủi này sở kiếm thu dùng tới tăng lực phù thần hành phù thiểm độn phù tím hà huyền ngọc dày vạn tượng thủ sáo cầm chức tơ vàng bào cùng với thu thủy kiếm các loại này pháp bảo linh phù. Lạc chỉ vân đây là lần thứ nhất nhìn thấy sở kiếm thu cùng những người khác giao thủ. Một màn này cũng thật là thấy nàng mở rộng tầm mắt. Vừa rồi nếu như đổi lại là nàng ở đó mặt xanh võ giả vị trí. Nếu như là tại đồng dạng cảnh giới tu vi phía dưới. Chỉ sợ hạ chàng cũng so cái kia mặt xanh võ giả cũng không khá hơn chút nào. Lạc Chỉ Vân lúc này mới chân chính nhận thức được Sở Kiếm Thu đáng sợ. Vô luận là trong lòng suy tính hoạch vẫn là tại phương diện pháp Bảo Linh phù. Sở Kiếm Thu triển hiện ra thủ đoạn lại đều khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng sợ. Lạc Chỉ Vân lúc này mới có chút minh bạch. Vì cái gì tại đối mặt huyết sát tông mạnh mẽ như vậy đối thủ phía dưới Sở Kiếm Thu tại mới trạch bên trong bí cảnh có thể dẫn theo Huyền Kiếm Tông đệ tử hoàn toàn thắng lợi mà đồng dạng là đối mặt ám ảnh lâu sát thủ, Sở Kiếm Thu lại có thể lẫn vào trong đó. Như cá gặp nước, nhưng mình lại thu nhận chính là ám ảnh lâu vô cùng vô tận truy sát, mặc kệ là ai, nếu là nắm giữ Sở Kiếm Thu đối thủ như vậy, chỉ sợ cũng là một kiện cực kỳ đau đầu sự tình. Lạc Chỉ Vân lúc này không khỏi âm thầm may mắn còn tốt. Sở Kiếm Thu cũng không phải địch nhân của mình, mà là chính mình tiểu sư đệ. Chương 193 Động phủ hư ảnh lạc chỉ vân nguyên vốn còn lo lắng sở kiếm thu không phải là cái kia mặt xanh võ giả đối thủ nhưng mà đợi đến nhìn thấy chiến đấu kế tiếp lo âu trong lòng lo lắng cũng đã tiêu trừ lấy sở kiếm thu bày ra thực lực dù cho cái kia mặt xanh võ giả không có thụ thương đều không nhất định là sở kiếm thu đối thủ huống chi còn thụ thương thế nghiêm trọng như vậy chiến đấu kịch liệt khiến cho cả cái sơn động đều bắt đầu chấn động Bên ngoài những cái kia trấn thủ thông đạo võ giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Xem ra địch nhân hay là có chút tài năng, lại có thể cùng đà đá chủ đánh nhau tới mức này. Những võ giả này mặc dù cảm nhận được sơn động chỗ sâu truyền tới động tĩnh, nhưng lại cũng không có đi vào, như cũ ở bên ngoài thủ vệ, không có bắt được cái kia mặt xanh võ. Giả chỉ lệnh, bọn hắn cũng không dám tự ý động. Hơn nữa bọn hắn đối với chính mình đà chủ cũng tràn đầy lòng tin, đà chủ tự mình ra tay căn bản là không có thất thủ qua tình huống sơn động chỗ sâu hai người chiến đấu mấy chục cái hiệp sau đó mặt xanh võ giả hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi nếu như hắn tại không có thụ thương phía trước hoàn toàn có thể cùng sở kiếm thu một trận chiến nhưng mà trước đó bị sở kiếm thu đánh lén thụ thương không có bắt được chút nào trị liệu kế tiếp lại là như thế một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu khiến cho thương thế của hắn không ngừng chuyển biến xấu mặt xanh võ giả không còn dám ham chiến tiếp, vận khởi toàn thân chân khí. Một đao trừ ra cuồng bạo vô cùng chân khí hóa thành một đạo dài đến hơn 10 trượng cực lớn đao. Ảnh, hướng sở kiếm thu đánh xuống. Mặt xanh võ giả đây là dự định liều mạng, trừ ra một đao này sau đó. Hắn sẽ tiêu hao thể nội hơn phân nửa chân khí. Rất khó lại có sức tái chiến, chỉ cần một đao này có thể làm bị thương sở kiếm thu ngăn cản sở kiếm thu phút chốc cho hắn giành được chạy trốn thời cơ như vậy đủ rồi hắn lúc này đã không có lại còn có chiến thắng sở kiếm thu ý niệm chỉ cần có thể trốn được tính mệnh đã coi như là vạn hạnh mặt xanh võ giả lúc này trong lòng thầm hận không thôi mình tại ở đây đã sinh đà từ lâu như vậy những cái kia thuộc hạ thế mà không ai đi vào nhìn một chút đám kia ngu xuẩn đợi đến chính mình ra ngoài, nhất định phải hảo hảo mà thu thập bọn họ một phen không thể. Sở kiếm thu nhìn thấy đạo kia cực lớn đao ảnh tích tới. Lập tức không dám khinh thường, một cái hóa hải cảnh tam trọng võ giả một kích toàn lực. Uy lực không thể khinh thường. Sở kiếm thu vận khởi thanh lưu chiếu không kiếm quyết tầng thứ ba, một kiếm vung ra. Lăng lệ vô cùng kiếm khí hiển hóa ra một đạo thanh giang sông lớn. Hướng đạo kia cực lớn đao ảnh bay tới. Âm vang một tiếng thật lớn, đao ảnh cùng kiếm khí chạm vào nhau. Bộc phát ra cuồng bạo vô cùng nổ tung. Cái kia mặt xanh võ giả bị chấn động đến mức hướng phía sau bay thẳng ra ngoài. Đâm vào trên vách núi đá, cả người đều khảm đi vào, máu tươi từ trong miệng tuôn trào ra. Sở Kiếm Thu cũng bị đạo kia cực lớn đao ảnh dư kình bổ đến máu me khắp người. Chật vật không chịu nổi, đang lúc Sở Kiếm Thu muốn đi ra phía trước, chấm dứt cái kia mặt xanh võ giả tính mệnh lúc. Bỗng nhiên trong động phủ một đạo cực lớn tia sáng sáng lên. Theo đạo này vô cùng mãnh liệt tia sáng sáng lên. Một cái to lớn vô cùng động phủ hư ảnh ở trên ngọn núi khoảng không chậm rãi hiển lộ ra cái này. Một cái động phủ hư ảnh cao ngất tận trời, tản ra vô tận uy áp. Từng vòng gợn sóng năng lượng từ động phủ hư ảnh bên trong nhộn nhạo lên. Phương viên mấy ngàn dặm bạch vân tại động phủ hư ảnh dưới sự uy áp bị bao phủ không còn một mống cái này một cái động phủ hư ảnh xuất hiện lập tức kinh động đến trong phương viên vạn dặm vô số cường giả theo động phủ hư ảnh động tĩnh mở rộng dù cho liền bên ngoài mấy vạn dặm cường giả đều cảm ứng được cái này một cái động phủ tôn tại trong một chớp mắt đại càn vương triều bên trong vô số tông môn cường giả nhao nhao hướng tới khánh sơn quận bên này chạy ngay cả huyết sát tông cũng đình chỉ điên cuồng động tác bị cái này động phủ hư ảnh hấp dẫn tới sau khi cái này động phủ hư ảnh xuất hiện ám ảnh lâu những sát thủ kia lại nhau nhau rụt trở về cái này động phủ hư ảnh gây ra động tĩnh to lớn như thế ắt sẽ có vô số cường giả chạy về đằng này tới nếu là bọn họ còn không thu liễm trở về một khi bị những cường giả kia phát hiện gây nên lòng nghi ngờ bọn hắn ắt sẽ trở thành mục tiêu công kích nếu như vì vậy mà hỏng kế hoạch như vậy bọn hắn sẽ đối mặt với hậu quả khó có thể tưởng tượng cho nên mặc dù cái này động phủ hư ảnh có khả năng mang ý nghĩa to lớn vô cùng cơ duyên nhưng ám ảnh lâu những sát thủ kia vừa nghĩ tới kế hoạch thất bại kết quả cũng chỉ nhịn cái này một cái hấp dẫn cực lớn tạm thời ngủ đông ít nhất phải chờ đến cái này danh tiếng trôi qua về sau bọn hắn mới có thể tiếp tục hành động sở kiếm thu nhìn xem hướng trên đỉnh đầu cái kia to lớn vô cùng động phủ hư ảnh rung động trong lòng đến cực điểm động phủ hư ảnh xuyên thẳng vân tiêu hùng vĩ mà mờ mịt tựa như trên trời tiên cung đồng dạng sở kiếm thu mặc dù thân ở trong sơn động nhưng mà ngọn núi lại không chút nào có thể ngăn cản hắn ánh mắt cái này động phủ hư ảnh trong mắt hắn triển hiện nhất thanh nhị sở sở kiếm thu nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn cùng với mặt xanh võ giả một trận chiến thế mà lại dẫn xuất như thế một cái quái vật khổng lồ đi ra càng thêm nghĩ không ra tại cái này bình thường không có gì lạ trong sơn động thế mà lại cất giấu như thế một cái bí cảnh lối vào cái này động phủ hư ảnh mặc dù coi như giống như là tại sơn phong bầu trời nhưng mà sở kiếm thu lại là biết rõ đây chẳng qua là cái này động phủ ở cái thế giới này hình chiếu, cái này động phủ chân chính vị trí lại cũng không ở phía này trong không gian. Kết hợp mình tại huyền kiếm tông tàng kinh các đọc những điển tịch kia. Sở kiếm thu lập tức hiểu rồi cái động phủ hư ảnh này là cái gì, đây là trong truyền thuyết. Truyền thừa động thiên, truyền thừa động thiên, chính là thực lực cường đại vô cùng cường giả tuyệt thế chế tạo truyền. Thừa chi địa thông qua vô cùng cường đại thực lực. Lấy khó có thể tưởng tượng thủ đoạn chế tạo đi ra ngoài một chỗ không gian độc lập tại loại này truyền thừa chi địa bên trong chẳng những cất giấu cái này cường giả tuyệt thế suốt đời sở học hơn nữa bên trong còn có thể cất giấu cái này cường giả tuyệt thế bình sinh cất giữ bảo vật tỉ như đan dược pháp bảo linh phù bất kỳ một cái nào có thể chế tạo ra truyền thừa động thiên cường giả cũng là vượt qua phía trên thiên cương cảnh tồn tại đó là một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới bực này cường giả để lại ở dưới bất luận một Món đồ gì đều đủ để kinh thế hãi tục. Cho nên, bất luận cái gì một chỗ truyền thừa động thiên, cũng là một tòa khó có thể tưởng tượng bảo tàng, chỉ cần có thể tiến vào bên trong. Chính là một hồi thiên đại tạo hóa. Nếu như có thể thu được động thiên bên trong truyền thừa, chỉ cần không chết, cũng rất có thể tu luyện tới cái này cường giả cảnh giới. Trở thành một phương cự phách tại toàn bộ đại càn trong vương triều. Cũng không có thiên cương cảnh tồn tại siêu việt phía trên thiên cương cảnh tồn tại lưu lại truyền thừa động thiên ý vị như thế nào đây quả thực là không cần nói cũng biết sở kiếm thu nghĩ không ra tại loại này địa phương nhỏ thế mà lại có truyền thừa động thiên tồn tại đây đối với toàn bộ đại càn vương triều các phương thế lực tới nói chính là một cái to lớn vô cùng phong ba sở kiếm thu có thể chắc chắn kế tiếp toàn bộ đại càn vương triều tất cả thế lực đều biết quay chung quanh truyền thừa này động thiên làm ra kịch liệt đấu tranh. Đang tại sở kiếm thu rung động không thôi lúc, một vệt kim quang bỗng nhiên từ động phủ hư ảnh bên trên phóng xuống tới. Chiếu vào sở kiếm thu cùng lạc chỉ mây trên thân, đem sở kiếm thu cùng lạc chỉ mây cuốn vào. Cái kia trọng thương ngã gục mặt xanh võ giả cùng những cái kia ở trong đường hầm thủ vệ ám ảnh. Lâu sát thủ cũng nhao nhao bị động phủ hư ảnh kim quang tiếp dẫn đi vào chương 194 các phương tề tụ. Động phủ hư ảnh là tại cảnh nội Khánh Sơn quận xuất hiện. Mà Khánh Sơn quận lại là huyền kiếm tông hạt cảnh tại huyết sát tông võ giả rút đi sau. Mấy đạo lưu quang từ huyền kiếm tông bên cạnh lao nhanh hướng bên này bắn qua. Động phủ hư ảnh xuất hiện chỗ cách huyền kiếm tông bất quá năm, sáu ngàn dặm khoảng cách. Lấy huyền kiếm thất phong các đại phong chủ thực lực. Điểm ấy khoảng cách cũng bất quá là mấy giờ sự tình ngoại trừ tả khâu văn muốn chấn thủ tông môn huyền kiếm tông còn lại lục đại phong chủ toàn bộ đều đến đông đủ sau khi phát hiện động tĩnh bên này huyết sát tông những cái kia xâm phạm cường địch cũng đã nhau nhau rút lui nghĩ là cũng là trở về tập trung nhân thủ chuẩn bị đến cướp đoạt phần này cơ duyên to lớn tại trước mặt phần này cơ duyên to lớn còn lại những cái kia tranh đấu cũng đã là chuyện nhỏ huyền kiếm tông mọi người đi tới động phủ hư ảnh trước mặt nhìn xem cái kia nguy nga mà uy nghiêm động phủ hư ảnh. Trong lòng mọi người đều là cực kỳ chấn động. Có thể chế tạo ra bực này cảnh tượng nguy nga nhân vật đến tột cùng là cỡ nào cường giả lợi. Hại cảnh giới của hắn sự cao thâm, đám người quả thực là khó có thể tưởng tượng. Chúng ta đi vào trước đi, bằng không? Đợi một chút chỉ sợ sẽ có không ít cao thủ tới cướp đoạt phần cơ duyên này. Đường Ngọc Sơn nhìn xem cái kia nguy nga nguy nga động phủ hư ảnh ánh mắt bên trong nhịn không được một hồi lửa nóng. Đối mặt bực này cơ duyên to lớn, cho dù hắn cái này nguyên đan cảnh cường giả. Vẫn như cụ nhẫn nhịn không được dạng này dụ hoặc. Ly Nguyên Thanh cũng là gật đầu nói, đi vào trước lại nói. Chúng ta có thể vượt lên trước một bước. Tất phải có thể so với những người khác nhận được càng nhiều cơ duyên bảo vật. Truyền thừa này động thiên mặc dù là xuất hiện tại huyền kiếm tông hạt cảnh nội nhưng mà những tông môn thế lực khác chắc chắn sẽ không buông tha cái này cơ duyên to lớn để cho huyền kiếm tông ăn một mình đối mặt đông đảo cường giả huyền kiếm tông cũng tất phải không có khả năng ngăn cản bằng không chỉ có thể làm tức giận những môn phái kia cường giả chỉ sợ những môn phái kia cường giả sẽ đầu tiên liên hợp lại đem huyền kiếm tông tiêu diệt lại nói đường ngọc sơn cùng ly nguyên thanh ý kiến lập tức nhận được đám người nhất trí ủng hộ hiện tại bọn hắn so những tông môn khác cường giả sớm hơn một bước đến tất phải có thể có được càng nhiều bảo vật đợi đến những tông môn khác cường giả cũng đến sau đó đối mặt những bảo vật kia lúc chỉ sợ cũng không thể thiếu một phen tranh đoạt đến lúc đó muốn thu hoạch những bảo vật kia cũng không phải là dễ dàng như vậy cho nên tiến vào trong truyền thừa này động thiên là càng sớm càng tốt đám người cùng nhau hướng cái kia động phủ hư ảnh lao đi nhưng khi đám người tiếp xúc đến cái kia động phủ hư ảnh tầng ngoài gợn sóng năng lượng lúc, động phủ hư ảnh chợt bộc phát ra một hồi mãnh liệt kim quang, đem đám người toàn bộ đều bắn ra ngoài. Đám người thẳng bị đẩy lùi trong vòng hơn 10 dặm mới ngừng lại được, Ly Nguyên Thanh nhìn xem. Cái kia động phủ hư ảnh, sắc mặt khó coi nói, đây là có chuyện gì? Thôi Nhã Vân trầm ngâm một hồi, nói, loại này truyền thừa động thiên đoán chừng đối với tiến vào bên trong võ giả tu vi và niên linh đều. Sẽ có hạn chế nhất định dù sao loại này truyền thừa động thiên cũng là những cái kia cường giả. Tuyệt thế dùng để sàng lọc truyền thừa giả cảnh giới quá cao cùng với niên linh quá lớn. Có chút phương diện đã định hình tại phương diện tính dẻo dù sao kém một chút. Truyền thừa động thiên thì sẽ không cho phép những người này tiến vào bên trong tranh đoạt bảo. Vật, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? ly nguyên thanh nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi vô cùng nhìn xem cái kia cao vút trong mây tiêu động phủ hư ảnh trong lòng tràn đầy không cam lòng đối mặt như thế một cái thiên đại cơ duyên lại là khó thể thực hiện ly nguyên thanh chỉ cảm thấy trong lòng một hồi nén giận bây giờ chỉ có mau chóng để cho trong tông môn đệ tử chạy tới hy vọng có thể tại cái khác môn phái cường giả chạy tới phía trước đem bọn hắn đưa vào đi chỉ cần cơ duyên này là để chúng ta huyền kiếm tông đệ tử thu được đối với chúng ta huyền kiếm tông tới nói cũng không khác biệt quá lớn thôi nhã vân cũng không có bởi vì chuyện này mà biểu hiện ra quá mức thất vọng to lớn như vậy cơ duyên truyền thừa dưới cái nhìn của nàng để cho những đệ tử trẻ tuổi kia thu được kỳ thực so để cho bọn hắn những thứ này nguyên đan cảnh cường giả thu được đối với tông môn lâu dài tới nói càng có lợi hơn dù sao bọn hắn những phong chủ này liền xem như nhỏ nhất tần diệu yên cũng đã sáu bảy chục tuổi tả khâu văn cùng ly nguyên thanh càng là gần tới hai trăm tuổi mặc dù lấy cảnh giới của bọn hắn tới nói tuổi tác như vậy cũng không tính lớn nhưng mà đối với những đệ tử trẻ tuổi kia tới nói dù sao tiềm lực đã có chỗ không bằng trước mắt cũng chỉ có thể là dạng này đường ngọc sơn mặc dù cũng có trong nháy mắt như vậy thất vọng thế nhưng là cũng không có quá mức để ý ta trở về đem những đệ tử kia hộ tống tới phòng ngừa một ít không biết xấu hổ lão bất tử trên nửa đường đối với chúng ta huyền kiếm tông đệ tử hạ độc thủ trưởng tôn nguyên nói vô ích lấy hóa thành một vệt sáng bỏ chạy tại trưởng tôn nguyên bạch ly không đi lâu lại có mấy đạo lưu quang từ phương xa lao nhanh lướt đi tới cái này mấy đạo lưu quang tại huyền kiếm tông chúng phong chủ cách đó không xa ngừng lại người cầm đầu là một cái gầy gò thanh bào lão giả. Sơn Trang Phong lôi các vị đại giá quang lâm ta huyền kiếm tông cảnh nội. Không biết có gì muốn làm, dù cho biết rõ Sơn Trang Phong lôi những cao thủ này là hướng về. Phía truyền thừa động thiên mà đến. Huyền kiếm tông đám người vẫn như cũ biết rõ còn cố hỏi mà nghênh đón tiếp lấy. Huyền kiếm tông cảnh nội xuất hiện to lớn như vậy động tĩnh. Chúng ta Sơn Trang Phong Lôi xem như hàng xóm cũ, tự nhiên muốn tới dò xét một hai. Dù sao chúng ta Sơn Trang Phong Lôi cùng Huyền Kiếm Tông tiếp giáp mấy ngàn năm, nếu là Huyền Kiếm Tông có khó khăn gì cần chúng ta Sơn Trang Phong Lôi trợ giúp, chúng ta định sẽ không chối từ." Cái kia Thanh Bào lão giả cười nói. Tại hai bên nói chuyện thời điểm, chân trời lại có mấy đạo nhân ảnh lướt đến. Những người này mặc trên người theo lên dị thú trang phục lại là ngự thú tông cường giả. Phạm Tông Chủ cũng đến đây, chắc hẳn Phạm Tông Chủ ý nghĩ cùng Lão Phu ý nghĩ cũng giống như. Vậy, cũng là suy nghĩ tới xem một chút huyền kiếm tông có gì cần hỗ trợ chỗ. Thanh bào lão giả nhìn xem vừa tới tới ngự thú tông tông chủ Phạm Nguyên Chính nói. Phạm Nguyên Chính nghe vậy sững sờ, nhưng thấy đến hai bên tràng cảnh rất nhanh liền phản ứng lại ở đây dù sao cũng là huyền kiếm tông cái bệ chính mình những người này tự dưng tiến vào dù sao cũng phải có một cái đã nói qua mượn cớ bằng không cái này không khác nào trực tiếp khiêu khích mặc dù sơn trang phong lôi cho ra lấy cớ này có chút nát vụn nhưng mà dù sao cũng là có còn hơn không hơn nữa sơn trang phong lôi đại trưởng lão đây là hướng mình ám chỉ liên minh ý tứ phạm nguyên chính lão hồ ly này lập tức ngửi huyền ca biết nhã ý lập tức nói chính là to lớn như vậy động tĩnh chúng ta cũng là phạm huyền kiếm tông ứng phó không được cùng là đại càn vương triều chính đạo tông phái tự nhiên là phải thực hiện giúp đỡ tại hắn nói chuyện đồng thời chân trời lại có mấy đạo huyết sắc tia sáng hướng bên này lao nhanh lướt đến huyết sát tông những cái kia tà đạo yêu nhân cũng đến đây nhìn thấy cái kia mấy đạo huyết sắc quang mang, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Huyền kiếm tông đám người cũng không lo được lại đi ngăn cản sơn trang phong lôi cùng ngự thú. Tông, huyết sát tông xem như đại càn vương triều cảnh nội cường đại nhất tông môn. Chỉ bằng vào huyền kiếm tông, không cách nào tự mình ứng đối huyết sát tông uy hát yêu ta. Nếu như muốn kế tiếp có thể thuận lợi dò xét truyền thừa này động thiên nhất định phải cùng những tông môn khác liên hợp lại, cùng ứng đối huyết sát tông Uy Hát Iota. Chương 195 lựa chọn. Cái kia mấy đạo xuất hiện huyết sắc quang mang không có chút nào dừng lại ý tứ. Trực tiếp hướng cái kia động phủ hư ảnh đụng tới, Sơn Trang Phong lôi cùng ngự thú tông đám. Người nhìn thấy một màn này, sắc mặt cùng tất cả trầm xuống. Bọn hắn cùng huyền kiếm tông ở giữa mặc dù cũng sẽ minh tranh ám đấu nhưng lại cũng không phải là sinh tử đối lập đại địch. Nhưng là cùng huyết sát tông loại này tà đạo tông phái, lại là thiên nhiên đối lập. Huyết sát tông vốn là đại càn vương triều cảnh nội ngũ đại tông phái một người cường đại nhất. Nếu để cho bọn hắn nhận được truyền thừa trong động thiên võ học truyền thừa, đối bọn hắn uy hát yêu ta sẽ càng lớn. Đến lúc đó e là cho dù còn lại tứ đại tông phái liên hợp lại đều không phải là huyết sát tông đối thủ, bọn hắn lại há có thể để cho huyết sát tông được như ý. Bất quá khi Thanh Bào lão giả và Phạm Nguyên Chính bọn người đang chuẩn bị ra tay chặn lại lúc, lại phát hiện Huyền Kiếm tông bọn người đứng ở một bên. Không có chút nào ý xuất thủ, Thanh Bào lão giả và Phạm Nguyên Chính nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy ngừng tay tới. Muốn nói tứ đại trong tông môn, cùng huyết sát tông ân oán sâu nhất, không phải huyền kiếm tông không ai có thể hơn trong bọn họ không muốn nhất huyết sát tông nhận được truyền thừa động thiên bên trong cơ duyên cũng chắc chắn đứng đầu không ngoài huyền kiếm tông bây giờ huyền kiếm tông đám người trơ mắt nhìn xem huyết sát tông những trưởng lão kia sắp tiến vào truyền thừa động thiên lại nửa điểm phản ứng cũng không có ở trong đó tất có kỳ quặc quả nhiên khi cái kia mấy đạo huyết sắc quang mang tiếp xúc đến động phủ hư ảnh gợn sóng năng lượng động phủ hư ảnh chợt bộc phát ra một đạo cực lớn tia sáng. Đem cái kia mấy đạo huyết sắc quang mang bắn ra ngoài. Bởi vì huyết sát tông cái này vài tên trưởng lão đụng nhau tốc độ quá nhanh. Lực đạo so huyền kiếm tông đám người muốn đi vào truyền thừa động thiên lúc lớn. Cho nên chịu đến động phủ hư ảnh bắn ngược cũng càng thêm mãnh liệt. Cái này mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm thẳng bị đẩy lùi hơn 10 dặm Mới ngừng lại, một lớp này mãnh liệt bắn ngược dù cho cái kia vài tên huyết sát tông trưởng lão là nguyên đan cảnh cảnh giới tu vi. Nhưng cũng như cũ tại cái kia bắn ngược lực đạo phía dưới thụ thương không nhẹ. Nhìn thấy một màn này, Sơn Trang Phong lôi cùng ngự thú tông người đều là giật mình phỉ. Tiểu, đây là cái tình huống gì? Cái kia thanh bào lão giả giật mình hỏi. Nhìn thấy huyền kiếm tông đám người cái kia bình tĩnh bộ dáng. Rõ ràng đối với một màn này sớm đã có đoán trước, không xuất thủ ngăn cản rõ ràng chính là muốn để huyết sát tông những trưởng lão kia ăn một thiệt thòi lớn. Truyền thừa này động thiên cự tuyệt nguyên đan cảnh trở lên võ giả tiến vào. Đường Ngọc Sơn cười nói, đám người nghe vậy lập tức sững sờ, tiếp đó lại là một hồi thất vọng. Nói như vậy, bọn hắn vội vàng mà chạy đến, làm việc uổng công một hồi. Người nhanh đi về, để cho những cái kia hóa hải cảnh danh con nhanh chóng chạy đến. Thanh Bào lão giả nghe xong Đường Ngọc Sơn lời nói sau, không do dự quá lâu. Liền lập tức đối với bên người một cái trưởng lão nói, "Là đại trưởng lão." Tên kia Sơn Trang Phong Lôi trưởng lão lên tiếng, thân hình lóe lên. Liền hướng chân trời bỏ chạy, cái này Thanh Bào lão giả là Sơn Trang Phong Lôi đại trưởng lão. Địa vị và tu vi gần với Sơn Trang Phong Lôi trang chủ. Cho dù là đối mặt to lớn như vậy cơ duyên, Sơn Trang Phong lôi trang chủ cũng cùng huyền kiếm tông tông chủ một dạng. Không có dễ dàng rời đi tông môn, nếu là cường giả ra hết tông môn phòng thủ hư không? Bị địch nhân ngồi, đây là rất nguy hiểm một việc. Ngự thú tông dù cho tông chủ phạm nguyên chính tự mình tới. Tông nội vẫn như cũ có cường đại nguyên đan cảnh tồn tại chấn thủ lấy, phạm nguyên chính nhìn. Thấy thanh bào lão giả phen này xem như, lập tức cũng phản ứng lại lệnh bên người một cái trưởng lão trở về dẫn dắt tông môn đệ tử tới cho dù bọn họ những thứ này nguyên đan cảnh cường giả không cách nào tiến vào trong truyền thừa động thiên nhưng mà nếu như là bọn hắn môn hạ đệ tử nhận được bên trong truyền thừa đối với tông môn tác dụng cũng to lớn giống vậy huyết sát tông cái kia mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bị đẩy lùi sau khi ra ngoài cũng không có cứ thế mà đi đang thương nghị một hồi sau đó ngược lại hướng bên này bay tới nhìn thấy cái kia mấy đạo thân ảnh màu đỏ ngòm tới thôi nhã vân ông một tiếng rút ra trường kiếm những người khác thấy thế cũng nhao nhao làm tốt chuẩn bị chiến đấu cái kia cầm đầu một cái sắc mặt lạnh lùng huyết bào võ giả đưa tay hướng về phía trước đè ép nói chậm đã chúng ta cũng không có gì không phải a à tìm các ngươi đánh nhau thân thiệu minh bớt nói nhiều lời Chúng ta Huyền Kiếm Tông cùng các ngươi Huyết Sát Tông không có gì để nói thôi." Nhã Vân lạnh lùng thốt. Nghĩ đến các ngươi cũng đã tinh tường. Trước mắt truyền thừa này động thiên chúng ta nguyên đan cảnh võ giả đều không tiến vào được. Chỉ có để chúng ta các tông môn đệ tử tiến vào, cái này một cái tiến vào danh sách. Nhất thiết phải có chúng ta Huyết Sát Tông một phần." Thân Thiệu Minh không để ý đến khiêu khích thôi Nhã Vân, lạnh lùng thốt. Dựa vào cái gì? Thôi Nhã Vân cười lạnh một tiếng nói. Các người nếu như liên hợp lại, chúng ta huyết sát tông đích xác không phải là đối thủ. Nhưng mà nếu như bằng vào chúng ta cử tông chi lực. Muốn ngăn cản đệ tử của các ngươi tiến vào truyền thừa động thiên bên trong. Ta nghĩ điểm này chúng ta huyết sát tông vẫn có năng lực làm được. Thân thiệu minh mặt không thay đổi đạo. Ngươi, nghe được thân thiệu minh lời nói, đám người trong nháy mắt giận dữ nhưng mà nhưng lại biết thân thiệu minh lời nói là sự thật nếu như huyết sát tông quyết tâm phải quấy nhiễu các tông phái đệ tử tiến vào truyền thừa động thiên đám người còn thật sự không có cách nào huyết sát tông tuy mạnh nhưng mà nếu như còn lại tứ đại tông môn liên thủ huyết sát tông cũng không phải đối thủ nhưng mà các đại tông môn dưới sự liên thủ muốn diệt trừ huyết sát tông nhưng cũng là là một kiện chuyện không có thể huyết sát tông cường giả như mây nhất là tại là nguyên đan cảnh cường giả về số lượng đều xa không phải còn lại tứ tông mặc cho nhất tông môn có thể so sánh với đạt đến nguyên đan cảnh tu vi đánh bại dễ dàng nhưng mà muốn chém giết lại là cực đoan khó khăn mỗi một cái đạt đến nguyên đan cảnh cường giả đều có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh trừ phi là cảnh giới tu vi cao hơn quá nhiều bằng không Muốn chém giết một cái nguyên đan cảnh cường giả, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây cũng chính là Huyết Sát Tông cùng còn lại tứ đại tông môn dây dưa mấy trăm năm. Người này cũng không thể làm gì được người kia nguyên nhân, đương nhiên. Huyết Sát Tông sở dĩ một nhà độc quyền, cái này cũng cùng còn lại tứ đại tông môn không đồng lòng nguyên nhân có liên quan. Cái này tứ đại tông môn mặt ngoài mặc dù liên hợp, nhưng mà vụng trộm lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lẫn nhau càn tay. Bằng không, nếu là tứ đại tông môn ở giữa đồng tâm hiệp lực, dù cho không tiêu diệt được Huyết Sát Tông, nhưng cũng tuyệt không đến nỗi để cho Huyết Sát Tông phát triển cho tới hôm nay mạnh mẽ như vậy. Tình cảnh, làm sao bây giờ? Sơn Trang Phong lôi đại trưởng lão cùng Phạm Nguyên Chính cùng với Huyền, Kiếm Tông đám người hai mặt nhìn nhau huyết sát tông đây là ôm bọn hắn không chiếm được truyền thừa này động thiên bọn hắn những tông môn này cũng đừng hòng lấy được thái độ nếu như muốn thu được trong đó cơ duyên thì nhất thiết phải cũng cho phép huyết sát tông đệ tử tiến vào hiện tại các ngươi chỉ có hai cái này lựa chọn hoặc là ai cũng đừng nghĩ nhận được truyền thừa này động thiên cơ duyên hoặc là cho phép chúng ta huyết sát tông đệ tử cũng tiến vào bên trong đến nỗi cuối cùng là người đó được đến phần kia truyền thừa chỉ có mỗi người dựa vào thủ đoạn của bọn hắn cùng cơ duyên thân thiệu minh quét đám người một mắt lạnh nhạt nói đám người nghe vậy trầm mặc một hồi sau đó trong âm thầm thương lượng một phen nếu để cho huyết sát tông đệ tử tiến vào truyền thừa động thiên cái này phong hiểm thật sự là quá lớn bởi vì một khi huyết sát tông đệ tử nhận được bên trong truyền thừa huyết sát tông sẽ thực lực tăng vọt nhưng mà nếu như không để huyết sát tông đệ tử tiến vào, tại huyết sát tông quấy nhiễu phía dưới, như vậy các tông phái đệ tử cũng sẽ mất đi phần cơ duyên này. Chương 196 thỏa hiệp. Đám người thương nghị một hồi sau đó, cuối cùng vẫn không nỡ phần cơ duyên này. Cùng huyết sát tông đã đạt thành thỏa hiệp, thế là các tông phái đều là điều động người trở về, đem trong tông môn đệ tử nhận lấy. Tại mọi người thương nghị hoàn tất không lâu về sau, đại càn vương triều ngũ đại tông phái cái cuối cùng tông phái ngân phường các cùng với đại càn vương triều hoàng thất cường giả cũng chạy tới kỳ thực nếu là dựa theo thực lực tới xếp hạng đại càn vương triều bên trong thế lực lớn nhất cũng không phải huyết sát tông mà là đại càn vương triều hoàng thất chỉ có điều đại càn hoàng thất vẫn luôn không để ý tới các tông phái ở giữa tranh chấp tùy ý các tông phái ở giữa tranh đấu không ngừng đối với huyết sát tông đại càn hoàng thất thái độ cũng là mập mờ mơ hồ mặt ngoài là đang chèn ép nhưng kỳ thật chỉ là làm giống nhau chưa từng có tính thực chất hành động đại càn hoàng thất có ý định lợi dụng huyết sát tông đến đúng khát tứ đại tông môn tạo thành kiềm chế cản tay để tránh những tông môn khác phát triển quá mức mở rộng đối với đại càn hoàng thất tạo thành uy hát iota đồng dạng đại càn hoàng thất cũng lợi dụng khát tứ đại tông môn đối với huyết sát tông tạo thành áp chế, tứ đại tông môn liên hợp đối phó huyết sát tông. Ở trong đó cố nhiên là bởi vì huyết sát tông làm việc quá mức tàn nhẫn huyết tinh. Động một tí đồ thành diệt tộc liên lụy vô tội, hoàn toàn là một bộ tà ma ngoại đạo tác phong. Nhưng ở trong đó làm sao không có đại càn hoàng thất từ trong liên hợp? Đại Càn Vương triều năm đại tông môn thực lực xếp hạng. Huyết sát tông là không nghi ngờ chút nào đứng hàng thứ nhất sơn trang phong lôi cùng huyền kiếm tông theo sát phía sau hai cái này tông môn ở giữa thực lực cũng không có quá lớn tranh lệch thứ yếu nhưng là ngự thú tông ngân phường các là năm đại tông môn bên trong yếu nhất một cái ngân phường các bên này cũng là ngân phường các các chủ hầu tín hồng dẫn đội đích thân tới mà đại càn hoàng thất nhưng là hiện nay đại càn hoàng đế hoàng thúc hạ kiến trương mang theo một đám cường giả tới hai phe này thế lực tới sau đó hiểu được tình huống hiện trường sau đó cũng là lập tức để cho người ta trở về dẫn dắt trẻ tuổi đệ tử đời một đến đây nửa ngày đi qua trường tôn nguyên bạch hộ tống một chiếc cực lớn vân chu hướng bên này cấp tốc lái tới vân chu phía trên là hai ba trăm tên hóa hải cảnh võ giả huyền kiếm tông cơ hồ vượt qua một nửa hóa hải cảnh đệ tử cũng đã ở phía trên mặc dù đối mặt loại này trọng đại cơ duyên nhân số càng nhiều nhận được truyền thừa cơ hội càng lớn. Nhưng mà huyền kiếm tông cũng không khả năng để cho trong tông môn hóa hải cảnh đệ tử dốc toàn. Bộ lực lượng, bởi vì truyền thừa động thiên bên trong mặc dù bảo tàng cơ duyên vô số. Nhưng mà trong đó cũng ẩn chứa vô tận hung hiểm. Ai cũng không biết bên trong khảo nghiệm là cái gì. Nếu là bên trong khảo nghiệm quy tắc quá mức tàn khốc. Không có thông qua khảo nghiệm người tất cả đều bị truyền thừa động thiên xử tử nếu là phát sinh loại tình huống này tông môn đệ tử tinh anh toàn bộ điều động tổn thất kia nhưng lớn lắm bất kỳ một cái nào tông môn đều không thể tiếp nhận đà kích như vậy cho nên trưởng tôn nguyên trắng cũng chỉ là dẫn dắt trong tông môn một nửa hóa hải cảnh đệ tử tới tại cái kia to lớn vân chu phía trên tả khưu thương chúc nhìn thấy thôi nhã vân lập tức từ vân chu phía trên bay ra cướp đến thôi nhã vân bên người vui vẻ kêu một tiếng sư phụ đi qua đoạn thời gian này khắc khổ tu luyện nàng đã chọc thủng phong ấn cấm chế khôi phục nguyên bản cảnh giới tu vi thôi nhã vân nhìn một chút phía sau của nàng phát hiện không thấy lạc chỉ vân cùng sở kiếm thu không khỏi hỏi sư tỷ của ngươi cùng sư đệ đâu như thế nào không có thấy bọn hắn tả khưu thương chúc nghe vậy không khỏi khẽ giật mình nói sư đệ kể từ trở về hắn ra hương sau đó vẫn không có trở về tông môn, nơi này cách Thiên Thủy Thành không xa. Ta còn tưởng rằng sư phụ để cho hắn trực tiếp tới đâu. Đến nỗi sư tỷ ta trong khoảng thời gian này cũng vẫn không có nhìn thấy nàng. Không biết nàng chạy đi đâu, thôi Nhã Vân nghe vậy, trong lòng không khỏi cả kinh. Người khác không biết Sở Kiếm Thu đi làm cái gì, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Sở Kiếm Thu trước đây đưa tin cho nàng, nàng liền để sở kiếm thu lập tức trở về huyền kiếm tông không muốn đi nhúng tay ám ảnh lâu sự tình bởi vì loại chuyện này thật là quá mức nguy hiểm ám ảnh lâu là một cái dạng gì tổ chức thôi nhã vân trong lòng rất rõ ràng đây là một cái so với huyết sát tông đều còn đáng sợ hơn vô số lần quái vật khổng lồ sở kiếm thu một khi cuốn vào đến chuyện của bọn hắn ở trong sơ ý một chút chỉ sợ sẽ là một cái tan xương nát thịt hạ tràng mặc dù sở kiếm thu trong miêu tả ám ảnh lâu hành động có thể là đang nhắm vào huyền kiếm tông nhưng cho dù như thế lại chuyện này cũng nhất thiết phải từ bọn hắn những thứ này huyền kiếm tông cao tầng tới xử lý thôi nhã vân không muốn sở kiếm thu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn vì phòng ngừa sở kiếm thu ngoài ý muốn nổi lên nàng trước đây còn an bài lạc chỉ vân đi qua tiếp ứng dựa theo lúc đó sở kiếm thu miêu tả Hắn phát hiện ám ảnh lâu sát thủ bên trong cảnh giới cao nhất bất quá là hóa hải cảnh tam. Trọng, có Lạc Chỉ Vân đi qua tiếp ứng. Theo lý thuyết sẽ không xuất hiện cái gì quá lớn ngoài ý muốn mới đúng. Lúc này nghe được Tả Khưu Thương Trúc nói sở kiếm thu thế mà vẫn luôn không có trở về huyền. Kiếm tông không chỉ như thế, ngay cả Lạc Chỉ Vân thế mà cũng đã mất đi bóng dáng. Thôi nhã Vân lúc này trong lòng không khỏi dâng lên một hồi không ổn không phải là sở kiếm thu cùng lạc chỉ vân xuất hiện ngoài ý muốn gì à thôi nhã vân lập tức lấy già đưa tin ngọc phù cùng sở kiếm thu cùng lạc chỉ vân liên hệ nhưng lại phát hiện đưa tin ngọc phù tin tức truyền đạt không đi ra thôi nhã vân sắc mặt không khỏi khẽ biến đưa tin ngọc phù tin tức truyền đạt không đi ra chỉ có hai loại tình huống một loại là đối phương khoảng cách quá xa đã vượt ra khỏi đưa tin ngọc phù truyền đạt phạm vi, một loại khác là đối phương cũng không tại. Một phe này trong thời không? Loại thứ nhất tình huống khả năng không lớn xuất hiện, bởi vì đưa tin ngọc phù truyền đạt khoảng cách có thể đạt đến khoảng cách hơn 10 vạn dặm. Sở kiếm thu khả năng không lớn sẽ rời đi nơi xa xôi như vậy. Thôi Nhã Vân nhìn một chút trước mắt tòa này cao ngất tận trời động phủ hư ảnh, chẳng lẽ sở kiếm thu cùng lạc chỉ vân tiến nhập truyền thừa này động thiên bên trong? Kết hợp phía trước sở kiếm thu cho mình đưa tin lúc là tại Khánh Sơn quận biên giới một cái tên. Là thanh hà khách sạn chỗ, thanh hà khách sạn cách nơi này bất quá khoảng cách 2. 300 dặm, sở kiếm thu lúc đó lại tại phụ cận đây. Khi truyền thừa này động thiên xuất hiện thời điểm, sở kiếm thu cùng lạc chỉ vân tiến vào bên trong cũng không phải một kiện không có khả năng sự. Tình. Thế nào, sư phụ, chẳng lẽ tiểu sư đệ cùng sư tỷ xảy ra chuyện? Tả Khưu Thương Trúc nhìn thấy thôi Nhã Vân phản ứng, lập tức cũng không khỏi cả kinh nói, "Thôi Nhã Vân lắc đầu nói, đừng nghĩ lung tung. Sư tỷ của ngươi tu vi cao như vậy, như thế nào dễ dàng như vậy xảy ra chuyện? Ngươi tiểu sư đệ thông minh cơ trí, càng là sẽ không xảy ra chuyện." Thôi Nhã Vân mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại sẽ không nói ra đồ từ để cho tả khưu thương trúc lo lắng, vậy bọn hắn đi nơi nào? Tả khưu thương trúc không khỏi hoài nghi nói. Nàng luôn cảm thấy sư phụ có thứ gì sự tình đang gạt chính mình, có thể ở bên trong a à? Thôi nhã vân chỉ chỉ cái kia động phủ hư ảnh nói, người tiểu sư đệ đã từng đưa tin cho ta. Nói hắn ở đây có một số việc muốn làm. Ta nhường ngươi sư tỷ tới đón ứng hắn, đoán chừng hai người bọn họ nhìn thấy truyền thừa này. Động Thiên hiện thế, liền chạy vào bên trong. Tả Khưu Thương chúc nghe vậy, lập tức không khỏi có mấy phần căm tức. Sở Kiếm Thu có việc hay thế mà kêu lên sư tỷ đều không gọi bên trên nàng. Chờ cái này tìm được hắn sau đó, nhất định phải tìm hắn tính sổ sách không thể. Chương 197 truyền thừa Động Thiên. Sở Kiếm Thu ánh mắt hoa lên, cơ thể người đã ở trong một chỗ thế giới xa lạ, bốn phía là một. Mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên, đám cỏ kia bụi có rất nhiều cũng là cao tới mấy trượng rậm rạp cỏ hoang ở phương xa nhưng là một tòa cao ngất tận trời động phủ cái kia động phủ chính là ở bên ngoài nhìn thấy động phủ hư ảnh bộ dáng tại thảo nguyên chỗ sâu so, ẩn ẩn truyền ra một chút chỉ sợ uy áp sở kiếm thu xem chừng là một chút cảnh giới cao thâm đại yêu cái này một mảnh thảo nguyên đoán chừng chỗ ẩn núp hung hiểm không nhỏ sở kiếm thu tìm kiếm khắp nơi một phen cũng không có phát hiện lạc chỉ vân trong lòng không khỏi có mấy phần lo lắng lạc chỉ vân thương thế chưa lành tại loại này hung hiểm trong hoàn cảnh hành tẩu tự thân an nguy sợ rằng sẽ rất có vấn đề sở kiếm thu thử nghiệm lợi dụng đưa tin ngọc phù liên hệ lạc chỉ vân lại phát hiện ở mảnh này trong không gian có một loại lực lượng vô hình áp chế đưa tin ngọc phù tin tức căn bản truyền đạt không đi ra sở kiếm thu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là một bên hướng cái kia to lớn vô cùng động phủ đi đến một bên tìm kiếm lấy lạc chỉ vân truyền thừa này động thiên vật tư phong phú so với tân trạch bí cảnh chỉ có hơn chứ không kém linh khí mức độ đậm đặc so với bên ngoài càng là nồng nặc mười mấy lần sở kiếm thu thân ở trong đó cơ thể mỗi giờ mỗi khắc đều tại đại lượng thôn nạp lấy những cái kia nồng đậm vô cùng linh khí, tốc độ tu luyện so với bên ngoài tới nói nhanh mấy lần, bất quá. Nơi này mức độ nguy hiểm cũng so tân trạch bí cảnh nguy hiểm vô số lần. Tân trạch bí cảnh mặc dù hữu hóa hải cảnh đại yêu, nhưng mà dù sao vẫn là thuộc về số ít. Hơn nữa những cái kia hóa hải cảnh đại yêu cảnh giới nhiều lắm là cũng chỉ là hóa hải cảnh nhất. Nhị trọng nhưng mà ở đây, hóa hải cảnh đại yêu lại là khắp nơi có thể thấy được sở kiếm thu trong lúc hành tẩu cũng cảm thấy cẩn thận từng ly từng tí nếu là kinh động những cái kia đại yêu tất phải chính là một hồi chiến đấu gian khổ tại hành tẩu quá trình bên trong sở kiếm thu cũng phát hiện rất nhiều làm cho người trông mà thèm vô cùng linh dược cùng với một chút chân quý thiên tài địa bảo nhưng mà bởi vì sợ kinh động một bên đại yêu sở kiếm thu cũng không thể không nhẫn nhịn được những thứ hấp dẫn kia lúc xuyên qua một đạo rậm rạp vô cùng bụi cỏ sở kiếm thu chợt phát hiện phía trước có lấy một cỗ nồng đậm vô cùng sóng linh khí sở kiếm thu trong lòng nhất thời hiếu kỳ lấy ra một đạo linh phủ đón gió lắc một cái hóa thành một cái con hạc giấy nhỏ hướng bên kia bay đi thông qua trên bầu trời con hạc giấy nhỏ sở kiếm thu tinh tường nhìn thấy ở phía trước ước chừng hai ba dặm chỗ có một tòa bề rộng chừng mười mấy trượng hồ nước hồ nước phía trên tràn ngập hòa hợp linh khí bởi vì linh khí quá mức nồng đậm đã hóa lỏng làm một tích tích hơi nước nổi bồng bềnh giữa không trung sở kiếm thu nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi chấn động đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền linh dịch trí huyền linh dịch trí chính là thiên địa tạo ra một loại linh dịch ẩn chứa trong đó năng lượng nồng đậm tới cực điểm nếu là võ giả hấp thu huyền linh dịch trong ao linh dịch có thể tăng lên trên diện rộng võ giả tu vi huyền linh dịch trì chẳng những ẩn chứa linh khí nồng đậm vô cùng hơn nữa không có chút nào tạp chất dù cho đại lượng hấp thu đối với võ giả cũng không có chút nào tác dụng phụ huyền linh dịch trì không hề giống linh đan cùng với linh thạch như thế mặc dù ẩn chứa phong phú linh khí nhưng trong đó tạp chất cũng không ít võ giả cũng không thể duy nhất một lần hấp thu quá lượng để tránh thể nội tạp chất tích lũy quá nhiều ngược lại lưu lại di chứng cho nên huyền linh dịch chỉ đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói. Cũng là cực kỳ chân quý bảo vật, sở kiếm thu nhìn thấy cái này huyền linh dịch trí. Cũng không có lập tức tiến lên, mà là thông qua cái kia con hạc giấy nhỏ tiếp tục dò xét hoàn. Cảnh chung quanh, sở kiếm thu biết loại này thiên tài địa bảo phụ cận. Tất nhiên sẽ có đại yêu tại thủ hộ lấy, sau khi dò xét một phen sở kiếm thu thông qua cái kia con hạc giấy nhỏ quả nhiên phát hiện tại một chỗ rậm rạp trong. Bụi cỏ nằm sấp một cái to lớn vô cùng yêu hồ. Nhìn cái kia yêu hồ trên thân tản mát ra khí tức đến xem. Cái này chỉ yêu hồ chỉ ít có hóa hải cảnh tam trọng tu vi, sở kiếm thu không dám hành động thiếu. Suy nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ. Đối phó hóa hải cảnh tam trọng cường giả vẫn là có mấy phần miễn cưỡng. Phía trước có thể đánh bại cái kia mặt xanh võ giả, hoàn toàn là bởi vì lấy xảo nếu như tại ngay từ đầu liền cứng đối cứng sở kiếm thu hoàn toàn không có nắm chắc có thể chiến thắng cái kia mặt xanh võ giả trừ phi sử dụng lớn nhất đòn sát thủ xuyên vân tiễn hiện nay hắn đối với đầu này yêu hồ hiểu rõ không nhiều hơn nữa hắn đang cùng ám ảnh lâu cái kia mặt xanh võ giả đánh một trận xong tự thân hao tổn cực lớn chẳng những bản thân bị trọng thương hơn nữa chân khí cũng tổn hao hơn phân nửa. Dưới loại tình huống này, nếu như đi trêu chọc đầu kia yêu hồ mà nói, quả thực là cùng không khác tìm chết, Sở Kiếm Thu nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng, lấy ra một bộ trận bàn tới. Đây là một bộ mê huyễn chi trận, Sở Kiếm Thu ước chừng hao tốn 20 vạn điểm điểm cống hiến. Mới từ trong Huyền Kiếm Tông chân bảo các góp đủ tài liệu luyện chế. Không chỉ mình như thế, luyện chế bộ này mê huyễn chi trận còn Hao Tốn hắn lại lần nữa trạch bên trong bí cảnh lấy được rất nhiều tài liệu chân quý. Cái này một cái mê huyễn chi trận so với Sở Kiếm Thu tại Tân Trạch bí cảnh dùng để vây khốn. Huyền Long núi đầu kia hóa hải cảnh đại yêu thế nhưng là cao cấp nhiều lắm. Nếu là đầu này yêu hồ rơi vào hắn trong trận, không có một mấy ngày. Mơ tưởng từ hắn trận pháp này bên trong đi ra. Sở Kiếm Thu yên lặng bố trí xong trận pháp sau đó thân hình thoát một cái liền xuất hiện tại đầu kia yêu hồ trước mặt, đầu kia yêu hồ nghe được vang động, mí mắt dơ lên. Mở to mắt, nhìn thấy là một cái chân khí cảnh thất trọng nhân loại võ giả xuất hiện tại trước. Mặt nó, cái kia yêu hồ lườm sở kiếm thu một mắt, liền không tiếp tục để ý. Tiếp tục nhắm mắt ngủ say, sở kiếm thu thấy thế không khỏi sững sờ, đây là có chuyện gì? Cái này yêu hồ phản ứng hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng lẽ không phải là cái này yêu hồ vừa thấy được hắn? Liền lập tức hướng hắn phát động công kích sao, sở kiếm thu không khỏi gãi đầu một cái. Chẳng lẽ là cái này yêu hồ thấy hắn cảnh giới quá yếu, căn bản là không thèm để ý hắn. Cái này coi như có chút lúng túng, nếu như đầu này yêu hồ hoàn toàn không để ý tới hắn. Vậy hắn kế hoạch kế tiếp liền có chút khó khăn thi triển, nếu như không vây khốn đầu này yêu hồ, mà nói, hắn liền không có biện pháp thu hoạch cái này huyền linh dịch trí. Sở kiếm thu nhưng không có lớn mật đến trong tình huống không có vây khốn đầu này yêu hồ. Chờ mắt tại một đầu hóa hải cảnh tam trọng đại yêu mí mắt nội tình xuống lấy đầu này đại yêu. Trông nom bảo vật, đầu này yêu hồ bây giờ không để ý tới hắn. Cũng không có nghĩa là sở kiếm thu động huyền linh dịch trì sau đó còn thờ ơ sở kiếm thu nghĩ nghĩ đi đến cái ao lớn kia đường bên cạnh duỗi tay ra vận khởi hỗn độn thiên đế quyết tới huyền linh dịch trong ao linh dịch lập tức hóa thành một đạo thủy long hướng trong lòng bàn tay hắn dũng mãnh lao tới đầu kia yêu hồ nghe được vang động mở to mắt thấy cảnh này lập tức không khỏi giận dữ nó vừa rồi không để ý tới cái này nhỏ yếu vô cùng sâu kiến chỉ là không muốn lãng phí sức lực cùng loại này sâu kiến đồng dạng tính toán nhưng lại nghĩ không ra cái này sâu kiến thế mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Đi động nó huyền linh dịch trì, yêu hồ lập tức anh, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình khẽ động, một chảo hướng sở kiếm thu trên đầu vỗ xuống. Sở kiếm thu sớm đã liệu đến một màn này, thân hình đột nhiên biến mất. Xuất hiện tại bên ngoài mấy dặm. mươi 198 huyền linh dịch trì. Đầu kia yêu hồ thấy thế, nơi nào chịu dễ dàng như vậy buông tha hắn, thân hình lóe lên cũng đuổi tới bất quá khi nó một đầu đụng tới trước mắt chợt không thấy sở kiếm thu thân ảnh không chỉ mình sở kiếm thu không thấy hơn nữa ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng là đại biến không còn là lúc trước cái kia hoàn cảnh quen thuộc mà là đổi lại một mảnh mênh mông vô tận cát vàng yêu hồ không khỏi kinh hãi lập tức ở mảnh này trong cát vàng nhanh chóng bay lượn chỉ là vô luận nó như thế nào bay mảnh này cát vàng giống như vô cùng vô tận vô luận như thế nào bay đều bay không đến phần cuối. Sở kiếm thu nhìn thấy cuối cùng đem đầu kia yêu hồ vây khốn, không khỏi thỏa mãn phủi tay. Cái này có thể yên lòng luyện hóa hấp thu cái này một chỉ huyền linh dịch trí. Cái này một chỉ huyền linh dịch trì phương viên mấy chục trượng. Số lượng như vậy linh dịch đều đủ để để cho hóa hải cảnh võ giả đều tấn thăng hết mấy cái cảnh. Giới, nhưng sở kiếm thu nhìn một chút thể nội cái kia mênh mông vô cùng đan điền không khỏi cười khổ một hồi cũng không biết cái này một chỉ linh dịch có thể làm cho tu vi của mình tăng lên tới một bước nào sở kiếm thu không nghĩ nhiều nữa nhảy vào huyền linh dịch trong ao vận khởi hỗn độn thiên đế quyết nhanh chóng luyện hóa cái này một chỉ linh dịch phương viên mười mấy trượng huyền linh dịch chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng giảm bớt sở kiếm thu khí tức trên thân cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cực tốc mà leo lên một ngày đi qua toàn bộ huyền linh dịch trong ao linh dịch đã bị sở kiếm thu luyện hóa giọt. Nước không dư thừa, sở kiếm thu tu vi cũng đột phá đến chân khí cảnh bát trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút liền có thể đột phá chân khí cảnh cửu trọng. Sở kiếm thu nhìn xem cái kia giọt nước không dư thừa khô cạn linh trí. Lại cảm thụ một chút cảnh giới của mình tu vi. Không khỏi cười khổ lắc đầu, hỗn độn thiên đế quyết mặc dù uy lực mạnh mẽ vô cùng nhưng mà đồ thiết yếu cho tu luyện muốn tài nguyên cũng nhiều vô cùng tấn thăng giống nhau cảnh giới chính mình tiêu hao tài nguyên là võ giả bình thường vô số lần như thế một trì linh dịch đủ để khiến cho hóa hải cảnh võ giả đều có thể tấn thăng mấy cái cảnh giới nhưng là mình hoàn toàn luyện hóa về sau lại vẻn vẹn đề thăng một cái tiểu cảnh giới hay là từ chân khí cảnh thất trọng tấn thăng đến chân khí cảnh bát trọng sở kiếm thu không khỏi có chút tiếc nuối nếu như cái này huyền linh dịch trong ao linh dịch nhiều hơn nữa một chút. Chính mình liền có thể đột phá đến chân khí cảnh cửu trọng. Tại trong truyền thừa này động thiên sống sót tỷ lệ càng lớn hơn. Đối với tiến vào truyền thừa này động thiên, sở kiếm thu đầu tiên nghĩ tới không phải như thế nào thu hoạch cơ duyên. Mà là như thế nào bảo mệnh loại này truyền thừa động thiên mặc dù cơ duyên đông đảo. Nhưng mà nguy cơ cũng là tầng tầng lớp lớp tùy thời đều có bỏ mệnh nguy hiểm tại loại này nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh bảo mệnh mới là đòi hỏi thứ nhất nếu ngay cả tính mệnh cũng bị mất nhiều hơn nữa cơ duyên đó cũng là không tốt sở kiếm thu đi đến trên bờ đi tới cái kia vây khốn yêu hồ trận pháp trước mặt đã không còn giống phía trước như thế cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ lấy hắn lúc này thực lực dù cho trực tiếp cùng đầu này yêu hồ cứng rắn cũng không chút nào sợ lúc này hắn không chỉ mình tu vi tấn thăng đến chân khí cảnh bát trọng toàn thân thương thế sớm đã khỏi hẳn lấy hắn lúc này trạng thái nếu là lại cùng cái kia mặt xanh võ giả gặp nhau dù cho không tá trợ những cái kia linh phù cùng pháp bảo sở kiếm thu đều có lòng tin chiến thắng cái kia mặt xanh võ giả lúc này đầu kia yêu hồ ghé vào trong trận pháp không nhúc nhích trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất nó êm đẹp ngồi ở trong nhà, lại nghĩ không ra một hồi tai họa bất ngờ cứ như vậy buông xuống đến trên đầu của nó hiện nay bị vây ở mảnh này vô biên trong cát vàng đã không có thủy cũng không có đồ ăn, toàn cảnh là hoang vu tịch liêu ra cũng không xuất được. Sở Kiếm Thu nhìn thấy đầu kia yêu hồ ủy khuất thê lương ánh mắt trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần áy náy, dù sao mình đoạt nó đồ vật còn đem nó kẹt ở trong trận pháp này, chuyện này nguyên bản là mình làm đến có chút không tử tế. Bất quá gặp phải trước mắt loại này khốn cảnh. Sở kiếm thu nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp tăng cường chính mình thực lực. Dạng này mới có càng nhiều cơ hội tại trong truyền thừa này động thiên sống sót. Mới có thể đi tìm lạc chỉ vân. Cho nên mặc dù đoạt đầu này yêu hồ huyền linh dịch trì, sở kiếm thu cũng có mấy phần ái náy bất quá tại loại này trong hoàn cảnh sở kiếm thu lại là không thể không làm như vậy sở kiếm thu xưa nay là người không phạm ta ta không phạm người dù cho đối mặt yêu thú nếu là không tới chủ động trêu chọc chính mình sở kiếm thu cũng sẽ không đi lạm sát kẻ vô tội sở kiếm thu không có ý định tiếp tục phây khốn đầu kia yêu hồ bấm pháp quyết đem cái kia khốn trận thu vào đầu kia yêu hồ chợt nhìn thấy cái kia phiến cát vàng biến mất không còn tâm tích chung quanh hoàn cảnh quen thuộc lại xuất hiện tại trước mắt mình trong lòng không khỏi đại hỷ bỗng nhiên đứng lên nhưng khi nó nhìn thấy mặt tiền chạm lấy sở kiếm thu cùng với cái kia đã khô cạn phải giọt nước không dư thừa huyền linh dịch chỉ lúc lập tức lại không khỏi một hồi giận dữ anh gầm lên giận dữ lại hướng sở kiếm thu phát khởi công kích mình bị khốn vào cái kia phiến trong cát vàng kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này sâu kiến hơn nữa cái kia phiến vốn là thuộc về chính mình huyền linh dịch chỉ cũng bị trước mắt cái này. Sâu kiến cho lấy đi. Cái này vô luận như thế nào nó đều nhịn không được cái này một ngụm ác khí, đối mặt đầu kia yêu. Hồ đích phủ đầu một chảo, sở kiếm thu mỉm cười, không tránh không né. Giờ trưởng nganh đón tiếp lấy. Ẩm vang một tiếng thật lớn, cực lớn va chạm dư ba cào đến bốn phía bụi cỏ một mảnh đổ giáp. Sở Kiếm Thu lấy một tay nâng yêu hồ phẫn nộ nhất kích lần đầu giao thủ. Giữa hai bên thế mà cân sức ngang tài. Cái kia yêu hồ trong mắt lập tức lộ ra cực độ vẻ kinh hãi. Nhân tộc này võ giả rõ ràng chỉ có chân khí cảnh bát trọng tu vi. Làm sao có thể dễ dàng như vậy ngăn trở toàn lực của mình nhất kích? Cái kia yêu hồ trong lòng không chịu tin tưởng trước mắt thực tế lại là một chảo hướng sở kiếm thu đập xuống, sở kiếm thu vẫn như cũ không tránh không né. Vẫn như cũ đón đỡ yêu hồ một chảo này. Tại tiếp cái kia yêu hồ tam chảo đi qua, sở kiếm thu đối với cái kia yêu hồ nói, đón. Ngươi tam chảo, coi như là lấy ngươi huyền linh dịch trì bồi tội chi lễ. Nếu như ngươi dây dưa nữa không nghỉ mà nói, ta cũng sẽ không khách khí. Sở kiếm thu nói, trong tay trống rỗng xuất hiện thu thủy kiếm sạt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ lạnh lẽo mà kiếm khí bén nhọn lập tức từ sở kiếm thu trên thân tản mát ra tại cảnh giới tu vi không ngừng tăng lên lại thêm trong khoảng thời gian này chiến đấu liên miên sở kiếm thu đối với thanh lưu chiếu không kiếm quyết lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu tại đột phá chân khí cảnh bát trọng lúc thế mà cũng đồng thời đột phá thanh lưu chiếu không kiếm quyết đệ tứ trọng lăng lệ vô cùng kiếm khí đầy quanh người, phát ra suy suy âm thanh. Vẻn vẹn chỉ là rút kiếm ra khỏi vỏ, còn không có xuất kiếm. Sở kiếm thu trên thân tán phát kiếm khí ngay tại quanh mình trên mặt đất cắt chém ra vô số đạo. Rãnh sâu, cái kia yêu hồ nhìn thấy sở kiếm thu uy thế như thế, lập tức tự hiểu không phải là đối thủ. Trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành đến đây thì thôi, díu rít mà kêu hai tiếng ủ rũ cúi đầu trở lại chỗ trước đây nằm xuống. Không lý do bị sở kiếm thu đánh tới cửa, hơn nữa còn cướp đi nó huyền linh dịch trí. Đánh lại đánh không lại, nó cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo, sở kiếm thu thấy thế. Cũng hảo hảo thu về thu thủy kiếm. Đầu này yêu hồ cũng không tính cái gì hung tàn hạng người. Từ sở kiếm thu phía trước mới xuất hiện tại trước mắt của nó lúc. Nó cũng không có ra tay đối phó sở kiếm thu, cũng có thể thấy được cho nên sở kiếm thu cũng không muốn lấy tính mạng của nó. Luyện hóa cái kia một trì huyền linh dịch trì sau đó, cũng theo đó rời đi. chương 199 xích hỏa linh ngọc hoa, sở kiếm thu ở mảnh này trên thảo nguyên cẩn thận đi lại. Cẩn thận tránh đi những cái kia khí tức cường đại đại yêu, cho dù hắn đã tấn thăng làm chân khí. Cảnh bát trọng cũng không có nghĩa là liền có thể có thể bảo đảm không ngại phương xa cái kia cao ngất tận trời động phủ cách nơi này chỉ ít có gần tới vạn dặm nếu như là phi hành hết tốc lực mà nói đoán chừng cũng liền nhiều lắm là tiêu phí cái cũng liền có thể đạt tới nhưng mà tại loại này vô cùng hung hiểm trong hoàn cảnh phi hành hết tốc lực đơn giản không khác gì đi tìm cái chết sở kiếm thu cẩn thận đi lại một ngày cũng liền hành tàu cái hai ba trăm dặm dáng vẻ nếu là dựa theo trước mắt loại tốc độ này muốn đến tòa kia động phủ ít nhất cũng phải hơn một tháng. Bất quá sở kiếm thu cũng không nóng nảy, vô luận như thế nào. Bảo mệnh cũng là đòi hỏi thứ nhất. Huống hồ hắn còn muốn tìm kiếm lạc chỉ vân, càng không thể hành tẩu quá nhanh. Tại hành tẩu một ngày sau đó, sở kiếm thu chợt nghe phía trước ẩn ẩn truyền đến tranh chấp thanh âm đánh nhau. Sở kiếm thu trong lòng hiếu kỳ, đi đến đó tới, ở trên bầu trời cái kia con hạc giấy nhỏ quan. Sát Sở Kiếm Thu nhìn thấy ở bên trái phía trước hơn 10 dặm chỗ có hai nhóm người đang đối. Đầu, một nhóm người người mặc huyết bào, vừa nhìn một cái liền biết là huyết sát tông đệ tử. Sở Kiếm Thu trong lòng không khỏi kinh ngạc, huyết sát tông đệ tử thế mà cũng tiến vào. Tại truyền thừa này động thiên xuất hiện thời điểm, Sở Kiếm Thu liền biết đại càn vương triều bên trong các phương thế lực chắc chắn sẽ không bỏ. Qua cơ hội này, sẽ tiến vào trong truyền thừa này động thiên tìm kiếm cơ duyên nhưng sở kiếm thu lại nghĩ không ra huyết sát tông đệ tử thế mà cũng có thể đi vào truyền thừa này động thiên dù sao cũng là xuất hiện tại trên địa bàn của huyền kiếm tông huyền kiếm tông thế mà lại cho phép huyết sát tông cái này sinh tử đại địch đệ tử tiến vào truyền thừa này động thiên cái này thật sự là một kiện làm cho người cực kỳ ngạc nhiên sự tình bất quá sở kiếm thu hơi chút suy tư rất nhanh liền nghĩ rõ nguyên nhân trong đó Truyền thừa này Động Thiên bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện Hóa Hải cảnh đệ tử. Vậy thì mang ý nghĩa truyền thừa này Động Thiên là cự tuyệt hóa phía trên hải cảnh cảnh giới võ. Giả tiến vào, bằng không kia từng cái nguyên đan cảnh lão hồ ly há lại sẽ làm cho những này. Hóa Hải cảnh đệ tử tiến vào bên trong cùng bọn hắn tranh đoạt cơ duyên. Chỉ có truyền thừa này Động Thiên cự tuyệt hóa phía trên hải cảnh võ giả tiến vào. Những cái kia nguyên đan cảnh lão hồ ly dưới sự bất đắc dĩ mới có thể điều động thế hệ trẻ tuổi đệ tử tiến vào. Cái này, huyết sát tông đệ tử có thể tiến vào trong truyền thừa này động thiên, cũng sẽ không là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Huyết sát tông nguyên đan cảnh cường giả chắc chắn sẽ không để cho khác bốn đại tông môn đệ tử tiến vào trong truyền thừa này động thiên, mà huyết sát tông đệ tử lại chỉ có thể ở một bên chơ mắt ấy Đối với như thế một phần cơ duyên to lớn, trừ phi bọn hắn huyết sát tông cũng có thể kiếm một chén canh, bằng không. Bọn hắn thà bị lưỡng bại câu thương, cũng sẽ không để cho khát tứ đại tông môn độc tài chuyện tốt bực này. Mà có huyết sát tông những cường giả kia ở một bên nhìn lom lom. Khác bốn đại tông môn đệ tử muốn tiến vào bên trong cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vì không bỏ sót cái này một phần cơ duyên. Khác bốn đại tông môn cao tầng cũng chỉ đành thỏa hiệp đến nỗi ai có thể thu hoạch động thiên bên trong truyền thừa thì nhìn các tông phái đệ tử bản lãnh sở kiếm thu phát hiện những cái kia huyết sát tông trong hàng đệ tử thế mà không thiếu người quen từng tại tân trạch bí cảnh bên trong đã giao thủ hàn phi vũ cùng lâu dạ mộng lần này thế mà cũng đều tiến vào hai người này hiện nay thế mà cũng tấn thăng làm hóa hải cảnh nhất trọng cường giả một đạo khác người nhìn cái kia ăn mặc Hẳn là năm đại tông môn một trong ngân phường các đệ tử tại hai nhóm người cách đó không xa. Nhưng là một gốc tản ra đậm đà hỏa thuộc tính nguyên khí linh dược. Lại là một gốc đạt đến tam giai cực phẩm Xích Hỏa Linh Ngọc Hoa. Xích Hỏa Linh Ngọc Hoa là cực kỳ thuần túy ngũ hành chi vật. Bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng nặc hỏa thuộc tính tinh hoa. Nếu là tu hành hỏa thuộc tính công pháp nhận được loại này thiên tài địa bảo. Đối với võ giả ích lợi khó có thể tưởng tượng cái này hai phái giữa đệ tử phát sinh rằng co đoán chừng chính là vì tranh đoạt một bụi này xích hỏa linh ngọc hoa sở kiếm thu không khỏi cười cười chuyện tốt như vậy để cho chính mình đụng lên cũng không hẳn có thể lãng phí cái này không công đưa tới cửa tốt đẹp cơ duyên vừa vặn tự mình tu luyện cửu chuyển kim thân quyết cũng là cực cần gốc cây này xích hỏa linh ngọc hoa cửu chuyển kim thân quyết tu luyện cần tập hợp đủ thuộc tính ngũ hành thiên tài địa bảo sở kiếm thu khi lấy được cửu chuyển kim thân quyết sau bởi vì một mực thiếu khuyết thuộc tính ngũ hành bảo vật cho nên đối với cửu chuyển kim thân quyết tu luyện vẫn không có cái gì rất lớn tiến triển ẩn chứa ngũ hành tinh hoa thiên tài địa bảo cực kỳ hy hữu cho dù là tại trong huyền kiếm tông chân bảo các cũng chỉ bất quá chỉ vẻn vẹn có một kiện kim thuộc tính tinh hoa bảo vật xa xa không cách nào gọp đủ năm loại ngũ hành tinh hoa bảo vật cho nên sở kiếm thu mặc dù nhận được cửu chuyển kim thân quyết thời gian không ngán. Nhưng mà trên thực tế lại ngay cả đệ nhất chuyển đều không có luyện thành, hiện nay thật vất vả. Gặp gỡ ở nơi này cái này uẩn chứa hỏa thuộc tính tinh hoa bảo vật. Sở kiếm thu lại há có thể dễ dàng buông tha. Mặc dù nhân số song phương đều không thiếu, huyết sát tông bên này có 12-13 người. Ngân phường các bên kia cũng có 15-16 người nhưng hai phe này võ giả bên trong tu vi cao nhất cũng bất quá là hóa hải cảnh tam trọng sở kiếm thu căn bản cũng không sợ ngân phường các bên này võ giả số lượng mặc dù so huyết sát tông bên kia muốn nhiều thế nhưng là vẫn như cũng bị huyết sát tông đánh thất linh bát lạc trên mặt đất đã nằm ba bốn người những người còn lại cũng đều trên thân bị thương tình thế rất là không ổn sở kiếm thu đối với song phương đánh nhau không chút nào để ý nghênh ngang đi đến chi kia xích hỏa linh ngọc hoa bên cạnh. Đưa tay đem chi kia xích hỏa linh ngọc hoa hái xuống, cái kia hai bên đang đánh đấu đám người. Nhìn thấy một màn này, lập tức không khỏi ngây ngẩn cả người. Vừa mới bắt đầu bọn hắn nhìn thấy xuất hiện sở kiếm thu, cũng không có chút nào để ý. Một cái chỉ là chân khí cảnh bát trọng phế vật còn không đáng đến bọn hắn để vào mắt nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến tên phế vật này sâu kiến lại dám tại mí. Mắt của bọn họ nội tình đi động đến bọn hắn bảo vật. Thẳng đến sở kiếm thu đem gốc kia xích hỏa linh ngọc hoa đô đã thu vào trong túi. Mọi người mới phản ứng lại là chuyện gì xảy ra. Lớn mật lại dám đụng đến bọn ta đồ vật tự tìm cái chết một. Cái huyết sát tông đệ tử hướng về phía sở kiếm thu phẫn nộ quát đồ đạc của các ngươi sở kiếm thu không khỏi cười cười nói gốc cây này linh dược chẳng lẽ khác lấy tên của ngươi ta làm sao lại nhìn không ra đây là các ngươi đồ vật mau đem gốc kia linh dược lấy ra bằng không nhường ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị một cái gương mặt lạnh lùng huyết sát tông đệ tử ngừng cùng ngân phường các đệ tử giao chiến lạnh lùng nhìn xem sở kiếm thu đạo lúc này ngân phường các những cái kia võ giả cũng nhao nhao dừng tay mục đích của bọn hắn chính là vì tranh đoạt gốc kia xích hỏa linh ngọc hoa. Hiện nay gốc kia xích hỏa linh ngọc hoa đã rơi xuống sở kiếm thu trong tay. Bọn hắn lại cùng huyết sát tông người đả sinh đà tử cũng đã không có chút nào ý nghĩa. Hơn nữa bọn hắn căn bản không phải huyết sát tông đệ tử đối thủ, đã sớm muốn trốn chạy. Chỉ là bị huyết sát tông đệ tử cuốn lấy, không thoát thân được lúc này gặp phải cơ hội như vậy nơi nào còn chịu tiếp tục cùng huyết sát tông đệ tử chiến đấu chương hai một trường hàn phi vũ cùng lâu dạ mộng kiến đến là sở kiếm thu lúc lập tức thì thay đổi màu sắc sở kiếm thu tại tân trạch bí cảnh cho bọn hàn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc lúc đó nếu như không phải chạy nhanh chỉ sợ sớm đã mệnh tang sở kiếm thu trong tay nhất là sở kiếm thu trên thân cuối cùng toát ra đạo kia vô cùng kinh khủng kiếm quang hiện tại bọn hắn chỉ cần vừa nghĩ tới, cũng cảm giác một hồi sợ hãi. Lúc này bọn hắn mặc dù đã tấn thăng làm hóa hải cảnh võ giả, nhưng mà sở kiếm thu cũng tương tự từ ngay lúc đó chân khí cảnh lục trọng tấn thăng làm bây giờ. Chân khí cảnh bát trọng, hàn phi vũ cùng lâu dạ mộng không có chút nào chắc chắn có thể chiến. Thắng bây giờ sở kiếm thu. Miêu sư huynh, cẩn thận một chút, hàn. Phi vũ hướng cái kia khuôn mặt lạnh lùng huyết sát tông võ giả đạo người để cho ta cẩn thận cái này chân khí cảnh bát trọng phế vật hàn phi vũ người có phải hay không đầu óc bị hư cái kia khuôn mặt lạnh lùng võ giả quay đầu liếc hàn phi vũ một cái lãnh đạo nói hắn là sở kiếm thu lúc này lâu dạ mộng cũng đi lên phía trước sắc mặt nghiêm túc địa đạo cái kia khuôn mặt lạnh lùng võ giả nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói các ngươi đem hắn nói đến vô cùng kỳ diệu không có gì hơn là muốn che giấu các ngươi nhiệm vụ thất bại kết quả mà thôi. Ngươi cho rằng ta là các ngươi, đối phó một phế vật như vậy? Ta một ngón tay đều có thể đem hắn ấn chết, Lăng Thất, đi giết hắn, cái. Kia khuôn mặt lạnh lùng võ giả hướng bên người một cái huyết sát tông đệ tử hạ lệnh là "Miêu sư huynh, cái kia tên là Lăng Thất huyết sát tông đệ tử lên tiếng, liền hướng sở kiếm thu đi đến. Lúc này những cái kia ngân phường các đệ tử cũng không có cứ thế mà đi mà là xa xa lui ở một bên xem chừng bọn hắn cũng nghĩ nhìn một chút cái này gan to bằng trời chân khí cảnh võ giả đến tột cùng là thật sự thâm tàng bất lộ cao thủ vẫn là một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn theo lý mà nói có thể lấy chân khí cảnh tu vi liền tiến vào trong truyền thừa này động thiên cũng chứng minh hắn tông môn đối với hắn là bực nào tín nhiệm bởi vì loại này truyền thừa động Thiên, bên trong nguy cơ tứ phía, nếu là thực lực quá yếu, căn bản chính là chịu chết phần. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này tất nhiên có thể bằng vào chân khí cảnh tu vi liền đi. Vào, cái kia hẳn là sẽ có hắn chỗ hơn người. Cho nên những cái kia ngân phường các đệ tử cũng muốn xem kết quả của chuyện này. Nếu là Sở Kiếm Thu thật sự không chịu nổi một kích bị huyết sát tông đệ tử giết, đến lúc đó bọn hắn lại chạy cũng không muộn, ngược lại bọn hắn bây giờ cách phải cũng đầy đủ xa. Xôi, đến lúc đó muốn chạy, cũng được. Gọi là lăng thất huyết sát tông đệ tử đi đến sở kiếm thu trước người. Một trưởng hướng sở kiếm thu vỗ tới, đối với sở kiếm thu. Hắn cũng cùng cái kia khuôn mặt lạnh lùng võ giả một dạng. Cũng không có đem sở kiếm thu quá mức để vào mắt. Một cái chỉ là chân khí cảnh bát trọng phế vật, giết đều không cái gì kinh. Sở kiếm thu nhìn cũng không nhìn hắn một mắt tiện tay một trưởng vung ra. ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia tên là lăng thất huyết sát tông đệ tử cơ thể giống như như. Đạn pháo bay ra về phía sau mấy chục trượng rơi vào trong bụi cỏ. Đem mặt đất cày ra một đường thật dài rãnh sâu, cũng lại không có động tĩnh. Đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt rung động tới cực điểm. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Mẹ nó, cái này còn là chân khí cảnh võ giả biểu hiện ra chiến lực sao? Lúc này trong lòng mọi người cũng không khỏi hoài nghi, có phải hay không chính mình trước đó đối với chân khí cảnh có cái gì hiểu lầm? Vẫn là mình trước đó đạt tới cũng là giả chân khí cảnh. Một cái hóa hải cảnh nhất trọng võ giả tại trong tay sở kiếm thu. Thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không làm được một trưởng liền bị đập chết hàn phi vũ cùng lâu dạ mộng tâm bên trong mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng lại vẫn như cũ bị trước mắt một màn này dọa sợ bọn hắn biết sở kiếm thu chiến lực không thể theo lẽ thường để phán đoán thế nhưng là thật là nghĩ không ra sở kiếm thu bây giờ cường đại đến tình trạng như thế tại tân trạch bí cảnh thời điểm sở kiếm thu thực lực mặc dù cũng cường đại nhưng bọn hắn ít nhất cùng sở kiếm thu đều có thể có lực đánh một trận nhưng là bây giờ nhưng căn bản cũng không chịu nổi một kích nhất là lâu dạ mộng trong lòng quả thực là ngũ vị tạp trần lúc lần thứ nhất nhìn thấy sở kiếm thu nàng còn có thể đem sở kiếm thu đuổi đánh lúc lần thứ hai nhìn thấy sở kiếm thu sở kiếm thu đã có thể cùng nàng đánh nhau chính diện đem tại tân trạch bí cảnh một lần cuối cùng nhìn thấy sở kiếm thu lúc Sở Kiếm Thu chiến lực đã vượt ra khỏi nàng quá nhiều, cho tới bây giờ. Nàng cùng Sở Kiếm Thu thực lực càng kém càng lớn, đối mặt Sở Kiếm Thu. Nàng đã lại không sức hoàn thủ. Lâu Dạ Mộng Tâm bên trong sợ hãi không thôi, Sở Kiếm Thu thật sự là trưởng thành quá nhanh. Cái này một loại đối thủ, quả thực là huyết sát tông ác mộng. Nếu như lại tùy ý Sở Kiếm Thu dạng này trưởng thành tiếp, chỉ sợ không cần bao lâu sở kiếm thu liền có thể trở thành huyết sát tông cực lớn phiền phức thậm chí cuối cùng huyết sát tông chôn vùi trong tay hắn cũng có thể lâu dạ mộng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ phát triển nhanh như vậy khủng bố như thế yêu nghiệt trước đó nhìn thấy những cái kia huyết sát tông cái gọi là thiên tài tại trước mặt sở kiếm thu đơn giản chính là rác rưởi hàn phi vũ tại không có gặp phải sở kiếm thu phía trước Đối với mình tư chất vẫn là có mấy phần kiêu ngạo, nhưng mà tại gặp phải Sở Kiếm Thu sau đó. Lòng tin của hắn liền đã hoàn toàn sụp đổ. Tại trước mặt Sở Kiếm Thu, thiên tài đối với Hàn Phi Vũ tới nói chính là một cái lớn nhất châm. Chọc cái kia khuôn mặt lạnh lùng võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức cũng thay đổi. Nhưng lúc này hắn đã đâm lao phải theo lao, vừa rồi ngoan thoại đã phóng ra. Nếu để cho hắn liền như vậy bỏ qua mà nói, về sau còn như thế nào gặp người, lên. Đi đem hắn giết cái kia khuôn mặt lạnh lùng võ giả lại hướng người bên cạnh hạ lệnh. Cái này tiếng nói của hắn vừa ra. Hàn phi vũ cùng lâu dạ mộng liền bay cũng như nhau mà chạy trốn. Đi theo như thế một cái ngu xuẩn, sớm muộn cũng phải bị hắn cho đùa chơi chết. Nói đùa, hắn vừa rồi cũng không phải không thấy sở kiếm thu thực lực khủng bố kia coi như cái kia khuôn mặt lạnh lùng võ giả tự thân lên phía trước đều không nhất định là sở kiếm thu đối thủ huống chi là bọn hắn những thứ này hóa hải cảnh nhất nhị trọng võ giả đi ra phía trước đó nhất định chính là tự tìm cái chết cái kia khuôn mặt lạnh lùng võ giả nhìn thấy hàn phi vũ cùng lâu dạ mộng chạy trốn bên người những đệ tử kia vừa sợ co lại không tiến lập tức không khỏi giận dữ quát lên một cái hai cái cũng là phế vật hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người chiến đấu chân chính lại có thể duy trì bao lâu các ngươi còn chờ cái gì còn không mau động thủ miêu tỉnh thông đã ngươi tin tưởng như vậy vì cái gì không tự mình động thủ có huyết sát tông đệ tử cuối cùng nhịn không được nói ngươi cho rằng ta sợ hắn sao miêu tỉnh thông nghe vậy lập tức cả giận nói bất quá hắn trong miệng mặc dù nói như thế nhưng mà trong lòng lại thật là là có mấy phần sợ sở kiếm thu vừa rồi một trưởng kia biểu hiện thực sự có chút dọa người dễ dàng như vậy đem lăng thất đánh chết ở dưới trưởng miêu tỉnh thông ước lượng một phen giống như mình muốn làm đến bước này có như vậy mấy phần miễn cưỡng một trưởng đánh chết lăng thất hắn đương nhiên cũng có thể làm đến nhưng lại khẳng định muốn xuất toàn lực tuyệt đối làm không được sở kiếm thu như vậy hời hợt không sợ ngươi làm gì không chính mình bên trên tên kia huyết sát tông đệ tử tiếp tục tức giận đạo hắn thực sự có chút chịu đủ rồi miêu tỉnh thông dọc theo con đường này gặp nguy hiểm lúc nào cũng để cho bọn hắn xông lên phía trước nhất mà đội ngũ này bên trong rõ ràng miêu tỉnh thông tài là tu vi cao nhất một cái